tiền bối, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Tống Thư Hàng lắc lư bên dưới đầu, trên đầu quang kén theo lay động, tản mát ra như lưu quang xinh đẹp sắc thái. Kỳ thật không có gì tốt cười. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, ta chỉ là đang nghĩ, cái này quang kén ăn ngon không? Tống Thư Hàng, thứ này xem xét liền không cách nào ăn đi. Chẳng lẽ, bạch tiền bối thèm, muốn ăn ít đồ? Lại nói, Thư Hàng ngươi đây là có chuyện gì? Đạo tử tiền bối nhịn không được hỏi. Biên cái này quang kén có chỗ lợi gì? Chính ta cũng không có chỉnh minh bạch, vừa rồi ta đột nhiên có loại nghĩ kết cái kén xúc động, cho nên ta thuận theo tâm linh, chuẩn bị kết cái kén. Kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này kén mới kết đến đầu bộ vị trí lúc, tia lại đột nhiên đoạn mất. Tống Thư Hàng chọc chọc chính mình sọ não lên kén. Theo ngón tay hắn chọc nhẹ, trên đầu quang kén đột nhiên nổ tung. Bất hủ biến thành quang kén lực lượng, theo quang kén nổ tung, thẩm thấu đến Tống Thư Hàng đầu vị trí, bắt đầu cường hóa lên Tống Thư Hàng đầu khu vực. Đầu tiên đạt được cường hóa chính là bá Tống ra mặt. Thân là cường giả, nhất định phải có một chương cường đại ra mặt, vô luận là vật lý lên ra mặt vẫn là tâm hồn ra mặt, đều rất trọng yếu. Vật lý lên ra mặt có thể để cho các cường giả tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong, cũng có thể bảo trì bộ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, bảo trì cường giả phong độ. Tâm lý lên ra mặt, thì là đại lão nhóm nhất so đo trọng điểm một trong, quan hệ đến người khác có cho hay không mặt mũi vấn đề. Bá Tống ra mặt, vốn chính là toàn thân hắn cường đại nhất hai cái địa phương một trong, là liền thiên phạt đều không thể đưa nó phá hủy vị trí. Lúc này đạt được cường hóa về sau, bá Tống ra mặt lên ẩn ẩn hiển hiện một chút bất hủ quang huy, so ngụy bất hủ cao cấp hơn một cái cấp độ, nhưng lại so ra kém đã bất hủ hóa phì kình kim đan miễn cưỡng có thể tính vì là á bất hủ. Nếu như có thể được đến giống phì kình kim đan đồng dạng thời cơ, nói không chừng tương lai nó có thể diễn hóa thành chân chính bất hủ ra mặt. Bất hủ quang kén lực lượng tiếp tục thẩm thấu. Kế bá Tống ra mặt về sau, Tống Thư Hàng xương đầu cũng đã nhận được cường hóa. Quang kén quang mang 360 độ không góc chết thẩm thấu đến đầu hắn xương mỗi một chỗ. Nhào bột mì bì đồng dạng Tống Thư Hàng xương đầu cũng bắt đầu á bất hủ hóa, tại ngụy bất hủ cảnh giới lên cao hơn một tầng. Xương đầu, còn có da mặt, đây là từ bên trong ra ngoài đều tiến hành á bất hủ hóa tiết tấu sao. Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ mặt mình. Quang kén lực lượng đối Tống Thư Hàng đầu cải tạo, không phải lập tức liền hoàn thành, mà là tiến hành theo chất lượng. Dự tính cải tạo thăng cấp cần thiết thời gian tại một ngày tả hữu. Một ngày lên tiếng để không lớn, chỉ cần đi vào thời gian bí cảnh bên trong, một ngày tả hữu thoáng qua liền xong. Thô sơ giản lược tính toán, 100 lần hợp kích năng lượng, không sai biệt lắm có thể hoàn thành một đầu lâu cốt đầu cộng làn da á bất hủ hóa. Muốn hoàn thành cả người xương cốt, làn da á bất hủ hóa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 10 lần bên trong liền có thể hoàn thành. Tống Thư Hàng trong lòng tính toán một phen. 10 lần tả hữu, có thời gian bí cảnh tương trợ, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chờ xương cốt toàn thân cùng làn da hoàn thành á bất hủ hóa về sau, còn có thể tiến một bước nếm thử đối huyết nhục cũng tiến hành thăng cấp. Nếu là ta đem toàn bộ thân thể đều chế tạo thành á bất hủ trạng thái, lại phối hợp phì kình kim đan, cơ hồ chẳng khác nào là một cái thấp phối bản bất hủ. Tống Thư Hàng đưa tay nhéo nhéo ra mặt chính mình, nói. Nghĩ là đẹp chút, nhưng người sống tại thế, dù sao cũng phải nghĩ đẹp một điểm. Sinh hoạt đã như thế gian khổ, nghĩ còn không đẹp điểm, thời gian còn thế nào qua. Vậy ngươi bây giờ về trước thời gian bí cảnh, chờ tiêu hóa xong, trở lại. Bạch tiền bối đồng ý nói. Đạo tử ngắm nhìn tiên bạch, hiếu kỳ hỏi, bạch đạo hữu ngươi đây. Ngươi có thay đổi gì không? Phía sau sao trời số lượng trở nên nhiều hơn chút, bạch tiền bối ngắm nhìn sau lưng bất hủ tinh hà. Cái này bất hủ tinh hà, mở ra cùng quan bế cũng không thụ khống chế. Như cái kỹ năng bị động, tại dính đến bất hủ thuộc tính sự kiện về sau, nó liền sẽ bị kích hoạt. Ngay cả trường sinh chi đạo cũng không biến hóa sao? Đạo tử lại hỏi. Khổng lồ như vậy bất hủ tin tức tiếp thu về sau, theo lý thuyết chí ít có thể kích thích bên dưới tiên bạch trường sinh chi đạo, để trường sinh chi đạo hình thức ban đầu hoàn chỉnh hóa a. Trường sinh chi đạo, hiện tại đã đủ. Bạch tiền bối trả lời. Hắn cho là như vậy. Cho nên... cảnh giới của hắn liền vẫn như cũ dừng ở trường sinh chi đạo hình thức ban đầu trình độ. Thì ra là thế, đạo tử nhẹ gật đầu. Có thể là bạch đạo hữu cảm giác thời cơ chưa tới.
Liên quan tới Tiên Bạch trên việc tu luyện sự tình, đạo tử không có hỏi nhiều. Hắn đưa tay mở ra trở về thời gian bí cảnh thông đạo. Tống Thư Hàng đứng dậy, bước vào không gian thông đạo. Bạch tiền bối còn phải trấn thủ phong ấn, không cách nào rời đi phong ấn hạch tâm quỹ đạo. Mà lại, Bạch tiền bối cũng không cần thời gian bí cảnh đến gia tốc tiêu hóa bất hủ lực lượng. Chờ Tống Thư Hàng cùng đạo tử thân ảnh biến mất về sau, trong phong ấn đen nhánh mặt trời ý thức thoáng sinh động một chút. Các ngươi tại thèm ta bất hủ, đen nhánh mặt trời ồm ồm nói. Bá Tống biến hóa, quá rõ ràng. Kết hợp Bá Tống cùng Tiên Bạch không ngừng dùng hợp kích nện hắn bất hủ cát sỏi, nó lập tức liền suy đoán ra khả năng này. Nhưng là, hắn bất hủ ở trong quá trình này cũng không có tổn thương. Bá Tống cùng Tiên Bạch đến cùng là thế nào làm được? Ngươi đoán, Bạch tiền bối nhìn qua bất hủ cát sỏi, nước bọt lại nhìn không được bài tiết. Đen nhánh mặt trời. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Mặc dù tự thân không có nhận tổn thương, nhưng nó cũng không muốn bị Tiên Bạch cùng Bá Tống hao lông dê. Tống Thư Hàng bản thể trở lại thời gian bí cảnh. Cùng phân thân nhóm ở giữa liên hệ lần nữa nối liền, phân thân nhóm án lấy chức trách, riêng phần mình hành động. Tống Thư Hàng bản thể tìm cái thoải mái vị trí, yên lặng nằm xong. Tạo hóa tiên tử, sở các chủ ngốc mau chờ vật trang sức từng cái trở lại bản thể hắn chỗ. Thư Hàng, da mặt của ngươi có phải là lại biến tăng thêm một chút? Xích Tiêu Kiếm vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng bản thể phát sáng mặt, liền nhịn không được nói. Là thăng cấp, không phải biến tăng thêm, ý nghĩa không giống, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn đem Xích Tiêu Kiếm, cửu tu phượng hoàng đao phóng tới trên đùi, nhắm mắt đả tỏa. Trên thực tế, Bá Tống đả tỏa đã không cần đến nhắm mắt. Hắn lúc này nhắm mắt, chỉ là vì điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái, để cho mình ở vào một cái vô cùng bình tĩnh hình thức. Tại cái này hình thức, hắn có thể nhìn đến một vài thứ trước đó, tại xương đầu á bất hủ hóa thời điểm, hắn liền như là làm nằm mơ ban ngày, thấy được mấy cái hình tượng. Trước đó, hắn không đến cùng nhìn kỹ, hình tượng liền chợt lóe lên. Là nhập mộng báo hiệu, hoặc là cái khác, Tống Thư Hàng tiến vào yên tĩnh trạng thái. Một lát sau, ở trong cơ thể hắn, hắn liên thủ với Bạch tiền bối từ đen nhánh mặt trời cái kia cắt chém tới tồn tại bị kích thích. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được một cái Bạch tiền bối chuẩn bị chứng đạo hình tượng. Đây là, Thiên Đạo Bạch. Nói thật, Thiên Đạo Bạch, Bạch tiền bối, hiện thế Bạch, còn có không biết Bạch 1 đến 33 hào, đều giống nhau như đúc. Chỉ là lộ cái mặt không nói lời nào, đứng tại cái kia bất động lúc, trên cơ bản không ai có thể đem bọn hắn phân chia ra tới. Tống Thư Hàng cũng là thông qua lâu dài ở chung, cùng nhìn thấy hình tượng bên trong vị này A Bạch sắp chứng đạo lúc, mới xác định đây là Thiên Đạo Bạch thân phận. Hình tượng bên trong A Bạch, đang đứng ở cùng loại phi thăng trạng thái. Tại hắn phía dưới, là một đám bị đánh ngã trường sinh giả đại lão, cùng ít có mấy tôn còn đứng lấy một thành viên công đức đạo nhân thân ảnh. Tuấn Mỹ vô song Thiên Đạo Bạch, trên thân bắt đầu bị đại đạo quang huy bao phủ. Cái này đại đạo chi quang huyễn hoặc khó hiểu. Mọi người chỉ cần nhìn lên một cái, liền cảm giác trong lòng có vô số lĩnh ngộ, cảnh giới đều muốn đạt được đột phá. Không sai được, chính là Thiên Đạo sắp chứng đạo thời khắc. Trước đó đạo tử sư huynh chứng đạo thời điểm, cũng là cùng loại tình hình. Đây cũng là Bạch tiền bối lần thứ nhất chứng đạo thời điểm. Vừa rồi chợt lóe lên trong màn ảnh, ta thấy được công đức đạo nhân. Lúc này, Tống Thư Hàng chính lấy bên thứ ba góc độ, đánh giá đây hết thảy. Cái này thì giác tức không phải phía dưới bị đánh ngã chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão, cũng không phải Thiên Đạo Bạch, mà là một cái cùng loại xem phim người xem góc độ, tại xa xa nhìn qua một màn này. Lại nói, đen nhánh mặt trời đã từng tiếp xúc qua chứng đạo Thiên Đạo Bạch tiền bối. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Tống Thư Hàng sở dĩ sẽ mở ra lần này hình tượng phát ra tầm nhìn, chính là bởi vì hắn từ đen nhánh mặt trời trên thân thôn vệ cái kia bộ phận tồn tại, bị kích động nguyên nhân. Lần này hình tượng phát ra nội dung, là đen nhánh mặt trời một bộ phận. Nhưng là, trước đó tại tiếp xúc thời điểm, đen nhánh mặt trời tựa hồ cũng không có nhận ra Bạch tiền bối thân phận. Tính toán thời gian, Bạch tiền bối chứng đạo thời điểm, đen nhánh mặt trời đối liền Thiên Đạo cũng đã xuống đài. Lại hoặc là, nó chính là lúc ấy sắp xuống đài Thiên Đạo. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đè hắn cùng các vị tiền bối phỏng đoán, đen nhánh mặt trời Thiên Đạo. Hoặc là thứ tư giới Thiên Đạo, hoặc là thứ năm giới.
mà từ phía trước các loại tuyến tác đến cân nhắc, nó là thứ tư giới khả năng sẽ càng lớn chút. Đằng sau là thứ sáu giới công đức đạo nhân, thứ bảy giới bạch tiền bối, thứ tám giới béo cầu đại lão, thứ tám. Năm giới đạo tử sư huynh. Nếu như đen nhánh mặt trời là thứ năm giới, hình tượng bên trong lại là bạch tiền bối lần thứ nhất chứng đạo tình hình, cái kia đen nhánh mặt trời thiên đạo là vừa vặn vừa hạ nhiệm, nếu như nó là thứ tư giới, vậy nó hạ nhiệm sau đã cái thứ hai luân hồi. Theo thiên đạo bạch bắt đầu phi thăng, đen nhánh mặt trời thiên đạo thị giác bắt đầu một mực khóa chặt thiên đạo bạch. Loại cảm giác này, tựa như là tại tùy thời mà động. Chứng đạo cuối cùng cũng bắt đầu, không nghĩ tới cuối cùng muốn chứng đạo, vậy mà là cái đột nhiên toát ra người mới. Bất quá, dạng này cũng tốt, với ta mà nói càng thêm thuận tiện, hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Một thanh âm vang lên. Nói viễn cổ trong lời nói một loại tiếng địa phương, tối nghĩa khó hiểu cũng may Tống Thư Hàng trong thân thể còn giữ ngôn ngữ cùng chữ viết pháp tắc, trường sinh đạo tuy bị hiến tế, đầu này pháp tắc tin tức còn lưu lại. Cho nên, hắn có thể nghe rõ trong lời nói ý tứ. Gia hỏa này là muốn nhằm vào thiên đạo bạch tiền bối. Tống Thư Hàng lập tức hiểu được. Núp trong bóng tối đen nhánh mặt trời thiên đạo, tựa hồ muốn đối ngay tại chứng đạo thiên đạo bạch âm thầm hạ thủ. Kỳ quái, cảm giác có người. Đột nhiên, cái thanh âm kia lại lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng trong lòng thầm kêu không ổn. Đây là hắn bị lui nhậm sau đen nhánh mặt trời cảm ứng được. Tựa như là hắn đã từng nhập mộng đỉnh tiêm đại lão lúc, sẽ bị đại lão cảm ứng được đồng dạng. Lần này tiến vào đen nhánh mặt trời tầm nhìn hình tượng, rất có thể cũng sẽ bị đen nhánh mặt trời cảm ứng được. Đang lúc Tống Thư Hàng thầm cảm thấy không ổn lúc, sọ não của hắn, da mặt hắn cùng bất hủ phì kình kim đan âm thầm tản ra quang huy, đem hắn thân thể bao phủ. Đặc biệt là tấm kia á bất hủ da mặt, càng là mô phỏng ra tiếp cận đen nhánh mặt trời bất hủ khí tức hương vị. Nhập mộng đến đỉnh tiêm đại lão lúc, hoàn toàn chính xác có thể sẽ bị cảm ứng được nhưng Tống Thư Hàng hiện tại đã không phải là năm ngoái tiểu manh tân. Hắn hiện tại trang bị tốt tất cả vật trang sức, phân thân về sau, nói là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm cũng không đủ. Lại thêm hắn cùng bạch tiền bối vừa hao xong đen nhánh mặt trời lông dê, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Một lát sau, là ảo giác sao, nhưng vẫn là thoáng lưu tâm một cái đi, cái thanh âm kia lại nói. Nó không thể cảm ứng được Tống Thư Hàng tồn tại. Từ khi thành đại lão về sau, bá Tống tao thao tác sốt cục miễn cưỡng đuổi kịp đại lão nhóm bộ pháp. Chỉ có đại lão mới có thể che đậy đại lão cảm ứng. Tống Thư Hàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hình tượng bên trong, bạch tiền bối thăng thiên hình tượng đã sắp tiến vào hồi cuối. Trên người hắn, đại đạo chi quang càng lúc càng nồng nặc. Hư không bên trong có một loại lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Muốn đem hắn dính dáng đến đi, tiến vào thiên đạo, chấp trưởng chư thiên vạn giới, chứng đạo bất hủ. Muốn tới, ngay tại lúc này, cái thanh âm kia kích hoạt vạn phần. Đồng thời, hắn tựa hồ đem một cái chân quý đồ vật bắn ra ngoài. Cụ thể bắn cái gì, Tống Thư Hàng thấy không rõ lắm. Nhưng hẳn là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nói không chừng mấy ngàn vạn năm mới có thể mân mê ra một cái chủng loại kia. Rất tốt, rất thuận lợi. Tiếp xuống. Chứng đạo bất hủ đi, tân thiên đạo. Cái thanh âm kia trong bình tĩnh khó nén một loại kích động. Nhưng vào lúc này, mắt thấy sắp chứng đạo thiên đạo bạch lại ngừng lại. Hắn dựa vào mình lực lượng, cưỡng ép dừng lại thiên đạo phi thăng chứng bất hủ chương trình. Dừng lại, cái thanh âm kia mộng bức nói. Cái này cũng còn có thể ngừng. Chứng đạo bất hủ lúc, có tạm dừng chức năng này. Ta làm sao không biết. Hư không bên trong. Thiên đạo bạch cúi đầu nhìn về phía công đức đạo nhân, công đức đạo hữu. Ngươi còn sống đi. Đương nhiên còn sống, bạch đạo hữu ngươi yên tâm đi, bần đạo còn chưa chết. Công đức đạo nhân thanh âm truyền đến. Thanh âm này, bộ dáng này, là cái kia khởi động lại thế giới bất hủ đạo nhân, sẽ không sai. Hắn là thiên đạo bạch tiền bối trước đó thiên đạo, Tống Thư Hàng trong lòng xác định nói. Kỳ thật là như vậy, ta đột nhiên không muốn thăng thiên. Thiên đạo bạch đột nhiên nói. Công đức đạo nhân, cái gì? Tống Thư Hàng thay vào thị giác cái thanh âm kia, a. À. Lại nói tiếp. Tống Thư Hàng thông qua đen nhánh mặt trời thị giác, thấy được công đức đạo nhân dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa từ thiên đạo bạch trong tay đổi được thiên đạo chi vị hình tượng. Sau đó, công đức đạo nhân bắt đầu phi thăng. Toàn bộ quá trình, phía dưới mấy tôn trường sinh giả đại lão,
một mặt mộng bức. Chính Công Đức đạo nhân cũng là một mặt mộng bức. Ông đi, Tống Thư Hàng thay vào thị giác đen nhánh mặt trời, thanh âm đều đang run rẩy. Mặc dù không biết hắn nghĩ đối Thiên Đạo Bạch làm cái gì, nhưng rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn đã triệt để xong đời. Mà lại, hắn còn bỏ ra một cái rất chân quý, rất khó được bảo vật hoặc là một loại nào đó vật chất. Cái kia vật chất, rơi vào Thiên Đạo Bạch trên thân, không cách nào thu về. Tống Thư Hàng mô phỏng lấy cổ quái khẩu âm, phát ra vui vẻ tiếng cười. Gia hỏa này nhằm vào ai không tốt, vậy mà đi nhằm vào Bạch tiền bối. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu hỏa chỉ, đường đi của ngươi hẹp a. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng thị giác thay vào đen nhánh mặt trời, trông mong nhìn xem Công Đức đạo nhân phi thăng, lại cái gì đều làm không được. Thị giác ánh mắt không ngừng tại một mặt nằm mơ biểu lộ phi thăng Công Đức đạo nhân cùng Thiên Đạo Bạch tiền bối ở giữa hoán đổi. Ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm chuẩn bị, ngàn vạn năm tâm huyết. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên đạo bất hủ chi vị, chẳng lẽ còn so ra kém một chiếc chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa? Người đem thiên đạo chi vị xem như cái gì a? Nó có như thế giá rẻ sao? Không cần lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ông đi. Cái thanh âm kia giận dữ thề. Nhưng tựa hồ có một loại nào đó hạn chế, hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể cách một cái màn hình, xa xa nhìn chằm chằm thu hoạch được món đồ chơi mới chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa chơi rất vui vẻ Thiên Đạo Bạch. Tống Thư Hàng lại nhẫn không phát ra tiếng cười, ha ha ha. Ta liền thích xem ngươi hận không thể đánh chết ta, nhưng lại đánh không đến nét mặt của ta. Mà lại, còn thề muốn cho Bạch tiền bối đẹp mắt. Kết quả hiện tại, đen nhánh mặt trời bị Bạch tiền bối cộng hắn cho hao lông dê. Qua không được bao lâu, hắn còn muốn trở về tiếp tục hao. Tống Thư Hàng vui vẻ sau khi cười xong, hình tượng cũng dần dần xa vào đến trong bóng tối. Hắc ám hình tượng, tựa hồ là thời gian đang nhảy vọt. Ước chừng kéo dài hơn một phút đồng hồ sau. Hình tượng lại một lần sáng lên. Sau đó, Tống Thư Hàng lại một lần thấy được phi thăng bên trong Thiên Đạo Bạch. Ha ha ha, vừa mở cục, kịch bản còn không có triển khai, Tống Thư Hàng liền bắt đầu vui vẻ. Ông đi, lại tới. Đen nhánh mặt trời thanh âm vang lên. Không nghĩ tới sao, lại là ta đại bạch tiền bối thuận đát. Tống Thư Hàng nói, có gan liền lại nhằm vào a. Ngươi đây là chứng đạo bất hủ nghiện sao? Lần trước ngươi đã bỏ đi chứng đạo bất hủ, vì cái gì lần này lại muốn chạy tới chứng đạo? Như là đã từ bỏ, vì cái gì không tìm cái địa phương hảo hảo ẩn cư, vì cái gì lại muốn chạy ra gây sự? Đen nhánh mặt trời tâm tình 10 phần ác liệt. Đổi ai cũng ác liệt. Lại là một cái dài dằng dặc luân hồi, có thể là ngàn vạn năm, khả năng càng dài dằng dặc. Sau đó một cái luân hồi đều kết thúc, lòng tràn đầy chờ mong mới cơ hội giáng lâm. Kết quả, vừa mở mắt, lại thấy được cái này hắn, mà lại hắn lại tranh đoạt đến chứng đạo cơ hội. Dù là cái này hắn lớn đẹp mắt, đen nhánh mặt trời nội tâm cũng chỉ có hận ác. Hiện tại, đen nhánh đại lão không biết muốn hay không đem cơ hội duy nhất lại dùng đến cái này hắn trên người. Vạn nhất lại giống lần trước như thế, thật vất vả đem cơ hội duy nhất dùng. Con hàng này lại quay người đem thiên đạo chi vị bán đi làm thế nào? Đã có một lần tức có lần thứ hai, gia hỏa này đã bán qua một lần thiên đạo chi vị, lại bán lần thứ hai cũng không phải không có khả năng. Trước nhịn xuống, đến sau cùng một khắc, chỉ có một khắc cuối cùng, hắn còn không có muốn bán thiên đạo chi vị, ta lại ra tay. Đen nhánh cự lão nói khẽ. Thị giác hình tượng, bắt đầu một mực khóa chặt Thiên Đạo Bạch. Một tấm đều không nhảy. Cùng lần trước đồng dạng, Thiên Đạo Bạch trên thân bị Thiên Đạo Quang Huy bao phủ, Thiên Đạo Bất Hủ Quang Huy dẫn dắt hắn, tiến vào phi thăng trạng thái, một màn này hình tượng truyền khắp chư thiên vạn giới. Núp trong bóng tối đen nhánh cự lão thi pháp, ngưng tụ lần trước đồng dạng bảo bối, chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, lần này không có dừng lại, cái kia kế tiếp khâu, chính là hắn triệt để hóa thành bất hủ quá trình. Đến lúc đó, hắn nghĩ giao dịch thiên đạo chi vị cũng không có cơ hội. Ta chỉ cần tại cái kia khâu xuất thủ liền. Dã cô phu đi, đen nhánh cự lão nói đến một nửa lúc, cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Bởi vì, đối diện thiên đạo bạch chứng đạo bất hủ cái cuối cùng khâu, nhảy. Đúng vậy, nhảy quá trình. Có thể là bởi vì hắn đã hai lần chứng đạo nguyên nhân, tiếp nhận hai lần phi thăng nghi thức nguyên nhân. Cho nên lần này hắn chứng đạo bất hủ khâu quá trình,
cũng cùng bình thường quá trình khác biệt. Nguyên bản cần phải có một cái toàn thân hoàn toàn bất hủ hóa dần dần quá trình. Nhưng là, thiên đạo bạch quá trình này trực tiếp nhảy qua, hoặc là nói chỉ là quang huy lóe lên, thân thể của hắn đã hoàn mỹ bất hủ hóa. Lại nói tiếp, thiên đạo bạch tiền bối tốc độ ánh sáng phi thăng, chấp trưởng thiên đạo, chứng đạo thành công. Toàn bộ quá trình, liền cho người ta cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ để lại đen nhánh cự lão một mặt mộng bức lưu tại nguyên địa. Đã hắn nửa câu đều không nói, nhưng Tống Thư Hàng vẫn như cũ có thể cảm ứng ra loại kia thật sâu tuyệt vọng, không cách nào miêu tả mộng bức, còn có nội tâm táo bạo. Ha 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 ha, không nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta đại bạch tiền bối tốc độ ánh sáng bất hủ hóa quá trình đi. Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ giá trị, quả thực muốn tràn đầy mà ra. Nhìn, có thời gian nam nhân vui vẻ, chính là đơn giản như vậy. Lúc này Tống Thư Hàng đã ẩn ẩn có chút hiểu rõ bạch tiền bối vì cái gì sẽ muốn đem béo cầu đại lão lưu lại. Béo cầu đại lão, khả năng chính là bạch tiền bối vui vẻ nguyên một trong. Trừ cái đó ra, bởi vì bạch tiền bối tốc độ ánh sáng phi thăng, đen nhánh cự lão trong tay muốn lần nữa nhằm vào bạch tiền bối bảo bối còn chưa kịp tới phóng xuất ra. Cho nên, Tống Thư Hàng rốt cục mơ hồ cảm ứng được một chút liên quan tới cái này bảo vật số liệu tin tức. Món bảo vật này, có được rất mạnh cướp đoạt, chiếm lấy phương diện quy tắc. Đây là kiện chiếm lấy mục tiêu quy tắc. Muốn tại thiên đạo chứng đạo bất hủ trước sát na, đem món bảo vật này tế ra đi, nói cách khác, đây là muốn chiếm lấy thiên đạo. Không đúng, bá chiến toàn bộ thiên đạo khẳng định không thực tế. Thiên đạo cũng không có dễ dàng như vậy tranh đúng. Như vậy, là âm thầm giành thiên đạo cái nào đó quyền hạn ẩn tàng thủ đoạn. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, đen nhánh cự lão trong tay bảo bối tiêu tán bảo bối này, tế ra sau hoặc là đánh trúng mục tiêu, hoặc là triệt để tiêu tán, không có bảo tồn công năng. Đau lòng. Một loại thật sâu đau lòng cảm xúc tuôn ra. Ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm chuẩn bị, ngàn vạn năm tâm huyết. Đen nhánh cự lão lại mở màn nói lẩm bẩm. Lỗ vốn thảm trọng. Về thời gian tại lỗ vốn, tiền tài lên tại lỗ vốn, hắn muốn thi triển bảo bối bí pháp thủ đoạn. Từ nghiên cứu ra được đến bây giờ, một mực tại lỗ vốn. Chậc chậc chậc, liền lời kịch đều cùng lần trước đồng dạng. Nhân loại bản chất quả nhiên chính là máy lặp lại, a không đúng, cự lão không phải nhân loại. Tống Thư Hàng vui đến nở hoa. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng khác một câu danh ngôn đến khái quát dưới ánh mặt trời, cũng không mới sự tình. Bây giờ phát sinh sự tình, tại quá khứ đều đã phát sinh qua, trong tương lai sẽ còn lại phát sinh. Lần sau đã không còn ra hỏa này quấy rối. Hắn đã chứng đạo bất hủ, hắn sẽ không lại xuất hiện. Đen nhánh cự lão thanh âm, lần nữa giảm đi. Tống Thư Hàng thị giác lại hạn vào đến trong bóng tối. Lại qua mấy phút sau, quang minh tái hiện. Mà lần này, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt là hai vị người quen. Nho gia thánh nhân béo cầu đại lão. Hình tượng bên trong, nho gia thánh nhân rõ ràng muốn thắng béo cầu đại lão một bậc. Một cái xoái khí công phạt, một cái chật vật ngoan cố chống lại. Đen nhánh cự lão ánh mắt, lập tức tập trung đến nho gia thánh nhân trên thân. Tôn này, làm chứng bất hủ. Rốt cục không phải tên kia. Mà lại, lần này ta từ trong bóng tối tỉnh lại thời gian cũng so dĩ vãng muốn ngắn. Nói cách khác, tên kia trở thành thiên đạo tiếp tục thời gian, cũng muốn so dĩ vãng mấy đời muốn ngắn một chút. Ha 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 ha, ta liền biết. Tên kia là cái sẽ dày vò tồn tại, đặc biệt nhảy, sẽ không chịu lâu như vậy. Đen nhánh cự lão nhìn thấy lần này tranh đoạt thiên đạo đại lão, rốt cục không còn là lần trước cái kia tuấn Mỹ vô song ra hỏa về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, đen nhánh cự lão nội tâm đã ẩn ẩn sợ tao thao tác đặc thù nhiều thiên đạo bạch. Nếu như lần này gặp lại cái kia tuấn Mỹ ra hỏa, nói không chừng nó lại muốn chịu một cái luân hồi, chờ thêm ước vạn năm, mới có thể chờ đợi đến kế tiếp cơ hội. Thậm chí, nếu như tên kia chơi chán, nghĩ tại thiên đạo chi vị lên cầu lâu một chút, ước vạn năm đều chỉ là cất bước. Thiên đạo nếu là thật không gây sự, an an ổn ổn ở tại thiên đạo vị bên trên, có thể cầu đến thiên trường địa cửu. May mắn xong, ánh mắt của nó một mực khóa chặt nho gia thánh nhân. Ván này khẳng định không sai được, bằng vào ta ánh mắt đến xem. Tôn này tồn tại, làm chứng bất hủ, đen nhánh cự lão khẳng định nói. Trong giọng nói tràn ngập vẻ tự tin. Tống Thư Hàng nghe nói như thế về sau,
nhịn không được tại nội tâm dùng tay họa một cái buồn cười cười biểu lộ. Đen nhánh cự lão lời nói đến cỡ nào tự tin, Tống Thư Hàng liền có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá nói thật, nếu như không phải đã biết kết cục, Tống Thư Hàng nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cũng sẽ cho rằng Nho Gia Thánh Nhân làm chứng đạo bất hủ. Từ hiện trường đến xem, Nho Gia Thánh Nhân cùng béo cầu ở trên cảnh giới, ở vào cùng một cấp độ, đều là viễn siêu phổ thông trường sinh giả đặc thù cấp bậc. Bất quá, Nho Gia Thánh Nhân pháp thuật thủ đoạn, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, trận pháp trình độ, pháp bảo cường độ toàn bộ phải mạnh hơn béo cầu một bậc. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, ai kỹ năng càng mạnh, ai trang bị càng tốt hơn, ai phần thắng liền sẽ càng lớn. Cho nên trận chiến đấu này từ đầu đến giờ, đều là Nho Gia Thánh Nhân chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Béo cầu đại lão chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, liền cơ hội phản kích đều rất ít. Đen nhánh cự lão thấy cảnh này, đều đã nhịn không được âm thầm xoa động cái kia vô cùng chân quý chiếm lấy bí pháp, hận không thể ngay lập tức đem cái này chiếm lấy thiên đạo bí pháp dùng trên người Nho Gia Thánh Nhân. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là nhịn được. Lần trước cái kia Tuấn Mỹ gia hỏa mang cho nó quá nhiều vết xe đổ. Cho nên, không thể nóng vội. Nhưng cũng không thể quá không vội. Lần này nó muốn thả chậm tâm tình của mình. Tức sẽ không tận lực đi chờ đợi Nho Gia Thánh Nhân chứng đạo cuối cùng khâu. Cũng sẽ không cấp bách đem vô cùng chân quý chiếm lấy bí pháp ném trên người Nho Gia Thánh Nhân. Nó sẽ kiên nhẫn chờ một cái thích hợp thời cơ. Còn nữa, bởi vì lên hai về thất bại, nó lần này đối chiếm lấy bí pháp tiến hành một chút cải tiến, lần này nó càng có lựa chọn. Cứ như vậy, thời gian trôi mau trôi qua. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Cuối cùng, 10 ngày trôi qua. Đen nhánh cự lão bắt đầu có chút lo lắng. Làm sao lại lâu như vậy? Cự lão thanh âm đều có chút bất an. Nó mỗi lần từ trong bóng tối tỉnh lại, đều là tân thiên đạo sắp chứng đạo hoặc là tân thiên đạo sắp tiến vào trận chiến cuối cùng tiết điểm, mới có thể bị tỉnh lại. Bình thường đến nói, nó sau khi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy tân thiên đạo kế thừa thiên đạo khâu, hoặc là nhìn tân thiên đạo nhanh chóng xử lý trận chung kết cuối cùng địch nhân, đạp trên địch nhân thân thể leo lên bất hủ vương tọa. Sau đó, hắn liền có thể nắm lấy cơ hội. Kết quả, Nho Gia Thánh Nhân cùng béo cầu ở giữa cuối cùng đại chiến, vậy mà không có như vậy nhanh nhẹn, mà là kéo dài dòng dã 10 ngày. Đều đã 10 ngày, hơn nữa nhìn đi lên, trong thời gian ngắn còn không cách nào kết thúc. Cái này vật thể hình cầu rất có thể kháng, phòng ngự cùng tái sinh năng lực, còn khoa trương tới cực điểm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có thể bị đánh ra hỏa. Nếu như năm đó ta gặp gỡ nó, nói không chừng sẽ bị khí đến từ bỏ thiên đạo chi vị a. Tiếp tục như vậy, cũng không diệu. Ta mỗi lần bị tỉnh lại về sau, ý thức dừng lại tại hiện thế, có thể là có thời gian hạn chế. Đen nhánh cự lão nhíu mày nói. Mỗi lần bị tỉnh lại, thời gian hạn chế, âm thầm thăm dò Tống Thư Hàng nghe đến đó, trong lòng hơi động. Nói cách khác, cái này đen nhánh cự lão chỉ là mỗi lần thiên đạo sắp chứng đạo lúc, mới có thể bị tỉnh lại. Cái kia ngày bình thường tại chư thiên vạn giới gây sự đen nhánh mặt trời cùng cái này đen nhánh cự lão cũng không phải là cùng một cái cá thể. Đè cái này giả thiết đi cân nhắc, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Tỷ như, rõ ràng là tận mắt chứng kiến thiên đạo bạch hai lần chứng đạo, liên tiếp bị hố hai cái luân hồi, đen nhánh cự lão lẽ ra đối thiên đạo bạch khắc sâu ấn tượng mới đúng. Nhưng về sau, đen nhánh mặt trời tiếp xúc đến hiện thế bạch, bạch tiền bối chờ một đám A bạch lúc. Nhưng căn bản không có phản ứng, liền cùng tiếp xúc người xa lạ đồng dạng. Nếu như hai cái này là khác biệt cá thể, đồng thời bị thiên đạo đoạt xá, cải tạo sau đen nhánh mặt trời cùng tôn này chân chính giấu ở phía sau màn đen nhánh cự lão ở giữa, ký ức cũng không cộng hưởng, cái kia tất cả liền có thể hiểu được. Đen nhánh mặt trời là bị cải tạo sau cửu u chúa tể. Mà cái này phía sau màn mỗi một cái thiên đạo luân hồi bị tỉnh lại, mới thật sự là đen nhánh thiên đạo. Mà trước đó, đen nhánh mặt trời tại sống chết trước mắt, điên cuồng hướng ra phía ngoài tung ra tín hiệu cầu cứu, nói không chừng chính là hướng giấu ở phía sau màn đen nhánh thiên đạo gửi đi. Rất nhiều tuyến tác, thông qua cái này giả thiết về sau, đều có thể sâu chuỗi lại. Quả nhiên, lịch đại thiên đạo thao tác một cái so một cái tao. Bên ngoài tại hiện thế lưu một cái áo lót, chân thân lại còn lưu tại ngầm dưới đáy. Nếu như không biết điểm này, chúng ta chỉ là giải quyết hết ngoại giới đen nhánh mặt trời. Liền không cách nào từ căn nguyên lên giải quyết chư thiên vạn giới hủy diệt tai nạn. Thậm chí nếu như tại không có phòng bị tình huống dưới,
coi là giải quyết đen nhánh mặt trời liền xong việc. Nói không chừng sẽ còn bị giấu ở chỗ tối đen nhánh cự lão bản tôn ngầm đâm một đao, nghịch chuyển lật bàn. Cũng may, hiện tại hắn đã nhận ra điểm này. Quay đầu tìm chư vị bạch tiền bối, đạo tử tiền bối, cầu đản cha, tam nhãn tiền bối cùng các vị vật trang sức đại lão nhóm thương lượng một chút, triệt để phá hỏng đen nhánh cự lão bản tôn lật bàn khả năng. Tốt nhất liền cái bàn đều cho hắn sốc, đưa nó nghĩ lật bàn bàn đều cho đập mất. Ngầm hạ quyết định về sau, Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Nho Gia Thánh Nhân cùng béo cầu đại lão ở giữa khoáng thế chi chiến. Thông qua quan sát một trận chiến này, Tống Thư Hàng lại đốn ngộ không ít thứ. Đặc biệt là Nho Gia Thánh Nhân đối Nho Văn vận dụng, để Tống Thư Hàng thu hoạch được to lớn linh cảm. Tương lai, chờ hắn mân mê ra càng nhiều bá văn về sau, cũng có thể giống như Nho Gia Thánh Nhân, đưa tay tại hư không một họa, chính là một cái bá văn. Chiến đấu họa phong, lập tức liền lên đi. Cỡ nào diệu ư? Sau đó, cứ như vậy. 30 ngày đi qua, 60 ngày đi qua. Đen nhánh cự lão rốt cục không chờ được. Chưa từng thấy thiên đạo cuối cùng quyết chiến, vậy mà đánh lên lâu như vậy. Đen nhánh cự lão triệt để tuyệt vọng. Nó đã không cách nào lại chờ đợi đi xuống. Hắn thời hạn đã đến. Không có cách, chỉ có thể xuất thủ. Đen nhánh cự lão nói. Lại không ra tay, nó liền lại sẽ bị bắn ra hiện thế. Chỉ có thể chờ đợi kế tiếp thiên đạo luân hồi mở ra. Hắn đã không muốn đợi thêm kế tiếp luân hồi. Cũng may, ta đối bá chiếm bí pháp tiến hành một chút cải tiến. Bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đen nhánh cự lão dứt lời, trong tay bắt đầu thôi động cái kia vô cùng chân quý, cần ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra bí pháp. Bí pháp này, tên gọi bá chiếm bí pháp, như thế rõ ràng lại dứt khoát danh tự. Tống Thư Hàng lực chú ý từ Nho Gia Thánh Nhân. Béo cầu đại lão trên thân quay lại, rơi xuống đen nhánh cự lão trên thân. Phàm là mang cái bá chữ bí pháp, tổng làm hắn cảm giác được không hiểu thân thiết. Cái này bá chiếm bí pháp mặc dù nghe rõ ràng, nhưng Tống Thư Hàng cảm giác bí pháp này, cùng hắn cũng hữu duyên, cho nên bản năng liền suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Xảo chính là, đen nhánh cự lão ánh mắt cũng từ trên thân Nho Gia Thánh Nhân quay lại với bản thân chỗ. Một đôi đen nhánh cát sỏi bàn tay ngưng tụ. Bắt đầu chậm rãi kết động pháp ấn, đây là cải tiến bản pháp ấn, đen nhánh cự lão chính mình cũng là lần thứ nhất thi triển, cho nên khá là cẩn thận. Hắn cẩn thận, vừa vặn cho bá Tống học tập cơ hội. Tống Thư Hàng trong xương bên trong kỳ thật là một cái chân chính học bá cấp nhân vật. Sở dĩ tại tu chân kiến thức căn bản ngành học, hắn nhìn như cái học cặn bã, chủ yếu là thời gian hạn chế. Nếu như hắn như cái bình thường trường sinh giả đại lão, mấy năm một cái tiểu cảnh giới. Mấy chục năm một cái đại cảnh giới, mấy trăm năm ngưng tụ nguyên anh, mấy ngàn năm chứng đạo huyền thánh, vạn năm chứng đạo kiếp tiên, vậy hắn tu chân tri thức tuyệt đối sẽ là cùng tự thân cảnh giới xứng đôi học bá, đáng tin đại tiền bối cấp. Trên thực tế, coi như chỉ tu luyện chừng một năm, Tống Thư Hàng nắm giữ tu chân tri thức cùng pháp thuật lý luật, chiến đấu kỹ năng, cũng xa so với bất kỳ một cái nào tu luyện đầy một năm tu sĩ muốn phong phú. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm cái này cặp đen nhánh cát sỏi hai tay. Nhìn xem một chuỗi pháp ấn, đưa chúng nó một mực ghi lại. Ân, quay đầu ta liền đi tìm bạch tiền bối, nhìn xem có thể hay không đem cái này bá chiếm bí pháp cho phân tích ra, sau đó tốt nhất đơn giản hóa vì ba cái phù văn độ khó, cảm giác sẽ tương đối thích hợp ta. Bá Tống như thế tổng kết nói. Từ khi có đông đảo vật trang sức tiền bối, bạch tiền bối, đạo tử tiền bối, tam nhãn tiền bối, cầu đản cha các loại đại lão về sau. Tống Thư Hàng học bá thuộc tính liền càng ngày càng không có đất dụng võ. Đen nhánh cự lão vô cùng chân quý bá chiếm bí pháp ngưng tụ thành công, ánh mắt thì bắt đầu khóa chặt Nho Gia Thánh Nhân. Mặc dù chiến đấu chỉ hoãn thời gian dài như vậy còn không có kết thúc, nhưng từ tràng diện nhìn lại, toàn bộ chiến cuộc đều đã tiến vào Nho Gia Thánh Nhân khống tràng khâu. Thánh Nhân luôn luôn có thể không ngừng tìm ra béo cầu nhược điểm, đối với nó tiến hành liên tiếp đả kích. Béo cầu mặc dù còn có thể cầu lấy phòng ngự, nhưng nó phòng ngự đối thánh nhân mà nói, hiệu quả càng ngày càng kém. Thánh nhân đã tìm ra quy luật, luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự, thống kích béo cầu bản chất. Còn tiếp tục như vậy, dù là thời gian lại kéo dài một chút, cuối cùng bên thắng tuyệt đối là Nho Gia Thánh Nhân. Liền xem như lịch đại thiên đạo bên trong, tại chứng đạo trước đó chiến lực, Nho Gia Thánh Nhân biểu hiện đều có thể đứng hàng trước hào. Loại tồn tại này, không chứng thiên đạo thiên lý nan dung. Đen nhánh cự lão tin tưởng mình ánh mắt,
cho nên, nó vẫn như cũ chuẩn bị cho thánh nhân đến một phát, đem thánh nhân làm thành mục tiêu thứ nhất. Ông, cải tiến sau bá chiếm bí pháp tế ra, xa xa hướng về Nho Gia thánh nhân mà đi. Cái này quỷ dị bá chiếm bí pháp, tồn tại cảm cực thấp, căn bản là không có cách bị phát hiện. Lúc trước lần thứ nhất lúc, liền thiên đạo bạch đều bị trực tiếp trúng đích. Nho Gia thánh nhân cũng không có ngoại lệ, cùng đã từng thiên đạo bạch đồng dạng, toàn bộ tiếp thu cái này bá chiếm bí pháp hiệu quả. Nhìn thấy Nho Gia thánh nhân tiếp thu bá chiếm bí pháp về sau, đen nhánh mặt trời phát ra vui sướng tiếng cười. Rất tốt, chính là như vậy, ta là tin tưởng, người tranh đoạt đến thiên đạo thời cơ tương đối lớn. Bất quá, có cái kia quỷ dị tuấn Mỹ ra hỏa vết xe đổ, ta nhất định phải làm điểm cải biến. Đen nhánh cự lão lại một lần nữa xoa lên bí pháp. Nhưng lần này, hắn xoa không phải bá chiếm bí pháp. Bá chiếm bí pháp, cực kỳ bá đạo, nó ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một phát. Mà lại, lấy thân thể của nó trạng thái, cũng chỉ có thể tồn trữ một phát. Nếu như muốn ngưng tụ viên thứ hai, năng lượng sẽ trực tiếp bị đệ nhất phát tồn trữ bá chiếm bí pháp thôn phệ. Bản thân cái này chính là một loại rất bá đạo, rất mạnh quy tắc bí pháp. Đã không cách nào ngưng tụ phát thứ hai, vậy chỉ có thể cải tiến đệ nhất phát hiệu quả. Bí pháp xoa xong, đen nhánh cự lão âm thầm đối béo cầu điểm tới, lặng yên không tiếng động trên người béo cầu lưu lại một cái ấn ký. Mặc dù tỷ lệ vô cùng tiểu, nhưng nếu như vạn nhất cuối cùng chứng đạo chính là béo cầu, vậy cái này ấn ký tại béo cầu bắt đầu chứng đạo bất hủ thời điểm, liền có thể đem Nho Gia thánh nhân trên người bá chiếm bí pháp lặng lẽ chuyển di tới. Trải qua chuyển di sau bá chiếm bí pháp tại hiệu quả bên trên, khẳng định phải kém một chút, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Cùng lắm thì sau đó, nó lại đánh một chút miếng vá. Hai tay chuẩn bị, coi như cuối cùng, xuất hiện cái này thánh nhân đem thiên đạo chi vị giao dịch cho cầu kịch bản, kế hoạch của ta cũng sẽ không thất bại. Đen nhánh đại lão thỏa mãn nói. Sau đó, hắn tồn tại bắt đầu bị chư thiên vạn giới bài xích, không thể không lặng lẽ rút đi. Lần này, ta liền trở về chờ đón thu bá chiếm bí pháp thành công tin tức. Đen nhánh cự lão yêu nhã rời trận. Mà Tống Thư Hàng, cũng toàn bộ hành trình đem bá chiếm bí pháp cùng bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký ghi xuống. Quay đầu, hắn tìm các vị tiền bối nghiên cứu đi. Người bá chiếm bí pháp, ta rất vừa ý quay đầu, nó chính là ta đát nha. Mà lại, ta không chỉ có muốn chiếm lấy người bá chiếm bí pháp, còn muốn cải tiến nó ngàn vạn năm thực tế quá lâu, nghẹn cái chiêu muốn lâu như vậy thời gian, căn bản không phát huy được tác dụng. Cho nên, tụ khí thời gian nhất định phải cải tiến. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cũng hài lòng bắt đầu rời trận. Bất quá lần này cùng trước mấy vòng có chút khác nhau. Trước mấy vòng, rời trận sau đen nhánh cự lão liền sẽ lâm vào hắc ám ngủ say. Nhưng lần này Tống Thư Hàng trong bóng đêm, nhưng như cũng có thể nghe được thanh âm của nó. À, còn chưa tốt, cái này đều hơn một năm a. Hắc ám lại kéo dài thật lâu. 10 năm a. Hắc ám tiếp tục. 20 năm, đã trọn vẹn 20 năm. Hắc ám vẫn như cũ. Còn muốn đánh bao lâu, 30 năm a. Đen nhánh cự lão có điểm táo bạo. Hắc ám tận tụy đang quay phần tiếp theo. Đen nhánh cự lão tựa như là cái suốt đêm thức đêm mã nông, rõ ràng rất buồn ngủ, lại còn phải cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Ông đi, chuyện gì xảy ra? 3.000 năm, 3.000 năm a. Tống Thư Hàng. 3.000 năm. Hắn nhớ kỹ, Nho Gia thánh nhân cùng béo cầu đại lão khoáng thế một trận chiến, mặc dù đánh thật lâu, nhưng cũng chính là mấy chục năm a. Tuyệt đối không có 3.000 năm lâu như vậy. Hắc ám vẫn là như vậy không có cảm tình. Một vạn năm, một vạn năm rồi. Một trận thiên đạo tranh đoạt chiến, một vạn năm. Tống Thư Hàng xoa cằm. Một lát sau, hắn vui vẻ cười ra tiếng. Ân, tiếp tục chờ đi, cự lão. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người đã đợi không đến bá chiếm bí pháp có hiệu lực ngày đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng ngay từ đầu nhìn thấy đen nhánh cự lão mân mê ra bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký lúc, còn tại lo lắng béo cầu đại lão có thể hay không bị mưu chiếm bộ phận thiên đạo quyền hạn. Bởi vì thiên đạo béo cầu đại lão hậu kỳ hỏng bét biểu hiện, thật là khiến người không cách nào yên tâm. Nhưng nhìn thấy đen nhánh cự lão trong bóng đêm khổ đợi vạn năm về sau, Tống Thư Hàng liền biết, đen nhánh cự lão vĩnh viễn đợi không được bá chiếm bí pháp có hiệu lực một khắc này.
Béo cầu đại lão trên người cái kia bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký, chỉ sợ đã bị Nho Gia Thánh Nhân lấy đi. Cái này cũng tại Nho Gia Thánh Nhân tính toán bên trong sao. Nói đến, từng tại nhập mộng tạo hóa tiên tử quá khứ lúc, Tống Thư Hàng đã từng bị Nho Gia Thánh Nhân bắt được. Lúc ấy, ở vào nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, làm cái lựa chọn hắn thử nghiệm hướng Nho Gia Thánh Nhân truyền lại đừng đi tranh đoạt thiên đạo dạng này nhắc nhở. Nhắc nhở thành công truyền đạt, bất quá Nho Gia Thánh Nhân cùng béo cầu đại lão một trận chiến, kết cục vẫn như cũ. Nếu như, Nho Gia Thánh Nhân thật đem béo cầu đại lão trên thân cái kia bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký cho nuốt đi. Lại hồi tưởng đạo tử tiền bối kế thừa 8, năm thiên đạo lúc loại kia nước chảy thành sông, mảy may không có gặp gỡ trở ngại kinh lịch. Giữa hai bên, sẽ có hay không có chỗ liên hệ. Tỷ như, Nho Gia Thánh Nhân lợi dụng bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký hiệu quả, tại lưu lại nho điển bên trong, thành đạo tử trải tốt thông hướng 8. Năm nhậm thiên đạo đường. Đương nhiên, cái này trước mắt chỉ là Tống Thư Hàng suy đoán não bổ. Nho Gia Thánh Nhân tính toán đến cùng có hay không lợi hại như vậy, vẫn là ẩn số. Cùng loại nhập mộng thị giác bên trong, hắc ám vẫn không có lui tán. 10 vạn năm, thất bại, thất bại, thất bại. Đã khổ đợi 10 vạn năm đen nhánh cự lão, kém chút muốn hóa thân hòn vọng phu. Rốt cục, tại suốt đêm 10 vạn năm không ngủ không nghỉ về sau, đen nhánh cự lão rốt cục từ bỏ. Mặc dù không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng nó đã ẩn ẩn đoán ra, kế hoạch của mình lại không hiểu thấu thất bại. Bởi vì không có khả năng có cái nào trận thiên đạo tranh đoạt chiến sẽ kéo dài trọn vẹn 10 vạn năm lâu. Thiên đạo là có thể được cái vô chủ quá độ kỳ, nhưng cái này quá độ kỳ tuyệt đối không có khả năng như thế dài dằng dặc. Bọn gia hỏa này, đều có độc sao? Đen nhánh cự lão tâm lý khổ, lại nói không ra. Phía trước hố hắn 2 lần tuấn Mỹ gia hỏa, chỉ ít còn biết đối phương là thế nào hố hắn, quá trình hắn rõ ràng. Nhưng lần này Nho Gia Thánh Nhân cùng cái kia viên cầu gia hỏa, đến cùng là thế nào hố hắn, cái nào khâu xảy ra vấn đề, đen nhánh cự lão hoàn toàn không biết gì cả. Biết quá trình, hắn còn có thể tính nhắm vào cải tiến bá chiếm bí pháp, vì lần sau thành công làm nền. Nhưng quá trình cũng không biết, hắn còn thế nào cải tiến bí pháp. Lần sau, là thứ 9 giới thiên đạo luân chuyển, tuyệt đối không dung thất bại, đen nhánh cự lão thanh âm càng ngày càng thấp. Rốt cục lại lâm vào đến dài rằng giặc ngủ say trạng thái. Lâm vào ngủ say trạng thái về sau, trong cơ thể nó có mấy loại pháp thuật thuật thức bắt đầu vận chuyển lại. Đây là tại góp nhặt bá chiếm bí pháp năng lượng. Quá trình này cực độ dài rằng giặc, cần ngàn vạn năm lâu. Tống Thư Hàng thoáng quan sát một lần quá trình này khâu, cũng đem cái này quá trình ghi nhớ, quay đầu chuẩn bị đưa cho các vị đáng tin đại lão các tiền bối, tinh tế nghiên cứu. Không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thứ 9 giới thiên đạo tranh đoạt chiến còn chưa mở ra. Đen nhánh cự lão lần sau thức tỉnh còn cần một chút thời gian. Cho nên Tống Thư Hàng tính toán, chính mình không sai biệt lắm muốn từ đen nhánh cự lão tầm nhìn hình thức bên trong rời khỏi. Nói thật, nếu có thể, hắn còn rất muốn nhìn một chút thứ 9 giới thiên đạo tranh đoạt tình trạng, đó chính là tương lai phát sinh tình huống. Hoa! Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu lặng lẽ từ đen nhánh cự lão thị giác hình thức bên trong bóc ra. Toàn bộ quá trình thoải mái im ắng, không có gây nên đen nhánh cự lão một tia phản ứng. Lần sau, đen nhánh cự lão lần nữa thức tỉnh, chính là thứ 9 giới thiên đạo tranh đoạt chiến quyết chiến khâu, hoặc là đệ cửu thiên đạo phi thăng khâu đi. Tống Thư Hàng mở to mắt, nói khẽ. Mà đệ cửu thiên đạo, hắn cùng bạch tiền bối nhất định phải nắm bắt tới tay. Dù là không cách nào làm được hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, ít nhất cũng phải để một người trước chứng đạo bất hủ, lại đồ sau mà tính toán. Nói cách khác, ta cùng bạch tiền bối, tại chứng đạo đệ cửu thiên đạo khâu, rất có thể sẽ gặp gỡ thức tỉnh đen nhánh cự lão, nói không chừng gia hỏa này sẽ còn tại phía sau màn âm thầm xoa bá chiếm bí pháp, cưỡng ép đưa chúng ta một cái bí pháp. Đây cũng không phải là Tống Thư Hàng muốn. Cho nên, nhất định phải xốc đen nhánh cự lão cái bàn. Lại đập hắn đĩa mới được. Xương đầu cùng da mặt á bất hủ hóa hấp thu, đã hoàn thành. Lấy cùng loại nhập mộng trạng thái, tiếp xúc đen nhánh cự lão thị giác, đối á bất hủ hóa tiêu hóa cũng có thể đưa đến gia tốc tác dụng. Tống Thư Hàng nghi hoặc, bấm tay tính toán thời gian một chút. Một chút suy tính về sau, hắn mới phát hiện chính mình từ bắt đầu tiến vào loại nhập mộng hình thức đến mở to mắt, vậy mà đã vượt qua 1 tháng thời gian.
Dĩ vãng nhập mộng, vạn năm thời gian cũng chỉ cần một giấc chiêm bao mà thôi. Lần này có thể là thấp phối bản, một lần liền tiêu hao một tháng thời gian. Cũng may nơi này là thiên đạo thời gian bí cảnh. Tiêu hóa xong thành, liền nhanh đi cùng bạch tiền bối tụ hợp, thừa dịp đen nhánh mặt trời còn tại trong phong ấn, tận lực nhiều hao mấy lần lông dê, hoàn thành toàn thân của ta á bất hủ hóa trạng thái. Tống Thư Hàng nắm chặt thời gian, chuẩn bị đứng dậy đi gặp bạch tiền bối. Mặt khác, liên quan tới dấu ở phía sau màn đen nhánh cự lão tình báo, cũng phải thông chi các vị tiền bối. Bá chiếm bí pháp nghiên cứu, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Bá Tống tiên sinh, hôm nay cũng bể bộn nhiều việc. Oanh! Đang lúc Tống Thư Hàng đứng dậy lúc, toàn bộ thiên đạo thời gian bí cảnh đột nhiên một trận lay động kịch liệt, đất rung núi chuyển. Tống Thư Hàng! Không đến mức đi, ta liền làm cái thân, vậy mà liền dẫn phát toàn bộ bí cảnh không gian lay động. Ta có nặng như vậy nặng. Không phải ngươi nguyên nhân, là thời gian bí cảnh nhận lấy ngoại lực quấy nhiễu. Sở các chủ ngốc mau trả lời. Cho dù là á bất hủ ra mặt, cũng ngăn cản không được Tống Thư Hàng mặt hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Ai dám công kích thiên đạo chế tạo bí cảnh không gian? Không muốn sống, Tống Thư Hàng lập tức liên hệ đạo tử tiền bối. Một bên khác, tại áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thiên đạo chiều không gian thế giới bên trong. Đạo tử cao mày. Ở trước mặt của hắn, là vẫn còn nghịch hướng nghiên cứu hằng tinh hủy diệt virus. Đạo tử một mực tại dành thời gian nghiên cứu nghịch chuyển hằng tinh hủy diệt virus phương án. Lần này thực nghiệm, tựa hồ có chút đầu mối, nhưng tại cái cuối cùng khâu, hằng tinh hủy diệt virus được thành công nghịch chuyển, bắt đầu tiêu hủy. Nhưng không nghĩ tới chính là, tiêu hủy hằng tinh hủy diệt virus hình thức ban đầu đột nhiên nổ tung lên. Uy lực nổ tung, đủ để phá hủy một viên hằng tinh. Cái này cùng trực tiếp dẫn bạo khác nhau ở chỗ nào? Cùng lúc đó, tại đạo tử trong tay viên này nghịch chuyển hằng tinh hủy diệt virus bạo tạc lúc, chư thiên vạn giới bên trong, có một đạo bị nghiệp hỏa quấn quanh thân ảnh lòng có cảm giác, từ khe hở không gian bên trong gạt ra. Hừng hực nghiệp hỏa che đậy lấy khí tức của hắn. Ánh mắt của hắn hướng cửu thiên chi thượng vị trí nhìn. Một lát sau, hắn đi tới đạo tử tự tay chế tạo thời gian bí cảnh không gian chỗ. Nhấc tay, nhẹ nhàng ra quyền. Một quyền này cũng không dùng lực, nếu không nghiệp hỏa đạo nhân một quyền này xuống dưới, thời gian bí cảnh khả năng đều sẽ bị đánh nổ. Hắn chỉ dùng quyền gõ cửa, để bây giờ thiên đạo có thể phát giác được hắn đến. Dù sao, cái này thời gian bí cảnh là thiên đạo chế tác sản phẩm. Hắn tại bí cảnh bên ngoài gõ cửa, hẳn là sẽ gây nên thiên đạo chú ý mới đúng. Đạo tử không có lập tức hiện thân, ngược lại là Tống Thư Hàng, eo buộc xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao, bước ra thời gian bí cảnh một bước xuất hiện tại nghiệp hỏa đạo nhân trước người. Là ngươi, Tống Thư Hàng nhìn qua than cốc đạo nhân. Nếu như không có đoán sai, cái này bị nghiệp hỏa đốt ra một tầng than cốc sát ngoài, hẳn là nguyên thứ sáu thiên đạo, công đức đạo nhân. Ông! Tống Thư Hàng vừa dứt lời, hắn eo âm cửu tu phượng hoàng đao liền trước một bước ra khỏi vỏ, một đao hướng về nghiệp hỏa than cốc đạo nhân chém tới. Năm đó, chính là bởi vì đối phương nguyên nhân, dẫn đến cửu tu phượng hoàng đao số lượng lui trở về số 0, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ken két, nghiệp hỏa đạo nhân miệng bên trong phát ra khô khốc thanh âm, nghe xong thanh âm này liền cảm giác cuống họng giống như là bị phơi khô. Đồng thời, hắn đưa tay nhẹ nhàng chặn lại. Đinh! Cửu tu phượng hoàng đao trực tiếp chém ra nghiệp hỏa, một đao chạm tại đối phương trên cánh tay. Nghiệp hỏa đạo nhân trên cánh tay than cốc xác ngoài bị chém ra một chút, lộ ra bên trong da thịt tại than cốc xác ngoài so sánh bên dưới, da thịt này lộ ra phá lệ trắng nõn. Nghiệp hỏa đạo nhân cũng không phản kháng, nhẹ nhàng vẩy một cái, đem cửu tu phượng hoàng đao chọn đến một bên. Bao vây lấy thân thể nghiệp hỏa lần nữa khôi phục, rất nhanh tại bị chém ra than cốc vỏ ngoài, một lần nữa đốt bước phát triển mới phong tới. Hiển nhiên, trên người than cốc phong, là nghiệp hỏa đạo nhân tận lực đốt ra đắp lên người. Bạch, nghiệp hỏa đạo nhân nhìn về phía Tống Thư Hàng, lại nghiêng đầu tìm tìm. Nhưng không có tìm được bạch thân ảnh. Cho nên, hắn cúi đầu xuống, tựa hồ sa vào đến trong trầm tư. Không có nhìn thấy bạch về sau, hắn trong hốc mắt hồng mang càng ngày càng đậm, ý thức phảng phất muốn lần nữa sa vào đến trạng thái điên cuồng. Tống Thư Hàng. Trạng thái này, dùng một câu hình dung chính là không tốt. Không nhìn thấy bạch ta, phải chết. Tiền bối,
người còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng thận trọng nói. Đồng thời, hắn ngay lập tức bắt đầu liên hệ đạo tử tiền bối. Trước mắt cũng chỉ có đạo tử, có thể miễn cưỡng trấn trụ nghiệp hỏa đạo nhân. Két, không, tốt, nghiệp hỏa đạo nhân khó nhọc nói. Xem ra, hắn ý thức tựa hồ lại mơ hồ, tùy thời muốn đi vào trạng thái mất khống chế. Ta dẫn người đi nhìn một chút bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hỏi dò. Nói không chừng nhìn thấy bạch tiền bối về sau, nghiệp hỏa đạo nhân trạng thái có thể khôi phục trở về. Không, nghiệp hỏa đạo nhân kháng cự nói. Trong mắt hắn, hồng mang càng phát ra nồng đậm. Công đức, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm nhìn qua Tống Thư Hàng. À, đúng, công đức chi lực. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ, lần trước gặp mặt, cũng là công đức chi lực trấn áp, để nghiệp hỏa đạo nhân khôi phục một chút trạng thái. Cho nên, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán công đức xà mỹ nhân hiện thân. Khổng lồ, nồng đậm, tinh khiết công đức chi lực, từ trên thân Tống Thư Hàng lấp lánh mà lên. Nghiệp hỏa đạo nhân trên người nghiệp hỏa, nhận công đức chi lực áp bách, như là một cái ủy khuất tiểu tức phụ, bị cưỡng ép xa lánh. Két, nghiệp hỏa đạo nhân phát ra trầm thấp tiếng kêu, thân hình không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Tiền bối đừng nằm, để ta dùng công đức chi lực bao trùm ngươi. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Đừng, nghiệp hỏa đạo nhân cố gắng gạt ra một câu. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghiệp hỏa đạo nhân lui ra phía sau mấy bước về sau, nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói, công đức, bất hủ, ngụy bất hủ, yếu bất hủ. Tống Thư Hàng trên thân, có khổng lồ công đức chi lực, có bất hủ tính chất phì kình kim đan, có ngụy bất hủ thân thể, có á bất hủ da mặt. Thật là một cái phức tạp nam nhân. Nghiệp hỏa đạo nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, trong mắt hồng mang không ngừng lấp lóe. Cũng không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tống Thư Hàng thật hy vọng có thể đem chính mình bị đọc mặt kỹ năng chuyển nhượng cho đối phương, không thu bản quyền phí. Không cần, nghiên cứu, virus. Nghiệp hỏa đạo nhân cuối cùng phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, gạt ra như thế mấy cái từ. Sau khi nói xong, hắn quay người liền bắt đầu hướng nơi xa phi nước đại. Tựa như là lúc trước, hắn từ chính mình bất hủ chi mộ bên trong vọt ra lúc đồng dạng, trạng khổ điên cuồng, hai mắt xích hồng, khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị. Không cần nghiên cứu virus, hằng tinh hủy diệt virus sao? Ta không có đang nghiên cứu a? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bất quá, cái khác tiền bối khả năng đang nghiên cứu thứ này. Đạo tử tiền bối, bạch tiền bối, tam nhãn cùng cậu đản tra các loại, có thể sẽ nghiên cứu virus cũng tiến hành nghịch giải quá trình. Hiện tại từ nghiệp hỏa đạo nhân nhắc nhở đến xem, nghiên cứu hằng tinh hủy diệt virus sẽ có nguy cơ đang tiềm ẩn hay sao? Đạo tử tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Ta nghe được, đạo tử thanh âm vang lên. Sẽ có tai họa ngầm sao? Tống Thư Hàng nói hắn có chút bận tâm, nghiệp hỏa đạo nhân bây giờ bộ dáng, có thể hay không cùng tiếp xúc hằng tinh hủy diệt virus sau có quan. Lúc trước chút thời gian nhìn thấy bất hủ đạo nhân khởi động lại chư thiên vạn giới kịch bản đến xem, bất hủ đạo nhân đã từng cùng đen nhánh mặt trời đại lão từng có hợp tác, nghiên cứu qua hằng tinh hủy diệt virus thứ này. Ta một hồi mở thiên đạo quyền hạn, cẩn thận lại giám định một lần, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì âm thầm tay chân. Chỉ là... Nếu như không đi nghiên cứu, lại thế nào giải quyết những thứ này hằng tinh hủy diệt virus? Đạo tử dùng sức xoa huyệt thái dương. Đúng rồi, liên quan tới đen nhánh mặt trời đại lão sự tình, ta còn phát hiện khác một cái nội tình. Tống Thư Hàng lợi dụng truyền âm công năng, đem giấu ở phía sau màn khác một cái đen nhánh cự lão tồn tại, cùng đạo tử tiền bối miêu tả một lần. Thiên đạo chiều không gian thế giới bên trong, đạo tử vò huyệt thái dương ngón tay càng dùng sức. Sọ não đau nhức. Đen nhánh mặt trời giải quyết đã rất không dễ dàng, phía sau màn lại còn có cái đen nhánh cự lão. Đừng để ta bắt đến cơ hội, nếu không ta nhất định đem các ngươi tận gốc đào, cho cốt đều cho các ngươi dương. Việc này, ta đi tìm mấy vị chúa tể tâm sự. Đạo tử trả lời. Ý chí của hắn từ Tống Thư Hàng bên người rút lui, chuyển tới sát phách tam nhãn cùng cẩu đản cha bên kia. Chúng ta cũng đi thôi, lại đi hao một đợt bất hủ lông dê. Tống Thư Hàng nắm lên hư không bên trong còn đang tức giận cửu thu phượng hoàng đao. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị mở cổng không gian thời điểm, cách đó không xa, có một thân ảnh vượt không mà đến là đã lâu không gặp cái gì đều có thể bán đại lão. Lúc này, vị này đại lão một mặt phức tạp cái này thần sắc, xa xa nhìn qua Tống Thư Hàng. Hai,
cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng nhiệt tình chào mời nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão không có trả lời bá Tống nhiệt tình. Hắn có chút ngồi xuống, bày ra một cái xuất phát chạy tư thế. Sau một khắc, thân hình hắn như điện, hóa thành gió táp, hướng về phía Tống Thư Hàng băng băng mà tới. Một phần ngàn giây về sau, hắn cùng Tống Thư Hàng sượt qua người. Đồng thời, hắn tựa hồ đem thứ gì nhét vào Tống Thư Hàng trên thân. Cuối cùng, một mặt ghét bỏ chạy xa. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Ở nơi đó, có một hạt từ thuần túy công đức chi lực ngưng tụ, mang theo từng sợi bất hủ khí tức hạt giống, dán tại bộ ngực hắn. Thông qua viên này hạt giống, Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng được tấm kia trải rộng chư thiên vạn giới công đức võng lạc. Không cần lại thông qua công đức xà mỹ nhân, chỉ cần nắm lấy cái này mai bất hủ khí tức hạt giống, Tống Thư Hàng liền có thể trực tiếp cảm ứng rõ ràng đến công đức võng lạc tồn tại, đồng thời một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi vào trong đó. Đây là công đức võng lạc chìa khóa sao? Tống Thư Hàng duỗi tay nắm ở hạt giống này, tinh tế dò xét. Hạt giống tản ra từng sợi bất hủ khí tức, nhưng nó cũng không phải là bất hủ chi vật, mà là bị thiên đạo dùng bất hủ lực lượng, thời gian dài tinh tế ôn dưỡng bảo vật. Trên thực tế, hiện có tại thế đạo khí nguyên vật liệu, đều là như thế tới. Đáng tiếc cái này mai hạt giống quá nhỏ, nếu không tăng thêm một số ngang cấp nguyên vật liệu, lại thêm đạo tử tiền bối xuất thủ, nói không chừng có thể chế tạo cái đạo khí đi ra. Cái gì đều có thể bán tiền bối, cái này mai chân quý hạt giống, ngươi là muốn đưa ta sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa một mặt ghét bỏ đại lão. Lấy cái gì đều có thể bán tiền bối tính cách, cứ nhiên nguyện ý đem đồ vật tặng không cho người khác. Mặt trời mọc ở hướng Tây, đây là thế giới muốn hủy diệt tiết tấu. Đã có người thay ngươi trả tiền, cái gì đều có thể bán, đại lão cách thật xa, trả lời. Ai? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần biết, cái gì đều có thể bán tiền bối mạnh miệng nói, như vậy, vĩnh biệt bá Tống. Mãi mãi cũng không cần gặp. Ngươi cái này từ trước tới nay cái thứ nhất từ trong tay của ta lấy không đi bảo vật nam nhân, liền một khỏa linh thạch cũng không cho. Nhìn thấy ngươi liền không có chuyện tốt. Cái gì đều có thể bán, đại lão tựa như ngăn cách bệnh độc một dạng, xa xa đối Tống Thư Hàng khoát tay, sau đó mở ra cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, nếu như hắn nhớ không lầm, đây ít nhất là cái gì đều có thể bán đại lão lần thứ tư cùng hắn nói vĩnh biệt. Nhưng là, chư thiên vạn giới rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Chỉ cần có duyên, vô luận cách bao xa, kiểu gì cũng sẽ gặp lại đát. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn cái gì đều có thể bán đại lão rời xa. Một lát sau, hắn lại mở ra tu lưu hệ thống, lôi ra sổ đen bản tốt của ta cái gì đều có thể bán đại lão, phát cái tin quá khứ, hai, cái gì đều có thể bán tiền bối. Phần mềm chat tồn tại ý nghĩa, không phải liền là để tại phía xa chân trời góc biển người, có thể tùy thời tùy chỗ giao lưu sao. Hệ thống nhắc nhở, đột đối phương là VIP hộ khách. Đã xem ngươi kéo vào VIP mỗi tháng che đậy 7 ngày liệt biểu, ngươi không cách nào hướng đối phương gửi đi tin tức. Tống Thư Hàng. VIP người sử dụng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng là, hắn vẫn là cần cùng cái gì đều có thể bán đại lão tâm sự, bởi vì vừa rồi, hắn quên hỏi đối phương đem viên này công đức hạt giống giao cho hắn, có chỗ lợi gì. Thế là, Tống Thư Hàng lôi ra bản thân server công năng. Trốn xa mà đi cái gì đều có thể bán đại lão. Tiếp thu được hệ thống nhắc nhở, hai, cái gì đều có thể bán tiền bối. Cái gì đều có thể bán đại lão một cước giẫm nát một khối nhỏ sao băng, làm. Vô sỉ. Rõ ràng dùng VIP 7 ngày che đậy công năng, kết quả vẫn còn có hệ thống nhắc nhở, đây là lừa dối tiêu phí. Hệ thống nhắc nhở, tiền bối ngài vừa rồi đi quá gấp, ta có chuyện còn không có hỏi ngươi. Cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng trả lời, có dám mau thả. Hệ thống nhắc nhở, tiền bối, từ khi chứng đạo kiếp tiên về sau, là sẽ không đánh giám cộc. Cái gì đều có thể bán đại lão lạnh lùng hồi phục, người lại muốn không thả, ta liền sẽ không lại trả lời ngươi bất cứ chuyện gì. Hệ thống nhắc nhở, tiền bối, cái này mai công đức hạt giống có làm được cái gì? Vị kia mua xuống công đức hạt giống đưa cho ta hào, lại muốn cho ta làm cái gì sao? Ta chỉ là cái bán hàng, ta biết cái chùy. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời, ngươi nếu là nghiên cứu không ra, liền ăn hết thử một chút. Tống Thư Hàng.
tiền bối ngài cần gì phải lừa mình dối người đâu. Thứ này cùng công đức võng lạc có quan hệ, chư thiên vạn giới bên trong ngoại trừ công đức xà mỹ nhân cùng cật qua thánh quân bên ngoài, cũng chỉ có cái gì đều có thể bán đại lão có thể tại công đức võng lạc bên trong ra vào tự nhiên. Sở dĩ, Tống Thư Hàng đáy lòng rất rõ ràng, thứ này căn bản chính là cái gì đều có thể bán tiền bối bản thân đưa ra. Hắn chỉ là khám phá không nói toạc mà thôi. Thật chẳng lẽ muốn đem thứ này nuốt vào, nhưng loại vật này, nuốt vào bình thường cũng tiêu hóa không được đi. Tống Thư Hàng nắm vuốt công đức hạt giống suy tư, muốn không, đến phát xem xét bí pháp nhìn xem. Lại hoặc là, để tiên tử ăn hết nhìn xem. Công đức xà mỹ nhân hòa hoãn từ Tống Thư Hàng phía sau hiển hiện, nàng duỗi ra tiểu quyền quyền, nhắm ngay Tống Thư Hàng phần bụng. Đùa giỡn, công đức tiên tử, Tống Thư Hàng vội vàng khoát tay. Công đức xà mỹ nhân đấm ra một quyền, nắm đấm đều đánh vào đến Tống Thư Hàng trong bụng, một quyền đem Tống Thư Hàng phần bụng đánh cái xuyên thấu nắm đấm từ trước bụng kích nhập, từ sau eo xuyên ra. Tại công đức xà mỹ nhân lòng bàn tay, phi kình kim đan rất giống đầu bị câu lên bờ cá, ra sức giãy giụa lấy. Công đức xà mỹ nhân yên lặng đem phi kình kim đan nâng trở đi, nhắm ngay công đức hạt giống. Muốn để phi kình kim đan nuốt vào hắn, Tống Thư Hàng hỏi. Ân, cái này ngược lại không có vấn đề. Hiện tại phỉ kình kim đan đã triệt để hoàn thành tiến hóa, hóa thành cùng bất hủ chi cốt tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đoán chừng hiện tại, liền thiên đạo đều không thể đem hắn triệt để hủy diệt. Vậy liền nuốt vào thử một chút đi. Công đức xà mỹ nhân một cái tay khác duỗi ra, nắm công đức hạt giống, trực tiếp đem hắn nhét vào phỉ kình kim đan trong miệng, ép buộc hắn nuốt vào. Phỉ kình kim đan cũng là phối hợp, không có dãy giụa, ngược lại rất vui vẻ nuốt vào công đức hạt giống. Một bên khác, cái gì đều có thể bán đại lão độn hướng lấy công đức võng lạc bên trong. Thân hình của hắn trực tiếp trốn vào đến vị trí hạch tâm. Ở nơi đó, có một cái than cốc hình dáng đạo nhân thân ảnh, duy trì không nhúc nhích tư thế. Ta đã đem công đức hạt giống giao cho bá tống, lần này không thu hắn linh thạch, cái gì đều có thể bán đại lão đau lòng nói. Than cốc đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi công đức võng lạc. Lại muốn đi sao, cái gì đều có thể bán đại lão cứ nhiên toát ra một tia không thôi cảm xúc. Than cốc đạo nhân lần nữa gật đầu. Ta muốn làm sao mới có thể cứu ngươi, cái gì đều có thể bán đại lão cúi đầu nhìn qua đối phương, trầm giọng nói. Đã chết, người, lại nói thế nào, cứu chữa, than cốc đạo nhân dùng khô khốc thanh âm đáp. Cuối cùng, hắn vui mừng ngắm nhìn cái gì đều có thể bán, thân hình tiêu tán không thấy. Rời đi công đức võng lạc về sau, than cốc đạo nhân trên người nghiệp hỏa, lần nữa cháy hừng hực mà lên. Đã, không chống đỡ được, về sau, giao cho ngươi, than cốc đạo nhân trong mắt cuối cùng một tia lý trí, triệt để tiêu tán, hóa thành điên cuồng hồng mang. Ở trên người hắn, tầng kia than cốc sát ngoài vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn. Mấy tức về sau, than cốc sát ngoài triệt để bong ra từng màng. Nghiệp hỏa bên trong đạo nhân nhẹ nhàng hất đầu, tóc dài hất ra sát ngoài mảnh vụn, lộ ra một trương tuấn mỹ vô song gương mặt. Nhưng gương mặt này, cũng không phải là công đức đạo nhân bộ dáng, mà là bạch tiền bối dáng vẻ. Tôn này bạch song đồng, hoàn toàn đỏ đậm. Đồng thời, tại cái này bạch lộ ra chân diện mục chớp mắt bên trong, vừa trầm ngủ một cái thiên đạo luân hồi đen kịt cự lão, đột nhiên bị cưỡng chế tỉnh lại tới. Thiên đạo tranh đoạt chiến cũng không có mở ra, nhưng nó lại cùng hiện thế ở giữa một vật thành công kết nối. Là hắn bá chiếm bí pháp có hiệu lực. Đen kịt cự lão một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Ta bá chiếm bí pháp có hiệu lực rồi. Thứ 9 vòng thiên đạo tranh đoạt chiến đã kết thúc. Nhưng ta còn không có đối đệ cửu thiên đạo thi triển bí pháp a. Chẳng lẽ ta vừa rồi ngủ mơ mơ màng màng ở giữa, bị đột nhiên tỉnh lại? Sau đó bản năng đối đệ cửu thiên đạo ném đi cái bí pháp. Vừa bị cưỡng chế tỉnh lại đen kịt cự lão trong lúc nhất thời có chút mộng. Thậm chí kém chút có loại thời gian hỗn loạn ảo giác, cảm giác mình giống như là nhảy nội dung cốt truyện. Bất quá rất nhanh, đen kịt cự lão liền điều chỉnh tốt bản thân trạng thái tinh thần. Hắn thuận mình và hiện thế ở giữa cảm ứng, bắt đầu thông qua kết nối đi nhìn trộm cái kia bị đoạt xá thiên đạo. Khi hắn ý thức lặng lẽ cảm ứng hiện thế tình huống sau sát na, kém chút liền kích động đến đem kết nối võng tuyến cho rút. Ngọa thảo, là cái kia hố hắn hai lần, tuấn mỹ đẹp mắt ra hỏa.
Tại sao lại là hắn? Gặp quỷ, gia hỏa này không phải tại thứ bảy giới thời điểm chứng đạo bất hủ sao? Mà lại, thứ bảy giới thời điểm, bởi vì đối phương chứng đạo lúc cái cuối cùng khâu đột nhiên tốc độ ánh sáng bất hủ hóa, dẫn đến hắn bá chiếm bí pháp ngưng tụ ra nhưng vô dụng ra ngoài, cất ngàn vạn năm bí pháp cuối cùng không cam lòng tản mát, căn bản là vô dụng đến trên người của đối phương. Vậy bây giờ, cái này bị đoạt xá thiên đạo, là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên người hắn sẽ có bá chiếm bí pháp có hiệu lực nhân quả? Có phải hay không có âm mưu gì? Thân là phía sau màn đen sau đen kịt cự lão, đột nhiên phát hiện mình cứ nhiên có từng điểm túng cái này tuấn mỹ đẹp mắt gia hỏa cũng không phải là đối phương quá mạnh, chủ yếu là gia hỏa này quá hố. Cùng gia hỏa này dính líu quan hệ, liền không có chuyện tốt. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận làm việc. Không thể bởi vì bá chiếm bí pháp thành công đoạt xá, liền vui vẻ chui lên đi, vạn nhất là bẫy dập làm sao phá. Trước giả thiết đó là cái bí pháp, sau đó chuẩn bị ức tay đến tiếp sau thủ đoạn, bảo hiểm thứ nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tuấn mỹ đẹp mắt ra hỏa, hẳn là thứ bảy thiên đạo a. Cái này, có phải hay không là hắn lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau sao? Nhưng nói không thông a, nếu như là hậu thủ lời nói, vì cái gì đến lúc này, mới phát tác ra? Hắn rõ ràng là thứ bảy thiên đạo, hiện tại cũng muốn tiến hành thiên đạo thứ 9 luân hồi. Mà lại, trên người hắn bá chiếm bí pháp là chuyện gì xảy ra? Ta bảy giới thời điểm, rõ ràng thất bại. Chẳng lẽ nói, là ta tại thứ 6 giới thiên đạo khâu lúc, ném ở trên người hắn cái kia bá chiếm bí pháp hiệu quả? Không đúng, nếu như ta tại đệ lục thiên đạo lúc ném ra bá chiếm bí pháp cho tới hôm nay vẫn như cũ hữu hiệu, vậy cái này tuấn Mỹ ra hỏa tại thứ 7 giới thiên đạo lúc, chứng đạo về sau, bá chiếm bí pháp nên có hiệu lực mới đúng. Trừ phi, hắn đã nhận ra ta âm thầm lưu lại bá chiếm bí pháp, sau đó còn tinh tế nghiên cứu qua, thậm chí phân tích bí pháp hiệu quả, muốn đến lừa ta. Cẩn thận phía sau màn đen sau đen kịt cự lão trong đầu một hơi hiển hiện rất nhiều phỏng đoán. Vì để phòng vạn nhất, hắn đang lặng lẽ kết nối tuấn Mỹ thiên đạo lúc, làm gần ngàn loại bảo hiểm biện pháp, đem các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn đều thôi diễn đi ra. Một khi có bất thường kình phản ứng, hắn ngay lập tức sẽ rút đi. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, đen kịt cự lão thoáng xâm nhập kết nối trình độ. Rất nhanh, từ đối diện cái kia tuấn Mỹ thiên đạo có một bộ phận tin tức phản hồi tới. À, cái này cứ nhiên không phải tuấn Mỹ thiên đạo, mà là cái kia dựa vào mua bán giao dịch tiền nhiệm công đức đạo nhân thiên đạo. Vậy hắn cái gì hội trưởng lấy một bộ tuấn Mỹ thiên đạo bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thiên đạo chi vị là giao dịch qua tới nguyên nhân, sở dĩ chứng đạo về sau, bộ dáng chịu đến thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, bị cải tạo tiếp cận tuấn Mỹ thiên đạo? Đen kịt cự lão nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Đã đây là công đức đạo nhân thiên đạo, không phải tuấn Mỹ thiên đạo, đen kịt cự lão ở sâu trong nội tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, vấn đề lại tới. Ta nhớ được, lúc trước bản thân cũng không có cho công đức đạo nhân đưa bên trên bá chiếm bí pháp A. Thứ 6 giới thiên đạo thời gian chiến tranh, bản thân đem bá chiếm bí pháp đưa cho đang tại phi thăng tuấn Mỹ thiên đạo. Sở dĩ, công đức đạo nhân trên người hẳn không có bí pháp hiệu quả mới đúng. Vậy tại sao công đức đạo nhân thiên đạo sẽ trúng chiêu? Cái này không hợp logic A. Là ta ném ở tuấn Mỹ thiên đạo trên người bá chiếm bí pháp, tại thiên đạo chi vị bị người khác kế thừa về sau, lại chuyển rời đến công đức thiên đạo trên người. Ông ba, ta khi đó còn không nghiên cứu ra bá chiếm bí pháp chuyển di công năng. Mà lại, nếu như bá chiếm bí pháp thật sự bị chuyển rời đến công đức đạo nhân trên người, vậy ta lúc ấy nên mưu chiếm được công đức đạo nhân thiên đạo quyền hạn mới đúng. Sở dĩ, chẳng lẽ có người đã nhận ra ta âm thầm thi triển bá chiếm bí pháp, còn đem ta bí pháp cho phá giải nghiên cứu ra được, dùng đến công đức thiên đạo trên người. Cái này chư thiên vạn giới, có sức quan sát cường đại như vậy ra hỏa. Nghĩ đến cái kia hố hàng tuấn Mỹ thiên đạo, luôn cảm giác khả năng này, thật là có. Quay đầu ta muốn hay không cho mình bá chiếm bí pháp làm một cái xuất xưởng tiêu ký, cứ như vậy mỗi một cái xuất xưởng bá chiếm bí pháp đều có thể bị ta nhận ra tới. Cũng có thể phòng ngừa vạn nhất có người nghiên cứu ra ta bá chiếm bí pháp, vàng thao lẫn lộn, nhiễu loạn cảm giác của ta. Đen kịt cự lão thầm nghĩ trong lòng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đen kịt cự lão một lần nữa vì chính mình bố trí mấy loại cái phòng ngự chuẩn bị ở sau,
sau đó hắn tăng cường mình và bị chiếm lấy công đức đạo nhân thiên đạo ở giữa liên hệ. Sau đó, hắn biểu lộ biến cổ quái. Hắn được đến càng nhiều phản hồi tin tức. Công đức đạo nhân chứng đạo bất hủ về sau, trạng thái rất bình thường, giao dịch qua tới thiên đạo chi vị, vẫn như cũ là thiên đạo chi vị, quyền hạn bên trên không cũng không khác biệt gì, hình dạng của hắn cũng không có biến hóa. Nhưng là, công đức đạo nhân đối ứng cửu u chúa tể, lại là cái kia tuấn Mỹ gia hỏa. Thiên đạo cùng đản sinh cửu u chúa tể lại là hai cái khác biệt cá thể. Đen kịt cự lão thực sự không cách nào tưởng tượng loại này thần kỳ thao tác. Bất quá cân nhắc đến cái kia tuấn Mỹ gia hỏa lúc ấy đều đã tại kế thừa thiên đạo nghi thức đều đã trải qua bắt đầu, cửu u chúa tể lấy hắn làm nguyên mẫu, cũng có thể tiếp nhận. Mà càng xảo chính là, bởi vì cái này cửu u chúa tể là tuấn Mỹ gia hỏa hình thái, sở dĩ hắn ném ở tuấn Mỹ gia hỏa trên người bí pháp, tựa hồ bị dẫn dắt tới, tác dụng đến cửu u chúa tể trên người, tiến hành trình độ nhất định mưu chiếm. Nói cách khác, lúc ấy ta chiếm cứ thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể. Chỉ là bởi vì không có đoạt xá thiên đạo, ta lại tại ngủ say, sở dĩ một mực không có phát giác được điểm này. Mà tình huống trước mắt là, công đức đạo nhân đã mất đi thiên đạo chi vị về sau, muốn mượn nhờ cửu u chúa tể lực lượng, áp chế bạo tẩu thân thể. Mà tại hắn buông ra bản thân, mượn nhờ cửu u chúa tể lực lượng sau. Một mực tiềm phục tại cửu u chúa tể thể nội bá chiếm bí pháp cảm ứng được thiên đạo bất hủ thân thể, liền hai lần phát động. Thời gian qua đi hai cái thiên đạo luân hồi kỷ nguyên về sau, bất hủ đạo nhân lui nhiệm về sau, bị tước đoạt thần tính, chỉ để lại bất hủ cấp bậc thân thể, bị hắn thành công chiếm lấy. Công đức đạo nhân bộ dáng bắt đầu tuấn mỹ hóa, chính là bởi vì mượn nhờ cửu u chúa tể dung nhập, nhận lấy cửu u chúa tể ảnh hưởng. Nói cách khác, mặc dù không phải chiếm lấy thiên đạo, nhưng ta nhiều một chương cường đại át chủ bài. Tại bất hạnh ba cái luân hồi về sau, tại sắp tiến đến đệ cửu thiên đạo kỷ nguyên, hắn rốt cục muốn khổ tận cam lai. Nếu như tiếp thu lá bài tẩy này, đến lúc đó nhằm vào đệ cửu thiên đạo tiến hành bố cục, liền ung dung nhiều. Cẩn thận, vẫn là muốn cẩn thận, tại bảo trì cẩn thận đồng thời, toàn bộ tiếp thu cỗ này công đức đạo nhân bất hủ chi thể. Cẩn thận, vị này bị bạch hố qua hai cái thiên đạo luân hồi cự lão, tại lần thứ ba đối mặt cùng bạch có liên quan sự vật lúc, từ bên trong ra ngoài đều tràn đầy cẩn thận. Sở dĩ, dù là biết rồi công đức đạo nhân thân thể bị bá chiếm bí pháp thành công chiếm đoạt nguyên nhân, biết cái này hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng hắn tại tiếp thu cổ thân thể này lúc, vẫn như cũ trống lên 100 triệu cái tâm nhãn, thận trọng từng bước, cẩn thận thăm dò, hơi có gì bất bình thường liền sẽ lập tức lui về nhổ võng tuyến. Vốn là, một cái ý niệm trong đầu thời gian liền có thể tiếp thu công đức đạo nhân thân thể, tại đen kịt cự lão cẩn thận phía dưới. Cứng rắn là dùng hơn nửa giờ, mới toàn bộ tiếp nhận. Kiểm trắc bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Không có hắn ý chí còn sót lại. Bá chiếm bí pháp độ hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết. So với ta trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đen kịt cự lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại ý chí của hắn khống chế xuống, hiện thế bên trong cỗ này hai mắt xích hồng công đức đạo nhân thân thể chậm rãi đi động. Nhấc tay, vặn vẹo thân thể, như cùng ở tại khiêu vũ một dạng lắc lư. Nếu như vận dụng thật tốt, cỗ này công đức đạo nhân thân thể sẽ thành hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Bất quá bây giờ, không phải vận dụng cổ thân thể này thời điểm. Đen kịt cự lão suy nghĩ khẽ động, tại công đức đạo nhân thân thể bên trên, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa, đem hắn thân hình bao phủ. Công đức đạo nhân thân thể lui về phía sau, biến mất ở thời không khoảng cách bên trong, biến mất thân hình. Lần này, lần thứ 9 thiên đạo luân hồi, ta tất siêu thoát. Đen kịt cự lão phảng phất là tại cường hóa lòng tin của mình, thấp giọng nói. Bản thân chúc phúc, bản thân cường hóa. Đây đã là tới chót nhất cơ hội. Chỉ có siêu thoát thiên đạo về sau, hắn có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, bất kể là quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ không tiếp tục là hắn hạn chế. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật diệt, thế gian hết thảy quy tắc, đều đem không cách nào lại trói buộc hắn. Chỉ có đạt tới siêu thoát cảnh giới độ cao về sau, hắn mới có cơ hội đi truy tầm đệ nhất thiên đạo tung tích. Liên quan tới đệ nhất thiên đạo hết thảy, đều bị xóa đi, từ căn nguyên bên trên chặt đứt. Thế gian không có bất kỳ người nào có thể nhớ kỹ đệ nhất thiên đạo tin tức. Nếu như không phải mỗi một đời thiên đạo,
đều có thể xác định bản thân là thứ mấy giới thiên đạo lời nói. Nói không chừng chống chỗ đệ nhất thiên đạo, sẽ bị triệt triệt để làm nhạt. So sánh hắn đối đệ nhất thiên đạo không biết chút nào lịch đại thiên đạo, đen kịt cự lão lại nắm giữ lấy một chút xíu manh mối. Trong lòng của hắn có một cái đã từng dùng thiên đạo quyền hạn cưỡng ép lạc ấn, gia cố ấn tượng. Tại cái kia ấn tượng bên trong, có một tôn siêu thoát thời gian hạn chế tồn tại, ở trong dòng sông thời gian theo ở giữa ra vào, hắn dung mạo không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, chủng tộc thì là hình người sinh linh. Nếu quả thật muốn đối so lời nói, cũng chỉ có hố hắn hai lần cái này tuấn Mỹ gia hỏa có thể cùng tôn này tồn tại so sánh. Trừ này cái này một chút xíu ấn tượng bên ngoài, hắn đối cái kia tồn tại cũng không có càng nhiều manh mối nhưng là, trong lòng của hắn lại có một cái chấp niệm. Siêu thoát, mặc kệ dùng cái gì đại giới, đánh vỡ thiên đạo hạn chế, siêu thoát tại cái này chư thiên vạn giới, siêu thoát thời gian cùng không gian, đạt tới cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Sau đó, đi truy tầm một cái kia dấu vết. Có thể ở đáy lòng hắn xuống lưu lại sâu sắc như vậy chấp niệm, nói rõ hắn cùng đệ nhất thiên đạo ở giữa khẳng định phát sinh qua một ít chuyện. Có thể là ân oán, có thể là gặp lại ngẫu nhiên gặp. Nhưng hắn đã không có càng nhiều ký ức. Chỉ có một cái chấp niệm cùng chút điểm ấn tượng, cùng một cái mới truy cầu. Đã từng thiên đạo là theo đuổi của hắn. Hiện tại siêu thoát thiên đạo là hắn mới truy cầu. Cùng cá ướp muối khác biệt, hắn là có mục tiêu, có kế hoạch. Cự ly chân chính để cửu thiên đạo luân hồi, tựa hồ còn cần chút thời gian. Ta còn cần chờ này thời gian. Đen kịt cự lão thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn mỗi lần thức tỉnh, cùng trực tiếp can thiệp hiện thế, đều là có thời gian hạn chế. Lần trước nho ra thánh nhân cùng cái kia béo cầu cuộc chiến, đồng dạng hố hắn một thanh. Hắn từ hiện thế rút về sau, trong bóng đêm khổ chống đỡ thâu đêm 10 vạn năm đều không ngủ. Cái kia 10 vạn năm thâu đêm, đối với hắn giấc ngủ khối lượng ảnh hưởng cực lớn. Lại thêm lúc này, đệ cửu thiên đạo luân hồi còn không chính thức bắt đầu, hắn lại bị cưỡng chế tỉnh lại. Cái này một giấc, ngủ không quá an ổn. Sở dĩ hắn hiện tại, phi thường khốn. Sau đó, tại đệ cửu thiên đạo chiến không có tiến vào trận chung kết hoặc là thiên đạo chứng đạo khâu, hắn nhất định phải tiến vào ngủ say trạng thái, tận lực điều chỉnh tự thân trạng thái. Ngủ tiếp một hồi, liền một hồi. Giờ đây hắn nắm giữ công đức đạo nhân thân thể, trong lúc đó nếu như có đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, hắn còn có thể lợi dụng công đức đạo nhân thân thể làm việc. Đen kịt cự lão ý thức dần dần chạy không lên. Đúng, tại ngủ trước đó, có chuyện còn muốn làm một chút. Tại lâm vào ngủ say trước, đen kịt cự lão lại dùng chống đỡ dần dần dày buồn ngủ, đi lướt qua bản thân bố trí chuẩn bị ở sau đen kịt mặt trời trạng thái. Muốn nhìn một chút đen kịt mặt trời gần nhất làm thế nào? Mấy tức sau, đen kịt cự lão buồn ngủ lại một lần bị kích thích. Liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện đen kịt mặt trời lại bị phong ấn. Phong ấn tại một cái thiên đạo quyền hạn sở cấu tạo tiểu thế giới bên trong. Ông ba! Đen kịt cự lão vuốt vuốt đầu mình. Ngủ sự, đến hoãn hoãn. Tốt tại, hiện tại đệ bát thiên đạo vẫn còn tại nhiệm trạng thái. Đè tới kinh nghiệm đến xem, trong thời gian ngắn, đệ cửu thiên đạo luân hồi hẳn là còn sẽ không bắt đầu. Thiên đạo hạ nhiệm, thiên đạo tranh đoạt chiến mở ra, tân thiên đạo tiền nhiệm, cái này một cái quá trình xuống tới, ít nhất cũng phải cái mấy ngàn năm. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn trước đem đen kịt mặt trời phiền phức giải quyết cho. Sau đó, dành thời gian ngủ một hồi, điều chỉnh trạng thái. Một cái thâu đêm sau còn giấc ngủ chưa đủ đen kịt cự lão, chống đỡ mỏi mệt, kiên trì, bắt đầu tăng ca. Một bên khác, Tống Thư Hàng vị trí. Hắn cùng công đức xà mỹ nhân ngồi xổm ở cùng một chỗ, chằm chằm vào phì kình kim đan. Nuốt vào cái viên kia công đức hạt giống về sau, bất hủ phì kình kim đan không có cái gì phản ứng, thảnh thơi không được. Trước kia chí ít còn có thể mang cái dựng cái gì, lần này nuốt bảo vật cao cấp hơn, liền không có điểm phản ứng. Muốn không, trước gạt ra, Tống Thư Hàng đề nghị. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, dìu lên tay áo, duỗi tay chụp vào phì kình kim đan. Xoẹt phì kình kim đan vội vàng hành động. Từ hắn trong lỗ mũi lần nữa phun ra bất hủ tia sáng đến, quấn quanh ở Tống Thư Hàng trên thân. Cũng liền trong chốc lát, Tống Thư Hàng ngoại trừ đầu bên ngoài cả bán thân. Bị bao khỏa thành kén. Một màn này, nhìn quen mắt. Là á bất hủ hóa, Tống Thư Hàng nói.
cái gì đều có thể bán đại lão biết hắn tại tiến hành toàn thân á bất hủ hóa, sở dĩ chuyên môn đưa lên công đức hạt giống. Theo kén thành hình, Tống Thư Hằng nửa người trên thân thể bá tống bị chịu đến cường hóa, tiến hóa làm á bất hủ trạng thái. Công đức chi lực tiếp tục thẩm thấu đến thực chất bên trong, nửa người trên tất cả xương cốt đồng bộ cường hóa. Chí ít bớt đi ta hao 5 lần lông dê thời gian. Tống Thư Hằng sờ lên nửa người trên của mình. Cách hắn toàn thân á bất hủ hóa đã không xa. Đáng nhắc tới chính là, lần này cường hóa, liền thân eo cũng bị bao phủ tại nửa người trên phạm vi bên trong, cái này khiến Tống Thư Hằng tâm lý nhiều chủng nặng chỉ cảm giác an toàn, an tâm. Ngụy bất hủ xương mù chi thân, lực phòng ngự cũng không tuyệt đối, còn có bị ăn mòn tuột thận khả năng. Nhưng bây giờ có tầng này á bất hủ trạng thái phần eo làn ra về sau, chư thiên vạn giới bên trong có thể phá vỡ hắn thân eo phòng ngự, đối với hắn tiến hành thận kích tồn tại liền có thể đếm được trên đầu ngón tay 10 cái ngón tay đều có thể đếm đi qua. Trừ cái đó ra, viên kia bị phì kình kim đan nuốt vào công đức hạt giống hiệu quả cũng không có biến mất, nó kết nối công đức võng lạc năng lực, bị phì kình kim đan hoàn mỹ kế thừa. Phì kình kim đan kỹ năng cộng 1. Tống Thư Hằng công đức, nhân quả trường sinh chi đạo bởi vậy thu hoạch, tiến thêm một bước, tu liêu hệ thống cũng đạt được bộ phận cường hóa. Dự tính lại có 4 lần, ta toàn thân vỏ ngoài cùng nội tại xương cốt đều có thể hoàn thành tiến hóa. Tống Thư Hằng tại nội tâm đánh giá một phen. Đạo khí nguyên vật liệu hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn. Đáng tiếc cái này công đức hạt giống chỉ có một viên, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn thân làn da cộng xương cốt á bất hủ hóa. Cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, hiển nhiên không có khả năng xuất ra càng nhiều đạo khí nguyên vật liệu cho hắn cho dù có, lần sau khẳng định cũng phải tốn linh thạch đi mua mới được. Linh thạch loại vật này, Tống Thư Hằng cũng không thiếu. Tương lai. Hắn có tu liêu hệ thống, chỉ cần không tìm đường chết, hảo hảo khai thác lời nói, tương lai khẳng định tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng vấn đề là bây giờ, tương lai là tương lai. Hiện tại, hắn không có tiền. Nói lên đạo khí nguyên vật liệu, lịch đại thiên đạo, nói không chừng sẽ có hàng tồn. Nghèo cực nghĩ biến bá tống, nghĩ đến mấy cái tốt con đường. Cho nên, hắn mở ra tu liêu hệ thống, liên hệ với cẩu đản cha, cũng mở cửa lên núi. Thẳng vào chủ đề. Cẩu đản cha, trong tay ngươi có hay không đạo khí nguyên vật liệu loại bảo bối này? Hiện tại cùng cẩu đản cha ở giữa giao lưu, tuyệt đối không nên tiến hành theo chất lượng, nếu không sẽ bị mang lệch tiết tấu nói không chừng trò chuyện một chút, không hiểu thấu liền đáp ứng cẩu đản cha, đem tương lai mình nữ nhi, nhi tử, thậm chí là tôn nữ, cháu trai đều lấy tên gọi đản, trở thành cẩu đản gia tộc một phần tử. Đối diện, cẩu đản cha thu được cái tin tức này lúc, có loại không hiểu ký thị cảm đây quả thực tựa như là lên cấp 3 sau hài tử, gọi điện thoại hướng ba ba muốn tiền sinh hoạt. Muốn lẽ thẳng khí hùng, căn bản không quan tâm ba ba có hay không tiền riêng, tư nhân tiểu kim khố bên trong còn có bao nhiêu số dư còn lại cũng không biết trong nhà đại kim khố đều là mụ mụ đang quản lấy sao. Ngươi là bốn chân thôn kim thú sao? Không có, cậu đàn cha lãnh khóc trả lời, đều thành niên, còn muốn kiếm ăn phí. Ta có thể giao dịch. Cẩu đản cha, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Đối diện bá tống thuần thục nói hắn cũng không cho rằng chính mình mặt lớn, có thể từ cẩu đản cha cái kia miễn phí có được tài liệu, hắn ngay từ đầu liền làm xong giao dịch chuẩn bị. Ngươi nghèo, cẩu đản cha trả lời. Tống Thư Hằng. Bất quá, cũng may ngươi trước mắt vẫn là có cơ hội tìm tiên nữ sinh con, xem như thoáng có điểm giá trị đầu tư. Trước tiên nói một chút ngươi muốn đạo khí nguyên vật liệu làm gì? Cẩu đản cha lại trả lời bá tống bản thân đã không có giá trị, nhưng thiên đế tử nói qua, bá tống tương lai sẽ sinh nữ nhi, thậm chí còn có thể có tôn nữ, bá tống nhân sinh giá trị liền thể hiện tại nơi này. Á bất hủ hóa, Tống Thư Hằng đáp, vừa tiếp thu được một hạt đạo khí nguyên vật liệu về sau, ta trên nửa thân thể liền hoàn thành á bất hủ hóa hình thức. Nếu như lại có một viên đến hai viên đạo khí nguyên vật liệu, ta liền có thể chỉnh thể lên hoàn thành á bất hủ hóa, toàn thân tiến hóa hoàn thành. Gặp lại, cẩu đản cha trả lời. Toàn thân á bất hủ hóa sau bá tống, liền triệt để không có đầu tư giá trị. Tống Thư Hằng một mặt mộng bức. Đây là đàm phán không thành rồi. Chính lúc này, tam nhãn thiếu niên tiền bối phát tới tin tức, bá tống, ngươi tại cùng cẩu đản cha nàng liêu cái gì? Sắc mặt của nó đột nhiên biến rất kém cỏi, ở giữa phát sinh biến hóa gì?
nhanh nói ra để ta vui à nha. Kỳ thật ta cũng có chút mộng, ta mới vừa ở cùng cậu đản tra lưu đạo khí nguyên vật liệu vấn đề, ta muốn dùng đạo khí nguyên vật liệu tăng tốc toàn thân bất hủ hóa quá trình. Kết quả, trò chuyện một chút, cậu đản tra cùng ta lại đột nhiên liền đàm phán không thành. Tống Thư Hàng trả lời. Kỳ thật, muốn hoàn thành toàn thân á bất hủ hóa, lại hao đen nhánh mặt trời mấy lần lông dê cũng liền xong việc. Nhưng Tống Thư Hàng đạt được công đức hạt giống tương trợ về sau, trong cõi u minh luôn cảm giác, toàn thân bất hủ hóa bất hủ tin tức nơi phát ra thật muốn quá đơn nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ càng nhiều khác biệt thiên đạo nơi đó thu hoạch được đến bất hủ tin tức tổ hợp đến cùng một chỗ, hoàn thành toàn thân á bất hủ hóa, sẽ có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đạo khí nguyên vật liệu gia tốc toàn thân á bất hủ hóa trạng thái. Nói cách khác, mượn nhờ đạo khí nguyên vật liệu bên trong thiên đạo tin tức. Cái kia, hoàn chỉnh đạo khí, có thể hay không đưa đến cùng loại hiệu quả? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời. Hoàn chỉnh đạo khí. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía cửu tu Phượng Hoàng Đao, ngoài ra còn có cùng hắn tu lưu hệ thống khóa lại cùng một chỗ, xung làm tu lưu hộ khách đoan đao lốt khí mọc ra mắt tinh cầu. Đây là hai kiện hoàn mỹ đạo khí. Có lẽ ta có thể thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Bất quá, hoàn chỉnh đạo khí cùng đạo khí nguyên vật liệu khác biệt, đạo khí nguyên vật liệu có thể trực tiếp hấp thu, đạo khí lại không được. Mà lại, muốn tại không tổn thương đạo khí cơ sở bên trên, tiến hành bất hủ tin tức thác ấn phục chế mới được. Có thể đem hao đen nhánh mặt trời lông dê phương pháp, dùng tại đạo khí trên thân thử một chút. Tống Thư Hàng trong lòng có đại khái phương án. Tóm lại, đi trước tìm Bạch tiền bối. Hạ quyết tâm về sau, Tống Thư Hàng tâm tình khoái trá, đẩy ra hạch tâm thế giới, thông qua hạch tâm thế giới trung chuyển, đi vào Bạch tiền bối bên cạnh. Hấp thu xong là được rồi. Tiếp tục hao lông dê. Bạch tiền bối quay đầu hỏi. Tiếp tục, Tống Thư Hàng gật đầu, cũng bắt đầu cùng Bạch tiền bối phối hợp, đối đen nhánh mặt trời đại lão thi triển hợp kích. Soát hợp kích quá trình bên trong. Tống Thư Hàng lại đem chính mình nghĩ thác ấn đạo khí trên thân bất hủ tin tức ý nghĩ, cùng Bạch tiền bối miêu tả một lần. Cái đề tài này lại bị Bạch tiền bối phát đến thánh nhân chi nhãn nghiên cứu thảo luận quần bên trong, cùng một chỗ thảo luận, nghiên cứu. Treo máy đốn ngộ, bế quan, thảo luận, thi triển thánh nhân thiên phú hợp kích. Bá Tống cùng A Bạch tiết tấu đều nhịp. Phòng ấn thế giới bên trong. Đen nhánh mặt trời đại lão vô cùng biệt khuất. Lại tới. Lại muốn soát ta 100 lần, các ngươi coi ta là gì a? Nghĩ soát liền soát, ta không cần tôn nghiêm a. Hai người các ngươi ra hỏa, ta nhớ kỹ. Đen nhánh mặt trời đại lão oán hận nói. Cùng một thời gian, chống đỡ phảng phất sắp chết buồn ngủ, ý thức lặng lẽ bám vào đen nhánh mặt trời trên thân, chuẩn bị cứu cục đen nhánh cự lão thân chấn động. Lại là hắn. Lại là cái này tuấn mỹ đẹp mắt hố hàng. Gia hỏa này liền xem như hóa thành cho, ta đều nhớ hắn. Dù sao chỉ cần gặp qua gia hỏa này một mặt về sau, liền không khả năng quên hình dạng của hắn. Cái này tuấn mỹ đẹp mắt hố hàng, vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện tại đệ cửu thiên đạo luân hồi sắp bắt đầu thời điểm. Quả thực là tại kém nhất thời gian, kém nhất địa điểm gặp được người không muốn gặp nhất. Mà lại, cái này hố hàng không phải tấn thăng thứ 7 thiên đạo đi sao? Tính toán thời gian, coi như hắn gây sự xin nghỉ hưu sớm, cũng không có khả năng trực tiếp để chân thân xuất hiện tại hiện thế a. Trừ phi, trước mắt cái này tuấn mỹ hố hàng không phải lúc trước thứ 7 thiên đạo hố hàng, mà là hắn lưu tại hiện thế chuẩn bị ở sau. Hoặc là dứt khoát chính là hắn tử tôn hậu duệ. Thận trọng, trước đừng hốt hoảng, trước lặng lẽ xem hắn trạng thái. Đen nhánh cự lão thật vất vả điều chỉnh tâm tình của mình có thể nhanh như vậy đem tâm tính điều chỉnh tốt, đều coi như hắn nội tâm cường đại. Đầu tiên, trước mắt cái này tuấn mỹ hố hàng ở vào kiếp tiên cảnh giới, tựa hồ vừa ngưng tụ ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. À cỡ nào quen thuộc Mô Bản Phong. Năm đó tuấn mỹ hố hàng tranh đoạt thứ 6 giới thiên đạo lúc, không phải liền là trạng thái này Mô Bản sao? Dựa vào trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cảnh giới. Lại quả thực là đả biến thiên hạ, cướp được thiên đạo chi vị, để chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm che đậy mặt khóc giống, rơi mặt mũi. Không cẩn thận nhìn, lại có thể phát hiện trước mắt cái này tuấn mỹ hố hàng cùng tranh đoạt thiên đạo tuấn mỹ hố hàng vẫn còn có chút khác biệt. Thật chẳng lẽ là từ tôn hậu duệ, xuất hiện hiện tượng phản tổ,
lớn cùng tổ tiên giống nhau như đúc. Cái rắm, nhà ai phản tổ có thể giống đến loại trình độ này? Trọng điểm đánh dấu, thêm thô thêm đỏ thêm gạch chân, đen nhánh cự lão ngay lập tức dưới đáy lòng, cho tiên bạch tăng thêm đánh dấu. Gia hỏa này, tuyệt đối phải trọng điểm chú ý. Sau đó một đoạn thời gian, phải chú ý gia hỏa này nhất cử nhất động, đừng để hắn có hố đến chính mình kế hoạch lớn cơ hội. Tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp, đem cái này tuấn Mỹ gia hỏa xử lý. Gia hỏa này tồn tại, đối với hắn kế hoạch đến nói là cái tai họa ngầm. Đang lúc đen nhánh cự lão cơ hồ đem tất cả lực chú ý tập trung ở tiên bạch trên thân, não bổ một đại thiên kế tục kế hoạch phương án lúc, bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng hợp kích lần nữa rơi xuống. Nho gia thánh nhân thiên phú hợp kích, tựa như là một chương nhấm nháp thức ăn ngon miệng rộng, tại đen nhánh mặt trời bất hủ cát sỏi lên gặm qua. Mặc dù gặm bất động bất hủ, nhưng lại có thể gặm đi một chút bất hủ phát ra số liệu tin tức. Tê bị hợp kích rỉa một cái, ý thức bám vào mặt trời trên người đen nhánh cự lão, dùng mình. Hai gia hỏa này, vậy mà tại hao hắn lông dê. Mà lại, vậy mà có thể phá vỡ bất hủ thể tầng ngoài số liệu bảo hộ xác, phục chế bất hủ thể số liệu. Điên rồi phải không? Không có chứng đạo gia hỏa, vậy mà mưu toan trực tiếp tiếp xúc bất hủ tin tức, quả thực muốn chết. Cho dù là đứng đầu nhất trường sinh giả, chính diện tiếp xúc chân chính bất hủ, tiếp xúc đến chân chính bất hủ tin tức về sau, cũng sẽ trực tiếp sa vào đến vô tận trong hôn mê, nói không chừng mãi mãi cũng không cách nào lại thức tỉnh. Chư thiên vạn giới, từ đệ nhất thiên đạo luân hồi bắt đầu đến nay, cho tới bây giờ không có người tại không chứng thiên đạo tình huống dưới, tiếp xúc bất hủ tin tức về sau, còn có thể bình an vô sự. Vốn cho rằng lần này, Tuấn Mỹ hố hàng sẽ còn trở thành ta kế hoạch tai họa ngầm cùng trở ngại, hiện tại xem ra. Đã không cần lại nhiều chú ý hắn, đen nhánh cự lão thầm nghĩ trong lòng. Nhiều nhất 10 giây thời gian, hai gia hỏa này liền muốn ngược lại. Đen nhánh cự lão thậm chí đã tại nội tâm bắt đầu vì tiên bạch cùng Tống Thư Hàng đếm ngược. 10 giây sau, bá Tống cùng bạch tiền bối lại vô tình tại đen nhánh mặt trời trên thân soát một phát thánh nhân thiên phú hợp kích. Hai người treo máy, đốn ngộ, phân tâm thảo luận, bận bịu túi bụi. Mà đen nhánh cự lão trong tưởng tượng hai tên gia hỏa ngã xuống đất hôn mê tràng cảnh, lại căn bản chưa từng xuất hiện. Đen nhánh cự lão? Chuyện gì xảy ra a? Hai gia hỏa này tiếp xúc bất hủ tin tức về sau, vì cái gì một điểm tác dụng phụ đều không có? Cái này Tuấn Mỹ hố hàng vậy thì thôi, hắn có thể là thiên đạo chuẩn bị ở sau. Nhưng bên cạnh cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ gia hỏa, vì cái gì cũng không có một chút việc dáng vẻ. Đen nhánh cự lão rất muốn phân ra một tia tinh lực, lại kiểm tra Tống Thư Hàng. Nhưng là, kiểm soát của hắn còn không có tới gần, liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu như lại để cho hai gia hỏa này tiếp tục hao lông dê, có trời mới biết tại đệ cửu thiên đạo luân hồi lúc, sẽ phát sinh như thế nào dị biến. Lúc này, muốn xuất động cỗ kia công đức đạo nhân thân thể, phá vỡ cái này phong ấn, cứu ra ta cửu u chúa tể hóa thân. Nghĩ tới đây, đen nhánh cự lão lại quét mắt đen nhánh mặt trời, luôn cảm giác gia hỏa này có điểm phế. Soát. Lúc này, bá Tống cùng tiên bạch hợp kích, lại một lần giáng lâm tối tăm ở giữa, Tống Thư Hàng cảm giác lần này hợp kích mang về thiên đạo số liệu tin tức, tựa hồ càng lên hơn một cái cấp bậc. Là hợp kích kỹ năng độ thuần thục tăng lên, thăng cấp. Cô, đen nhánh cự lão nội tâm oán hận cắn răng, sau đó ý thức lui cách, trở về hắc ám không gian. Sau đó, hắn quyết định, điều động công đức đạo nhân thân thể, khóa chặt đen nhánh mặt trời vị trí, cũng bắt đầu thiết lập ván cục. Dù cho nắm giữ lấy công đức đạo nhân thân thể chương này đại át chủ bài, lấy hắn tính tình cẩn thận, cũng sẽ không trực tiếp máng đi lên. Dù sao, hiện tại thứ 8 thiên đạo còn tại nhậm mà lại, phong ấn đen nhánh mặt trời tiểu thế giới kia, rõ ràng là thiên đạo thủ bút, không thể không phòng. Cho nên, đầu tiên muốn tìm một cơ hội, gây ra hỗn loạn. Hỗn loạn bộc phát về sau, lại để cho công đức đạo nhân thân thể chui vào, mang ra một bộ phận cửu u chúa tể hóa thân gửi lại thân thể. Chỉ cần mang ra một bộ phận, liền có thể thông qua nghi thức, đem toàn bộ thân thể triệu hoán đi ra. Gây ra hỗn loạn, món đồ kia ngược lại là dùng rất tốt. Ta cái kia số lượng khổng lồ thiên đạo di thuế, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đen nhánh cự lão trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại tâm lý bày ra một cái chiến thuật. Cũng tại ngắn nhất thời điểm bên trong,
bắt đầu chiến thuật chấp hành trước chuẩn bị. Hiện thế thời gian, 3 ngày sau. Đen nhánh cự lão đen khuôn mặt, rốt cục đem chiến thuật chuẩn bị bố trí thỏa đáng. 3 ngày nay bên trong, hắn dáng chống đỡ lấy cơn buồn ngủ, thận trọng từng bước, cẩn thận bố trí. Chủ muốn còn phải tránh đi thiên đạo cảm ứng, đem chính mình thiên đạo di thuế lặng lẽ tụ tập lại. Cũng đem công đức đạo nhân thân thể an bài vào mấu chốt vị trí. Nguyên bản những chuyện này, nửa ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Nhưng là, bởi vì rất nhiều loạn thất bát tao ngoài ý muốn, quả thực là kéo 3 ngày tỷ như, hắn một bộ phận thiên đạo di thuế tại tụ tập trên đường, lạc đường, không biết lạc đường đến cái nào góc, hắn tìm nửa ngày, đều chỉ tìm về 9 thành số lượng, còn có một thành hiện tại còn mất tích. Tỷ như hắn điều động mấy cái hằng tinh hủy diệt giả, muốn mân mê mấy cái hằng tinh hủy diệt virus, nhưng điều động mấy cái hằng tinh hủy diệt giả lại đột nhiên bị vây quét từ phản hồi tình báo đến xem, tựa hồ là chư thiên vạn giới đang tiến hành một cái vây quét hằng tinh hủy diệt giả, hư nhật thủ hộ giả qua năm hoạt động. Cái này dương đà chính là chuyện gì a? Dòng dã 3 ngày, hắn mới bố trí thỏa đáng. Đối diện, Tống Thư Hàng trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dòng dã hiện thế 3 ngày, hắn rốt cục hoàn thành bá tống bì cùng bá tống xương á bất hủ hóa. Một mực âm thầm chú ý Tống Thư Hàng trạng thái cẩu đản cha, giờ khắc này phi thường tuyệt vọng. Xong, không đùa, bá tống nữ nhi không có, bá tống tôn nữ cũng mất. Cẩu đản cha lúc này rất giống cái lão phụ thân, vì chính mình tuyệt dục hài tử than thở. Kỳ thật, Tống tiền bối vẫn là có thân sinh nữ nhi đát. Thiên đế tử ở một bên nhắc nhở nói máy móc thiếu nữ tiểu lăng tiêu, có thể là bá tống hàng thật giá thật thân sinh nữ nhi. Thiên đế tử vì không biến thành thiên cẩu đản hoặc đế cẩu đản, nàng cũng đang cố gắng hành động. Tiểu lăng tiêu đương nhiên tính một cái, nhưng là bá tống không có nhi tử liền đại biểu cho không có tôn nữ. Mà lại, từ trong xương bên trong, ta cũng hy vọng bá tống có thể có một cái bình thường điểm thân sinh nữ nhi a. Ở phương diện này, ta tức mở ra, cũng bảo thủ a. Cẩu đản cha nói, thân mật dùng râu rồng ôm lấy tiểu lăng tiêu. Sinh mệnh hệ trường sinh pháp, đối tống tiền bối cũng không có tác dụng sao. Da đen vũ nhu tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không còn dùng được, á bất hủ. Loại này á bất hủ kỳ thật đã là bất hủ hình thức ban đầu, so xương mù ngụy bất hủ cao cấp hơn được nhiều. Đến cái này cấp bậc, tuyệt dục phải liền rất hoàn toàn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại bên cạnh hồi đáp. Da đen vũ nhu tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên khác. Đen nhánh cự lão hít sâu, một lần cuối cùng kiểm tra tất cả chiến thuật chuẩn bị. Một lát sau, nó chống đỡ càng phát ra mỏi mệt cơn buồn ngủ, hạ lệnh, chiến thuật phương án, khởi động. Đồng thời, nó âm thầm điều động cái nào đó thiên đạo quy tắc phần mềm nhỏ cửa sau, cũng đưa nó kích hoạt. Mỗi một đời thiên đạo, tại giải nghệ trước có thể lưu lại một chút thiên đạo quy tắc phần mềm nhỏ, cung cấp kế tục thiên đạo kích hoạt sử dụng, thuận tiện nhanh chóng nắm giữ thiên đạo quy tắc. Tỷ như đạo tử trước đó kích hoạt sửa chữa cửu u chúa tể ký ức phần mềm nhỏ liền thuộc về loại này hàng ngũ. Trừ sửa chữa cửu u chúa tể ký ức phần mềm nhỏ bên ngoài, đen nhánh cự lão tại nhiệm lúc, còn để lại qua một cái chư thiên vạn giới đại nguy nan báo cảnh chương trình. Tại chư thiên vạn giới phát sinh phi thường trọng đại tai nạn lúc, cái chương trình này sẽ vang lên cảnh báo. Cái này thiên đạo phần mềm nhỏ một mực vận chuyển bình thường, cho nên kế tục mấy đời thiên đạo, cũng không có đem cái này phần mềm nhỏ chuyển tuột. Mà liền tại cái này đại nguy nan báo cảnh phần mềm nhỏ bên trong, đen nhánh cự lão ẩn giấu đi một cái cửa sau. Cái này cửa sau, cho dù hắn rời chức về sau, còn có thể thông qua đặc biệt thủ đoạn, đưa nó kích hoạt. Đen nhánh cự lão không phải cái thứ nhất làm chuyện loại này tiền thiên đạo, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Phần mềm nhỏ kích hoạt về sau, đạo tử lập tức bị bừng tỉnh. Sau một khắc, tại đạo tử cảm ứng bên trong, chư thiên vạn giới mỗi một giới đều có to lớn tai nạn điểm đỏ thoáng hiện. Tai nạn cảnh báo tin tức, tràn ngập đạo tử ý thức. Đạo tử theo bản năng liền đem thiên đạo tầm nhìn triển khai, trinh sát mỗi một chỗ cảnh báo vị trí. Ngay tại lúc này, đen nhánh cự lão nắm lấy cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua, thiên đạo kịp phản ứng, quan bế phần mềm nhỏ dự cảnh, xóa bỏ phần mềm nhỏ cửa sau, nói không chừng chỉ cần mấy giây phản ứng thời gian. Mà hắn chính là muốn bắt lấy cái này một chút xíu thời gian, triển khai hành động. Đầu tiên, ba cái nhân tạo hằng tinh bị áp xúc truyền tống tới, ném vào đến 1-33 không biết bạch tạo thành phong ấn trong trận.
Cái này ba cá nhân tạo hành tinh bên trong, đều bị cắm vào hành tinh hủy diệt virus, một khi sau khi nổ tung, sẽ phóng thích ẩn chứa một chút bất hủ khí tức bạo tạc công kích, còn có virus truyền nhiễm. Nếu như có thể mà nói, đen nhánh cự lão thật muốn trực tiếp chuyển ba cái hành tinh tới dẫn bạo. Nhưng bên ngoài có thứ tám thiên đạo nhìn chằm chằm, hắn không dám mân mê dạng này đại động tác, sợ làm cho thiên đạo chú ý. Ba cá nhân tạo hành tinh nổ tung, kinh khủng lực trùng kích sốc lên 1-33 hào không biết bạch phong ấn sát ngoài, lộ ra 33 cái không biết bạch chân dung. Đen nhánh cự lão bám vào công đức đạo nhân thân thể lên ý thức, nhìn thấy màn này, không tự chủ được làm ra nuốt động tác. Vô tình, cùng loại cái kia tuấn Mỹ hố hàng ra hỏa, lại còn có trọn vẹn 33 cái. Đó căn bản không cho hắn đường sống. Tiêu ký, tất cả đều đánh dấu lên đi. Cái này 33 cái tuấn Mỹ hố hàng cho hắn chính diện xung kích cảm giác, mặc dù không có cái kia hao lông dê hố hàng mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị. Mà lại, đây chính là 33 cái, số lượng cực lớn. Một cái không chú ý, 33 trong đó một cái cho hắn làm chút chuyện, đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách, không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Thô sơ giản lược tiêu ký hoàn thành, phòng ấn trận ngoại bộ thể xác sau khi nổ tung, đen nhánh mặt trời ngay lập tức đem chính mình đã từng thu thập thiên đạo di thuế cho đưa vào thế giới này. Mấy trăm cái từ màu đen hạt tròn tạo thành đen nhánh mặt trời nhỏ, lăn lộn tràn vào đến phong ấn trong trận, mạnh mẽ đâm tới. Thiên đạo di thuế, là chỉ biết là phá hư, không có thần trí quái vật. Nhưng chúng nó phi thường dễ dùng, đặc biệt là bọn chúng có một cái lỗ đen thôn phệ thiên phú, ném ra về sau, thực tế là gây sự tốt nhất vũ khí. Từng cái đen nhánh thiên đạo di thuế mặt trời nhỏ lăn lộn đồng thời, hóa thân thành thôn phệ hiện thế tất cả lỗ đen. Cái này lỗ đen, Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua lúc ấy hắn còn kém chút bị thiên đạo di thuế cầu dùng lỗ đen nuốt. Xoay, 1-33 hào không biết bạch khẽ gọi một tiếng. Toàn bộ phòng ấn trận vận chuyển, Nazi, đem áp trận bạch tiền bối kim đại thối cùng bạch mã hí tinh phá tan lộ ra. Hí tinh mã hưng phấn nhảy ra, một móng trực tiếp đạp về thiên đạo di thuế mặt trời nhỏ lỗ đen, ngạnh sinh sinh đem một cái tiểu hắc động cho đánh xuyên, đánh nổ. Bất quá, bốn phía tiểu hắc động số lượng quá nhiều, coi như một vó một cái, đều cần một chút thời gian đi thanh lý. Mà lại, thiên đạo di thuế mặt trời cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Tiểu hắc động bị vỡ nát về sau, di thuế mặt trời hóa thành cát sỏi, nhưng dung hợp tổ hợp một chút, lại sẽ hóa thành càng lớn thiên đạo di thuế mặt trời, tiếp tục chấp nhất triển khai lỗ đen. Thừa dịp hiện tại, ra. Đen nhánh cự lão âm thầm đối trong phong ấn đen nhánh mặt trời hạ đạt chỉ lệnh. Trên thực tế, không cần đen nhánh cự lão âm thầm chỉ thị, đen nhánh mặt trời liền biết chính mình tự do thời gian tới bị bá tống cùng tiên bạch nuốt đi gánh vác về sau, đen nhánh mặt trời đại não vận chuyển linh hoạt. Nó chủ động bắt đầu phá giới, đột phá phong ấn. Đen nhánh cự lão âm thầm dò xét. Còn cần lại tăng thêm sức. Đáng tiếc, vốn còn muốn đè thêm lấy lá bài tẩy này, không cần bại lộ. Nhưng bây giờ, chỉ có để nó đăng tràng. Công đức đạo nhân thiêu đốt lên nghiệp hỏa thân thể bước ra, bại lộ trong hư không. Hí tinh mã cùng bạch tiền bối kim đại thối đều nháy mắt cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Ba ở giữa, tối tăm có một loại cộng minh cảm giác. Hí tinh mã cùng bạch kim đại thối có chút dừng lại. Mà đúng lúc này, công đức đạo nhân thân thể xâm nhập đến 1-33 không biết bạch phong ấn trong trận. Một đường đột phá đến Tống Thư Hàng cùng A Bạch trước mặt. Nếu không, thuận tay đem cái này tuấn Mỹ hố hàng cho oanh sát. Ý nghĩ như vậy, tại đen nhánh cự lão trong đầu chợt lóe lên. Bất quá, cũng chỉ là lóe lên. Thời khắc mấu chốt, nó vẫn là làm chính xác nhất quyết định mục tiêu của hắn là cứu ra đen nhánh mặt trời, những chuyện khác, đều thả một chút. Công đức đạo nhân thân thể huy quyền, đánh tới hướng phong ấn thế giới, muốn trợ giúp đen nhánh mặt trời phá phong. Mà đúng lúc này, vừa lên cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ ra hỏa, đột nhiên thoáng hiện tới, hắn đưa tay thi triển tối cơ sở quyền pháp, cứng rắn chống đỡ công đức đạo nhân một quyền. Oanh xong quyền chạm vào nhau. Như thế máng, muốn chết phải không, đừng nhìn công đức đạo nhân thân thể đã mất đi thần tính, liền bất hủ khí tức đều giảm đi, nhưng nó thể chất, vẫn như cũ là bất hủ cấp bậc. Nhưng vượt quá đen nhánh cự lão dự kiến, tướng mạo thường thường không có gì lạ ra hỏa. Vậy mà quả thực là kháng trụ công đức đạo nhân một quyền này. Đón lấy,
trên người người này, sáng lên chướng mắt bất hủ quang huy. So với chân chính bất hủ đến, phải kém một chút hỏa hầu, xem như á bất hủ trạng thái. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này, không phải thiên đạo. Thiên đạo bên dưới, kẻ này đương vi tôn. Sống lâu như vậy, căn bản liền chưa thấy qua loại vật này. Từ mặt ngoài đến xem, cái này đích xác là nhân loại sinh vật. Từ căn nguyên lên nhìn, đây cũng là cái nhân loại. Nhưng nhân loại bình thường làm sao có thể làm được loại trình độ này không có chứng đạo liền lực kháng giải nghệ thiên đạo thân thể. Cái khác tu luyện giả liền xem như nằm mơ, cũng không dám làm như thế hoang đường đại mộng. Hiện thực quả nhiên so nằm mơ còn muốn hoang đường. Chư thiên vạn giới có như thế một tôn gia hỏa tại, đến lúc đó đệ cửu thiên đạo tranh đoạt chiến, còn đánh cái dám. Gia hỏa này chỉ là đứng ở nơi đó, đem toàn thân á bất hủ số liệu thả ra ngoài, chính là vô cùng cường đại tin tức quấy nhiễu bí pháp cùng huyễn thuật tổ hợp. Ngộ tính không đủ trường sinh giả, vừa tiếp xúc với loại này số liệu tin tức, lập tức liền sẽ trầm mê ở loại này á bất hủ trạng thái trong tin tức, không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù không giống chân chính bất hủ như thế, có thể làm cao cấp nhất trường sinh giả đều tiến vào ngủ say. Nhưng loại này á bất hủ trạng thái tin tức để bình thường trường sinh giả thất thần như vậy mấy phút hoặc là mấy ngày, vẫn là nhẹ mà nâng dễ. Mấy phút thậm chí là mấy ngày, đối với trường sinh giả đến nói có thể làm sự tình cũng quá nhiều mấy phút, có lẽ không đủ đem một tôn trường sinh giả triệt để giết chết, nhưng tuyệt đối đầy đủ một vị thanh tỉnh trường sinh giả đem một vị khác bị tin tức quấy nhiễu trường sinh giả rửa mặt, lại hóa cái đẹp mắt trang, sau đó tuyển chỗ tốt, chuẩn bị kỹ càng đặc biệt phong ấn, đem đối phương triệt để phong ấn đi vào. Mà lại cái này phong ấn chí ít còn có thể điệp ra cái trên dưới 108 tầng. Cái này đối ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đen nhánh cự lão tâm lý hiển hiện hiếm thấy sao động. Nếu như thứ 9 giới thiên đạo luân hồi mở ra thời điểm, gia hỏa này cũng tới đi tranh đoạt thiên đạo, chỉ sợ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem đệ cửu thiên đạo danh ngạch xác nhận, căn bản không cho những người khác đường sống. Mà lại bởi vì gia hỏa này đã là á bất hủ trạng thái, kế thừa thiên đạo thời điểm, tốc độ có thể sẽ rất nhanh. Lưu cho hắn thi triển bá chiếm bí pháp thời gian liền sẽ rất khẩn cấp. Trừ nó bên ngoài, còn có khác một cái. Không, là khác 34 cái hố qua ta tuấn Mỹ ra hỏa. Mình muốn tính toán đệ cửu thiên đạo độ khó, lập tức tăng lên tới ác mộng cấp bậc. Không được, ta không thể bỏ mặc hai cái này. Cái này 36 người, tiếp tục như vậy xuống dưới. Ta nhất định phải tìm một cơ hội. Tại thứ 9 giới thiên đạo luân hồi mở ra trước đó, đưa chúng nó giải quyết. Muốn giết rất khó khăn, nhưng ít ra có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn phong ấn cái vạn năm tuế nguyệt. Hắn vừa rồi đã lặng lẽ suy tính qua một chuyến, thứ 9 giới thiên đạo tranh đoạt chiến, khẳng định sẽ tại vạn năm bên trong mở ra. Bất quá bây giờ, không phải cùng gia hỏa này dây dưa thời điểm. Điều đi thứ 8 thiên đạo thủ đoạn, có thể không kiên trì được quá lâu. Thiên đạo quay đầu. Liền ta hiện tại khống chế công đức đạo nhân thân thể cũng có thể là bị trấn áp. Cho nên, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng bây giờ, không phải nhằm vào gia hỏa này cùng tuấn Mỹ hố hàng tốt thời gian. Không thể lại phức tạp. Phía trên suy nghĩ chợt lóe lên về sau, đen nhánh cự lão khống chế công đức đạo nhân thân thể, đối Tống Thư Hàng oanh ra nghịch chuyển nhân quả quyền pháp. Công đức đạo nhân thân thể, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí nhanh chóng vung đầu nắm đấm. Một nháy mắt liền oanh ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Mỗi một quyền đều có khai thiên tích địa uy năng, bất quá bởi vì ở vào 1 đến 33 hào không biết bạch phong ấn trận trong phạm vi, nắm đấm lực phá hoại bị thật to áp chế. Nhưng dù cho bị áp chế, cái này mỗi một quyền nếu là oanh thực, liền có thể đem trường sinh giả đều đánh nổ. Chỉ là công đức đạo nhân tựa như là tại lung tung huy quyền, những thứ này nắm đấm, có khóa chặt Tống Thư Hàng thân thể. Có lại đánh vào Tống Thư Hàng chung quanh, nắm đấm quỹ tích tựa như là một cái to lớn lồng giam, đem Tống Thư Hàng bao lại. Tống Thư Hàng thử nghiệm tránh né mấy quyền, sau đó liền từ bỏ. Hắn hiện tại bá Tống bị cộng bá Tống xương lên tới thăng hoa, nhưng huyết nhục, khí quan cũng còn không có cường hóa hoàn thành. Ý thức chiến đấu phương diện, cũng không đủ trực tiếp đối mặt thiên đạo cấp tồn tại chính diện oanh kích. Cho nên phía trước tránh né mấy quyền về sau. Đằng sau hắn liền ngoan ngoãn chống lên chính mình toàn bộ phòng ngự, bảo vệ trọng yếu bộ vị, ngạnh kháng đến cùng. Dù sao hiện tại bá Tống bị cùng bá Tống xương bất hủ hóa, sức chịu đòn tuyệt đối tiêu chuẩn, trong thời gian ngắn căn bản đánh không chết.
Tống Thư Hàng đều làm xong chịu một trận hiện thực đánh đập chuẩn bị. Nhưng đối diện, cuối cùng cũng chỉ có một quyền rắn chắc đánh vào hắn giao nhau trên cánh tay, đem hắn đẩy lui một bước. Một quyền này tổn thương, cũng đều bị hắn một thân phòng ngự cộng bá tống bị ngăn lại, trừ tiên tử bị đánh nổ bên ngoài, hắn trong xương bên trong căn bản không bị đến cụ thể tổn thương. Còn lại nắm đấm, đều sát thân thể của hắn oanh qua. Tống Thư Hàng sững sờ, miêu biên quyền pháp. Chẳng lẽ đối diện công đức đại lão có được rất khó đánh tới địch nhân nguyền rủa? Lại hoặc là đang nhường. Đối diện, oanh xong nắm đấm công đức đạo nhân thân thể, bách không tranh đợi phóng tới đen nhánh mặt trời phòng ấn thế giới. Bạch tiền bối kim đại thối, hí tinh bạch mã, cũng còn không có từ cộng minh phản ứng bên trong khôi phục lại. Muốn phá vỡ phòng ấn, liền từ trên thân thể của ta bước qua đi. Tống Thư Hàng sau lưng, vừa bị một quyền đánh nổ tiên tử một lần nữa ngưng tụ, miệng niệm nhiệt huyết lời kịch. Tống Thư Hàng đồng dạng phản ứng cấp tốc, hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước lúc, hư không bên trong đột nhiên có rất nhiều nắm đấm hướng phía thân thể của hắn cùng mặt hô đến. Là trước kia công đức đạo nhân miêu biên quyền pháp. Những thứ này nắm đấm oanh ra về sau, lực tổn thương lại bị bố trí tại hư không bên trong, ngưng tụ không tan. Chờ Tống Thư Hàng một bước ra, những thứ này nắm đấm mới có thể bị dẫn phát. Tống Thư Hàng dưới thân thể ý thức lui trở về nguyên địa. Những cái kia miêu biên quyền pháp lại sát thân thể của hắn siêu 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 xuyên qua. Một chiêu này lợi hại, cảm giác cùng ta thiên mã lưu. Cơ sở quyền pháp nhị tương đương xứng đôi. Quyền pháp này bên trong dính đến nhân quả chi lực, mà ta hiện tại ngưng tụ chính là công đức cộng nhân quả trường sinh pháp, thật là đúng dịp. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Suy nghĩ cùng một chỗ lúc, tại hắn đan điền bên trong. Phì kình kim đan dung hợp công đức hạt giống dục dịch ngóc đầu dậy. Từ công đức võng lạc bên trong có một bộ phận liên quan tới miêu biên quyền pháp tin tức, toát ra đến, truyền thâu cho Tống Thư Hàng. Đồng thời, Tống Thư Hàng ngoại quải đan điền bên trong thánh nhãn kim đan cũng sáng lên, phối hợp với công đức võng lạc bắt đầu phân tích vừa rồi miêu biên quyền pháp số liệu. Từ hôm nay trở đi, đối bá Tống thi triển qua một lần quyền pháp, chỉ cần không phải quá phức tạp, đồng thời bá Tống cũng có xứng đôi thuộc tính, đều rất có thể biến thành bá Tống quyền pháp. Bá Tống trừ đao pháp thiên phú kinh diễm bên ngoài, quyền pháp thiên phú kỳ thật cũng không tệ. Cùng lúc đó, thừa dịp cái này nhỏ bé chênh lệch thời gian, công đức đạo nhân thân thể rốt cục thành công anh mở phòng ấn đen nhánh mặt trời tiểu thế giới. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đen nhánh mặt trời, phối hợp với phá phong mà ra. Tự do, bị tiên bạch cùng bá Tống tàn phá mấy ngày đen nhánh mặt trời, cảm giác tựa như là đang nằm mộng. Phá phong về sau, đen nhánh mặt trời nguyên bản còn muốn đối bá Tống cùng tiên bạch giảng hai câu lời xã giao, không có trải qua nó loại tình huống này người. Căn bản là không có cách tưởng tượng nó mấy ngày nay bị tiên bạch liên thủ với bá Tống soát hợp kích cảm giác. Đây là tâm lý cùng thân lý lên song trọng đả kích. Có thể là, công đức đạo nhân thân thể không có cho nó thời gian, trực tiếp kéo nó, xé mở không gian, trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Gọn gàng. Mà cơ hồ ngay tại đen nhánh mặt trời cùng công đức đạo nhân thân thể biến mất sát na, đạo tử ý chí thể vượt không mà tới. Nhưng đã muộn một bước. Nhìn qua đã bị phá hủy phong ấn thế giới, đạo tử nắm chặt nắm đấm, bị gài bẫy. Hắn chung quy là cái đứng đắn người đọc sách, tại tao thao tác phương diện không cách nào cùng lịch đại thiên đạo so sánh. Lịch đại thiên đạo tại giải nghệ trước đó, đến cùng tại thiên đạo quyền hạn bên trong bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau, thực tế không người biết được. Được cứu đi, bạch tiền bối mỉm cười, nói. Bạch tiền bối cái nụ cười này, để ta tới thủ hộ. Công đức xà mỹ nhân vừa đem đầu phục sinh, liền không kịp chờ đợi đoạt lời kịch, để bá Tống không từ có thể niệm. Đạo tử sững sờ. Bạch đạo hữu trong tươi cười, phảng phất có loại khiến người an tâm lực lượng. Nguyên bản bị tính kế, nội tâm có chút táo bạo đạo tử, cảm xúc lập tức liền bình tĩnh trở lại. Đột nhiên có gan liền tính đen nhánh mặt trời được cứu đi, cũng không có gì lớn ý nghĩ như vậy cùng cảm xúc. Chẳng lẽ, bạch đạo hữu sớm đã có phát giác, cũng có sắp xếp cùng bố trí. Bằng không mà nói, một cái đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới gây sự người thoát khốn, bạch đạo hữu không nên bình tĩnh như thế mới đúng. Đúng rồi, đạo tử đạo hữu, người có phải hay không nghiên cứu hằng tinh hủy diệt virus loại vật này? Bạch tiền bối kim đại thối đột nhiên phát ra tiếng dò hỏi.
Đạo tử nhẹ gật đầu, đúng vậy, bởi vì muốn nghiên cứu thế nào nghịch chuyển hằng tinh hủy diệt virus, cho nên tại về thiên đạo chiều không gian về sau, ta thử nghiệm nghiên cứu một chút hằng tinh hủy diệt virus hình thức ban đầu. Nhưng thất bại. Nếu như đã bắt đầu nghiên cứu, vậy thì có điểm phiền phức. Bạch tiền bối Kim Đại Thối nói, chúng ta chỉ sợ phải sớm làm tốt thiên đạo nhiệm kỳ mới chuẩn bị. Bạch tiền bối đều nói đến đây cái điểm lên, đạo tử lập tức liền hiểu được, cái kia hằng tinh hủy diệt virus chế tạo phương án, bản thân liền là cạm bẫy. Liền xem như thiên đạo chi thân, một khi tham gia tại nghiên cứu hằng tinh hủy diệt virus, cho dù là nghịch hướng nghiên cứu, đều sẽ xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối Kim Đại Thối trả lời, đúng vậy, vô luận là nghịch chuyển nghiên cứu vẫn là bình thường nghiên cứu, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc hằng tinh hủy diệt virus về sau, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo, loại ảnh hưởng này khả năng cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Nhưng ta chỉ là cái 8, 5 nhậm thiên đạo, đạo tử lý giải, nói cách khác, hắn nhận ảnh hưởng có thể sẽ khuếch đại. Đối hoàn chỉnh thiên đạo đến nói nhiều nhất xem như cảm vật virus, với hắn mà nói có thể sẽ chí mạng. Từ đem hằng tinh hủy diệt virus nguyên thủy chế tạo mô bản nửa bộ phận trên giao cho ta lúc, cũng đã là cái bẫy dập sao. Bạch tiền bối người từ nơi nào được tình báo? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Làm sao cảm giác bạch tiền bối tựa hồ đột nhiên nhiều rất nhiều tri thức, đối hằng tinh hủy diệt virus lý giải đột nhiên liền uyên bác. Ta vừa nạp tiền, bạch tiền bối Kim Đại Thối trả lời. Tống Thư Hàng nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn về bạch tiền bối cùng Hí Tinh Mã, bạch tiền bối cùng Mã tiền bối cũng là. Bạch tiền bối nói. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng gật đầu nói là công đức đạo nhân thân thể nguyên nhân. Lần trước công đức đạo nhân thân thể nhìn thấy bạch tiền bối lúc, cái kia phản ứng cũng lớn. Vốn còn nghĩ, chí ít ở vào tại nhiệm trạng thái lúc, hết sức đem cái này tai họa giải quyết. Đạo tử tiền bối thở dài. Hắn thế hệ này người, đều có chịu khổ nhọc tính chất. Tổng hy vọng đem khổ mệt, từ chính mình đến gánh, để đời sau hảo hảo hưởng phúc. Không có chuyện gì, đạo tử tiền bối. Ngươi đã làm rất khá. Tống Thư Hàng an ủi, nếu như không có ủng hộ của ngươi, nói không chừng hiện tại chư thiên vạn giới đã chơi xong. Đây chính là lời nói thật. Như vậy tiếp xuống, ta an bài trước chính mình lấy nho ra thủ tịch đệ tử thân phận phục sinh. Phục sinh sau ta, liên quan tới thiên đạo ký ức, thể nghiệm khả năng đều sẽ bị triệt để xóa đi. Trước đó, ta hết sức lại đẩy Thư Hàng ngươi một thanh. Đạo tử nói chỉ chính mình. Ngươi còn cần càng nhiều bất hủ số liệu a. Vô dụng, đạo tử tiền bối. Ngươi trước mắt là chân chính tại nhiễm thiên đạo trạng thái, dù là ta cùng bạch tiền bối cùng một chỗ thi triển hợp kích, cũng không có khả năng từ ngươi cái kia đạt được bất hủ số liệu. Tống Thư Hàng nói. Mà lại, đạo tử tiền bối ngươi không cần lo lắng. Trong tay của ta còn có cửu tu phượng hoàng đao cùng tam nhãn tiền bối mọc ra mắt tinh cầu hai kiện đạo khí. Chờ một lát một chút thời gian. Ta có thể mượn nhờ đạo khí phụ trợ, đem trong cơ thể mình huyết nhục cũng triệt để chuyển hóa thành á bất hủ trạng thái. Đen nhánh mặt trời cái này dê chạy, hắn còn có thể từ địa phương khác thu hoạch được lông dê. Toàn thân á bất hủ hóa, đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Cậu đàn cha sững sờ. Á bất hủ hóa trừ bì cùng xương bên ngoài, còn có thể tác dụng tại huyết nhục lên. Bạch tiền bối nhắc nhở, vừa rồi. Liên quan tới như thế nào tại không tổn thương đạo khí điều kiện tiên quyết, để Thư Hàng mượn đạo khí lực lượng, tiến hành á bất hủ hóa đầu đề, ta đã gửi đi đến nghiên cứu quần bên trong, mọi người có thể tham khảo nghiên cứu một chút. Đạo tử tiền bối nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Toàn thân á bất hủ hóa sau bá tống, giới sau thiên đạo liền lại không ngoài ý muốn. Cho dù là đột nhiên giống giới trước đồng dạng không hiểu tung ra một cái béo cầu đến, dựa vào bá tống trạng thái. Mài đều có thể mài chết đối phương. Đón lấy, đạo tử lại bổ sung, ta muốn cho ngươi trợ lực, không phải á bất hủ hóa cái này một khối. Ta suy nghĩ, tại giải nghệ thời điểm, lưu lại cho ngươi một cái cường đại tính toán ngoại hạch. Để ngươi tính toán năng lực, có thể xứng đôi lên á bất hủ hóa thân thể. Cùng trước mặt lịch đại thiên đạo khác biệt, đạo tử cảm giác chính mình nếu là giải nghệ, đoán chừng không cách nào lưu lại bất hủ thân thể, mà là sẽ giống như béo cầu. Triệt để sụp đổ, thậm chí thân này có thể sẽ dung nhập vào thiên đạo bên trong đi. Cho nên, hắn phải tận lực đem cái này bất hủ thân thể cùng thiên đạo quyền hạn phát huy đến lớn nhất, trở thành mạnh nhất công cụ người. Bên ngoài vận tải toán khí, cái này cũng có thể làm được sao?
Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi. Bá Tống thể nội có bất hủ phì kình kim đan, hoàn toàn có thể độc lập tiếp nhận bộ phận thiên đạo cấp bậc tính toán cường độ. Á thiên đạo cấp tính toán, mà lại, ta cái này 8, 5 nhậm thiên đạo, cũng có chút chỗ đặc thù. Ta là thông qua bù đắp thứ 8 thiên đạo con đường, thẻ Bắc tiền nhiệm. Cho nên tại rời trước lúc, ta hẳn là có thể đồng dạng thông qua thẻ Bắc phương thức, lưu lại ít đồ. Đạo tử tiền bối bình tĩnh nói. Đè thiên đạo cầu bù đắp kế hoạch, viễn cổ thiên đình đại đạo tại bù đắp xong cầu thiên đạo về sau, khẳng định sẽ có một chút cặn bã bị bài xuất, miễn cho ảnh hưởng thiên đạo cầu hoàn mỹ. Mà cái này bài trừ cặn bã công năng, có thể lợi dụng một chút. Thừa dịp xuống đài trước đó, ta toàn lực đi nghiên cứu thế nào đem thiên đạo hạch toán năng lực đóng gói áp xúc thành một cái năng lực thiên phú, lại thông qua cầu thiên đạo trước đó thiết lập tốt bài xuất tạp chất con đường, tại ta lui nhậm trước đó, đem cái này hạch toán năng lực phai nén cho Mân Mê ra, giao cho Thư Hàng. Đạo tử đem mình ý nghĩ tuyên bố tại cái kia nghiên cứu quần bên trong. Thiên đế tử. Thiên đạo cầu thiết lập tốt bài xuất tạp chất con đường, nguyên bản muốn bị bài xuất, sẽ không là nàng a. Luôn cảm giác có điểm ủy khuất. Đạo tử đạo hữu ngươi liền chuyên tâm đánh hạ thiên đạo cấp hạch toán phai nén nan đề, cái này nghiên cứu chúng ta cũng không giúp được một tay. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, chúng ta trước mắt liền phụ trách đạo khí phương diện nghiên cứu a. Còn có vấn đề khác không? Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng nói, các tiền bối, ta chỗ này còn có một việc, cần các tiền bối kỹ thuật chi viện. Việc này cũng quan hệ đến đen nhánh mặt trời. Ta phát hiện tại đen nhánh mặt trời phía sau, còn có một cái phía sau màn hắc thủ, tạm thời xưng nó là đen nhánh cự lão. Trước đó, ta thông qua cùng loại nhập mộng phương thức, theo nó cái kia cọ đến một cái rất thú vị bí pháp chiếm lấy bí thuật, muốn để các tiền bối giúp ta đơn giản hóa bên dưới hắn quá trình. Ân, tốt nhất có thể rút ngắn đến 3 cái phù văn tả hữu độ khó, nếu như có thể mà nói, tích xúc năng lượng thời gian nhất định phải áp xúc một phen. Nếu không chỉ là tích xúc năng lượng liền muốn ngàn vạn năm, muốn có ích lợi gì. Sau đó, Tống Thư Hàng lại đem phía sau màn ẩn tàng đen nhánh cự lão cùng lịch đại thiên đạo ở giữa ân oán tường tình, hướng nghiên cứu quần bên trong đại lão nhóm miêu tả một lần. Nghe xong Tống Thư Hàng giảng thuật về sau, quần bên trong các thành viên trầm mặc nửa ngày. Một lúc lâu sau, thiên đế tử phát biểu, ta cũng không biết muốn làm sao nói ra hỏa này mới tốt, vận khí có điểm sai a. Dạng này thảm phản diện boss, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng có thể là bạch đạo hữu vận khí quá tốt rồi nguyên nhân. Cậu đàn cha nhắc nhở. Lão sư ta cũng nghiêu bức, đạo tử nói bổ sung. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, lại nói, coi trọng điểm. Trọng điểm là chờ thứ 9 vòng thiên đạo thời điểm, gia hỏa này lại sẽ xuất đến, cho người ta đưa một phát bá chiếm bí pháp a. Khẳng định. Mặc kệ đến lúc đó là bạch đạo hữu tiền nhiệm vẫn là Thư Hàng tiền nhiệm, hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cái này đen nhánh cự lão là thật thảm, hắn có thủ đoạn, có mưu lược, có kiên nhẫn, còn đủ cẩn thận. Nhưng nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình ẩn tàng kế hoạch, lại bị Tống Thư Hàng lợi dụng nhập mộng phương thức dò xét cái ngọn nguồn, liền bá chiếm bí pháp đều bị bá Tống rút. Cái này bá chiếm bí pháp, có lẽ chúng ta có thể dùng tới. Hiện thế A Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nói, nếu như chúng ta muốn đi hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo một bước cuối cùng, nói không chừng muốn dùng lên cái này bá chiến bí pháp đến hoàn thiện cái cuối cùng khâu. Hắn cùng Tống Thư Hàng đã lẫn nhau thôn vệ đối phương một bộ phận tồn tại, trên lý luận đã thỏa mãn khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo điều kiện. Bất quá, nếu là có thể tại chứng đạo trước đó sát na, lẫn nhau lại hướng phía đối phương bù một cái bá chiếm bí pháp. Liền có thể để song phương liên hệ biến càng thêm ổn định, để chứng đạo quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Nói cách khác, chúng ta cần phân tích bá chiếm bí pháp, hơn nữa còn phải mân mê một cái phá giải bá chiếm bí pháp hiệu quả phương án, miễn cho chúng đen nhánh cự lão ám toán. Cậu đàn cha hơi suy nghĩ một chút về sau, cho ra một cái có thể được phương án, đã như vậy, vậy chúng ta liền từ hấp thu đen nhánh cự lão bá chiếm bí pháp năng lượng điểm này đến vào tay. Tại đệ cửu thiên đạo khâu. Làm đối phương hướng phía Thư Hàng hoặc bạch đạo hữu thi triển cái bí pháp này lúc, chúng ta liền đem bí pháp hấp thu, chuyển hóa thành chính chúng ta một hồi thi triển bá chiếm bí pháp lúc năng lượng. Bá chiếm bí pháp, mỗi một lần thi pháp trước, cần ngưng tụ ngàn vạn năm lực lượng. Những lực lượng này không có khả năng trống rỗng mà tới. Cái kia chỉ có mượn lực dùng sức,
đem đen nhánh cự lão ngàn vạn năm bí pháp năng lượng hấp thu cộng chuyển hóa. Nhất cử lưỡng tiện, cẩu đản cha nàng, người không hổ là cửu u chúa tể, tâm thật bẩn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giễu cợt nói. Cẩu đản cha, người Dương Đà không phải cửu u chúa tể. Giết địch 800 tự tổn 1000 có ý tứ. Ân, tựa hồ thật là có chút ý tứ. Như vậy, bá chiếm bí pháp, đạo khí nghiên cứu, thiên đạo hạch toán phai nén sự tình, liền giao cho các tiền bối. Ta hiện tại, liền phụ trách đem tu liêu trường sinh đạo cho hoàn thiện. Tống Thư Hàng tổng kết nói. Theo hắn lúc này thân thể á bất hủ hóa cộng hóa thân nơi đó không ngừng phản hồi tới cùng trường sinh giả các tiền bối luận đạo cảm ngộ, Tống Thư Hàng cảm ứng rõ ràng đến chính mình tu liêu trường sinh pháp thanh tiến độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Đoán chừng, chờ thông qua cửu tu phượng hoàng đao cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão, đem tự thân huyết nhục toàn bộ hoàn thành bất hủ hóa về sau, hắn liền có thể lại đem lúc này thể nội công đức, nhân quả trường sinh pháp hiến tế, bước ra tu liêu trường sinh pháp một bước cuối cùng. Thông qua khác biệt thiên đạo còn sót lại bất hủ tin tức, đến hoàn thiện chính mình á bất hủ trạng thái quả nhiên là lựa chọn chính xác khác biệt nơi phát ra bất hủ tin tức đối với hắn hoàn thiện tu liêu trường sinh đạo là trợ lực lớn nhất. Đến lúc đó, hắn đầu này tu liêu trường sinh pháp có thể tập bách ra chi trường, đem lịch đại thiên đạo còn sót lại bất hủ tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ, chế tạo mạnh nhất trường sinh pháp. Hạch tâm thế giới. Qua niên yến đã kết thúc nhiều ngày. Nhưng cửu châu nhất hào quần thành viên, còn không có tản ra. Lúc này, đại bộ phận thành viên, đều say ngã ở hạch tâm thế giới bên trong. Thanh tỉnh mấy vị đáng tin quần thành viên, thì phụ trách chiếu cố những thứ này say ngã thành viên. Bởi vì nhân thủ không đủ, lần này liền tiểu âm trúc cũng đang giúp bận bịu. Lần này các tiền bối uống chính là rượu gì? Hậu kình như thế lớn. Trúc La Lị nói, ánh mắt nhịn không được chuyển qua vò rượu bên cạnh. Vò rượu bên trong còn có một chút còn sót lại rượu dịch, tản ra mê người mùi thơm. Nếu như không phải Thi ở một bên nhìn chằm chằm, lòng hiếu kỳ mãnh liệt chút, chỉ sợ đã lặng lẽ đi lên liếm một ngụm. Một phần là các vị tiền bối chính mình mang tới, còn có một bộ phận. Tựa hồ là hạch tâm tiểu trợ thủ rời ra ngoài, là tống tiền bối chân tàng, Thi La Lị hồi ức nói. Hạch tâm tiểu trợ thủ nháy nháy mắt ân, cái kia một bộ phận rượu. Là nàng từ Long Lạc nữ sĩ cái kia dọn tới. Qua niên yến đến một nửa lúc, rượu không đủ, thế là nó liền về Long Lạc thế giới rời chút tới. Cũng không biết tống tiền bối bên kia, tiến triển như thế nào. Vũ Nhu Tử ngồi ở trên nhánh cây, dựa vào thân cây, hai chân nhẹ nhàng lung lay. Tại trong tay nàng, giơ một viên ngọc chất chén rượu. Nàng yêu nhã nắm vốt chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sẽ cải biến A. Tất cả đều sẽ biến càng được rồi hơn. Nơi này quá khứ, là duy nhất bạch tiền bối không hề rời đi quá khứ. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trên. Siêu thoát đi, tống tiền bối. Siêu việt tất cả, không hề bị thời gian, không gian, chiều không gian hạn chế. Sau đó, ta tại tương lai chờ ngươi. Đây cũng là ta một lần cuối cùng đi vào cái thời không này tiết điểm, sau đó tương lai sẽ như thế nào phát triển, ta chỉ sợ đã không cách nào nhìn thấy. Thật muốn lại nhiều có mấy lần cơ hội, có thể lại tới đây. Chí ít, để ta nhìn thấy tống tiền bối bình an chứng đạo cũng tốt. Có thời gian, ta đều đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, trong mộng ta, đang liều mạng cải biến quá khứ, cải biến mọi người quá khứ. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, tương lai nhưng như cũ không có chút nào biến hóa. Vũ Nhu Tử đôi môi từ chén rượu bên trên rời đi. Đơn thuần thay đổi quá khứ, cũng không thể cải biến tương lai. Nó đã có chút không kiên trì nổi. Nhưng cũng may, lần này nó rốt cục thấy được hy vọng. Chỉ có đạt tới thiên đạo bạch tiền bối trong tin tức nói tới siêu thoát về sau, không hề bị thời gian, không gian, chiều không gian hết thảy hạn chế, mới có thể đem tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai tập hợp thành một luồng. Nơi này tống tiền bối, so bất cứ lúc nào tống tiền bối đều muốn có sức sống, sẽ nhảy đát, cá ướp muối nhưng cũng nhiệt huyết, sẽ làm sự tình. Sẽ làm sự tình người chết cũng nhanh, nhưng chỉ cần bất tử, liền sẽ trở thành truyền thuyết nhân vật. Cho nên, tống tiền bối sẽ trở thành chân chính truyền thuyết. Không thể uống nhiều, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng đem chén rượu để qua một bên. Rượu này là Long Lạc nữ sĩ nhân gian thể tự tay phối chế, so trong truyền thuyết tiên tử lợi hại hơn, lại uống một chút, nó sợ rằng sẽ trực tiếp ngủ mất. Mà lại, dù là đã rất khắc chế, Vũ
Vũ Nhu Tử đều có chút hơi say rượu. Lại ở thêm bên trên một hồi đi, nó tựa ở trên cây, miệng bên trong nhẹ nhàng hừ phát một đoạn ngắn giai điệu. Chỉ cần tiếp tục ở chỗ này cái thời không tiết điểm, chẳng biết tại sao, tâm tình đều sẽ biến nhẹ nhõm. Nó nhìn qua nơi xa xay thành một mảnh cửu châu nhất hào quần các tiền bối, quen thuộc vừa xa lạ. Làm nàng không bỏ. Nếu có thể lựa chọn, nó nguyện giờ phút này hóa thành vĩnh hằng. Một lúc lâu sau, Vũ Nhu Tử có chút nhắm mắt lại, trên người nàng loại kia ưu nhã khí chất chậm rãi rút đi. Chênh choáng dâng lên, Vũ Nhu Tử gương mặt ửng đỏ, tựa ở thân cây bên trên thiếp đi. Hạch tâm thế giới, thiên đình mảnh vỡ một chỗ nghỉ ngơi cung điện bên trong. Tô Thị A thập lục phí sức đem còn muốn lại uống Tô Thị A thất đè trở lại trên giường. Nếu không, đem A thất cho trói lại. Thể nội, linh quỷ tiên tử đề nghị. Không cần, đã ngủ rồi. Tô Thị A thập lục ngọt ngào cười. Sau đó, nó đứng dậy đẩy ra cung điện chi môn, hướng nơi xa nhìn lại. Một chút liền thấy được trên nhánh cây ngủ Vũ Nhu Tử. Đã là bình thường Vũ Nhu Tử, linh quỷ tiên tử nói. Từ bề ngoài là nhìn không ra khác biệt. Nhưng từ khí chất bên trên có thể suy đoán có phải là bình thường Vũ Nhu Tử. Tương lai tử cũng đã rời đi. Nói thật, tương lai tử thật khiến cho người ta tâm động. Tô Thị A thập lục thành thật nói. Tương lai Vũ Nhu Tử, nhưng so sánh hiện tại Vũ Nhu Tử có uy hiếp nhiều. Nó loại kia trong xương bên trong ưu nhã, còn có hai đầu lông mày thỉnh thoảng toát ra tới thương cảm, liền A thập lục đều nhìn tâm động nếu như không có Tống Thư Hàng, nó nguyện ý lựa chọn Vũ Nhu Tử thành đạo lữ, không khai trò đùa. Là làm người tâm động, dừng lại, loại này tâm động trạng thái không đúng, chúng ta khẳng định là bị Trình Lâm tiên tử ảnh hưởng đến. Linh quỷ tiên tử vội vàng kêu dừng. Một lát sau, nó lại bổ sung, mà lại, ta cảm giác ngươi nhất định phải trước lo lắng bên dưới chính mình. Ta và ngươi có khế ước quan hệ tại, rõ ràng cảm giác ra tình trạng của ngươi rất không thích hợp. Ta có thể là thật vất vả quyết định, cùng ngươi liên hợp, ngươi cũng không nên ra gốc giả. Tình trạng của ta, kỳ thật chỉ là, ta làm phụ trợ ý thức đã đến giờ, đến lúc đó sẽ hoán đổi đến hậu trường vận hành. Sau đó, chân chính Tô Thị A thập lục sẽ hoán đổi trở về. Không cần lo lắng, triệt để khôi phục sau ta, đồng dạng sẽ có được tất cả ký ức cùng tình cảm. Chân chính ta, vẫn đang hậu trường vận hành, cùng ta trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Diệp Tư tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng ngoài ý muốn. Tô Thị A thập lục giải thích nói. Linh quỷ tiên tử. Các ngươi những thứ này nhiều loại nhân cách, chính là sẽ chơi. Lần trước ta liền nghe ngươi nhắc qua, muốn khôi phục chân chính A thập lục. Kết quả cho tới bây giờ. Còn tại hậu trường vận chuyển. Tô Thị A thập lục cười trống ra dù, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên thiên đình mảnh vỡ cung điện đỉnh điện, tại trên nóc điện chạy như bay, hướng hạch tâm thế giới chỗ sâu chạy tới. Hạch tâm thế giới tiểu trợ thủ xuất hiện ở trước mặt nàng, nổi trôi, yên lặng vì nàng dẫn đường. Các nàng muốn đi trước địa phương, là Tống Thư Hàng bảo tàng chi địa. Hạch tâm thế giới bên trong, tất cả Tống Thư Hàng giấu bảo bối. Hạch tâm tiểu trợ thủ đều nhất thanh nhị sở, cũng làm tốt ghi chép. Vạn nhất Tống Thư Hàng khắc kim lúc muốn dùng đến, nó liền có thể ngay lập tức đem những thứ này chôn xong bảo vật cho móc ra. Bất quá, lần này nó muốn dẫn Tô Thị A thập lục đi địa phương, cũng không phải là phổ thông bảo vật. Mà là một đạo đã từng tống đầu gỗ vì Tống Thư Hàng lưu lại bảo hiểm. Chân chính ta một khi triệt để khôi phục về sau, loại kia da mặt mỏng, ngạo kiều tính cách cũng sẽ tùy theo khôi phục lại. Chân chính ta, vạn vạn không làm được quá lớn gan sự tình. Cho nên, thừa dịp phụ trợ nhân cách ta hoán đổi đến hậu trường trước đó, vì bản thể làm một đại sự. Tô Thị A thập lục trong lồng ngực bá tống trái tim hữu lực nhảy lên. Hiển nhiên, nó không hề giống chính mình nói như vậy lớn mật, nó lúc này đồng dạng vô cùng khẩn trương. Chạy ở giữa, từng màn chuyện cũ, hiện lên ở nó não hải. Năm ngoái. A thập lục chính thức bắt đầu tiến hành thiên hà Tô Thị thí luyện về sau, liền ra đời nó cái này có được A nhục thể bộ phận ký ức phục chế phụ trợ nhân cách. Sơ đản sinh nó, liền như là giấy trắng. Ký ức loại vật này, đối nàng mà nói về thực càng giống là đang nhìn một trận dài đằng đẵng phim, là nhân vật của nàng thiết lập, có chút hư ảo, chẳng phải chân thực. Trong đó tiếp xúc Tống Thư Hàng ký ức, so sánh dưới, làm nàng khắc sâu ấn tượng chút kia là sau cùng bộ phận ký ức. Cũng là Tô Thị A thập lục tình cảm ba động mãnh liệt khâu. Lại thêm, trong lúc bế quan,
Tống Thư Hàng để A Thất đưa lên Long Cốt Khô Đằng vì trợ công. Cho nên, thuần bạch như tờ giấy nó, bắt đầu chờ mong kết thúc bế quan, đi gặp trong trí nhớ Tống Thư Hàng. Mấy tháng về sau, nó xuất quan. Tâm tình có chút thấp thỏm. Chân chính lần thứ nhất gặp mặt, là nó bị tạo hóa pháp vương tiền bối lừa gạt đi, trực tiếp kết thúc về sau. Trời mưa. Nó chống đỡ dù, hướng vận chuyển hành khách trung tâm hành tẩu. Thời điểm đó nó, cũng không biết Tống Thư Hàng đã lặng lẽ tới, chuẩn bị tiếp nó bởi vì theo quần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, Thư Hàng hiện đang trong vũ trụ, bị bạch tiền bối phát xạ đi lên. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Nó nghĩ đến tương lai làm sao cùng Tống Thư Hàng gặp mặt, hơi có chút thất thần. Xa xa dưới mái hiên. Một cái to con dựa vào ở trên vách tường, nước mưa dính ướt thân thể của hắn, thở ra khí hơi thở đều biến thành trắng sương mù. Thình lình, cái này to con đột nhiên bật đi ra. Dọa nó nhảy một cái. Không có nhận ra đối phương là ai nó, vô ý thức liền cho đối phương một cái trưởng đao. Thẳng đến đối phương bị ném bay, phát ra a a a a kêu thảm. Kia là nó chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng. So ký ức bên trong càng thú vị, biến hóa cũng rất lớn. Lại càng thêm có máu có thịt. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng đối nàng mà nói, không còn là trong trí nhớ nhân vật, mà là chân thực tồn tại. Chờ hạch tâm tiểu trợ thủ mang theo Tô Thị A Thập Lục đi xa sau. Hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên cạnh trong bụi cỏ, Tống Thư Hàng sắt thép phân thân tiêu bình tĩnh bỏ lên ra, vỗ vỗ trên người vụn cỏ. Người tại tránh tiểu thập lục, sở các chủ bơi tới bên bờ, hai tay trùng điệp, ghé vào bờ xuôi theo bên trên, hỏi, tiểu thập lục đây là muốn đi tìm cái gì đồ vật sao? Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là muốn đi tìm có thể làm cẩu đản gia tộc phồn vinh thịnh vượng bảo vật cho nên, vì để tránh cho nó gặp gỡ ta xấu hổ, ta liền trước tránh một chút. Sắt thép phân thân hồi đáp. Đồng thời hắn đem vừa rồi một màn này đồng bộ cho bản thể. Kỳ thật không cần sắt thép hóa thân chuyên môn đi đồng bộ tin tức, hạch tâm thế giới bên trong tất cả, đều chạy không khỏi Tống Thư Hàng mắt. Thậm chí, hạch tâm tiểu trợ thủ dẫn đường, đều có Thư Hàng ám hứa thành phần tại. Trẻ tuổi thật tốt, sở các chủ sâu kín thở dài, ta lúc còn trẻ, nếu là có xúc động như vậy liền tốt, liền sẽ không giống bây giờ như vậy. Sắt thép phân thân hạ ý thức nghĩ ra âm thanh duy trì dưới sở các chủ nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ tới tống đầu gỗ chính là linh quỷ số 1, lập tức một trận chột dạ, không dám nhận cái này lời nói gốc dạ, miễn cho nhóm lửa thân trên. Trong lòng có quỷ lúc, trên khí thế liền sẽ túng túng. Đã ngươi chính mình cũng không phản đối, vậy ta liền đi chợ A Thập Lục một tay lực. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân phía sau vang lên. Túng túng trạng thái sắt thép hóa thân vừa nghe đến Bạch Long tỷ tỷ thanh âm, trong lòng nhất thời càng hư chút. Bạch Long tỷ tỷ thân ảnh theo thanh âm chậm rãi hiển hiện, cuộn tại sắt thép hóa thân đỉnh đầu. Chào buổi tối, Bạch Long tỷ tỷ, lại nói, nhục thể của ngươi còn không có phục sinh sao? Sắt thép hóa thân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, hỏi. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ vẫn như cũ là loại công đức hóa thân trạng thái. Không vội. Muốn phục sinh thời điểm, tự nhiên sẽ sống lại. Bạch Long tỷ tỷ trong hư không du tẩu một vòng về sau, lại nhìn mắt hoạt tuyền bên trong sở các chủ, sở Quỳnh Quỳnh ngươi cũng nhanh sinh trưởng hoàn tất ha. Cái thừa bắp chân, sở các chủ uể oải trả lời. Chờ ngươi hoàn toàn sinh trưởng xong, chuẩn bị đi đâu? Lại muốn quay đầu trùng kiến ngươi cái kia bích thủy các sao? Bạch Long tỷ tỷ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Sở các chủ theo tại bờ xuôi theo một bên. Lắc đầu nói, bích thủy các chấp niệm, đã theo trường sinh đạo cắt chém cho sở, ta đã sẽ không lại đi trùng kiến hư ảo bích thủy các. Hư ảo đồ vật, chung quy là hư ảo. Hiện tại sở các chủ, có thực tế hy vọng, tự nhiên sẽ không đi lại cấu tạo một cái hư ảo bích thủy các. Nói cách khác, ngươi trùng sinh hoàn tất về sau, không có chuyện để làm. Cái kia đến lúc đó muốn hay không theo giúp ta đi một chuyến long giới, đi tìm một kiện có thể làm tống đầu gỗ khôi phục tăng tốc bảo vật. Bạch Long tỷ tỷ phát ra mời. Sắt thép hóa thân âm thầm một túng Trình Lâm tiên tử cùng tống đầu gỗ vỡ nát tự thân, kỳ thật liền có kéo dài thời gian ý nghĩ. Kết quả không nghĩ tới, Bạch Long tỷ tỷ lại có tăng tốc tống đầu gỗ khôi phục thủ đoạn. Ta coi như xong, ta vẫn là ở hạch tâm thế giới hoạt tuyền lại ngâm một đoạn thời gian đi. Sở các chủ nhếch miệng lên, long giới có thể là ngươi quê quán, ta
ta sợ ta thoáng qua một cái đi, sẽ bị ngươi trấn áp tại long giới. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt, ta là loại kia rồng. Không hài lòng, Bạch Long tỷ tỷ quay người hướng Tô Thị A thập lục vị trí độn đi. Đợi Bạch Long tỷ tỷ bay xa sau. Sở các chủ nhìn về phía sắt thép Tống Thư Hàng, nói, liên quan tới Tống Nhất sự tình, người chuẩn bị xử lý như thế nào? Sắt thép hóa thân. Chớ ngồi ý ở đó, ta ngốc mau một mực cắm rễ tại đỉnh đầu của ngươi. Có một số việc, thông qua rất nhiều dấu vết để lại, luôn luôn có thể suy đoán ra một chút kết quả. Sở các chủ chậm rãi nói, chớ xem thường trực giác của nữ nhân. Kỳ thật, liên quan tới Tống Nhất xử lý phương pháp. Đã ra tới không phải sao? Sắt thép hóa thân cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó hắn nhìn về phía Tô Thị A thập lục cùng Bạch Long tỷ tỷ biến mất vị trí, Tống đầu gỗ nhân quả, ta sẽ kế thừa một bộ phận. Hắn một bộ chấp niệm, ta đến thay hắn hoàn thành. Còn cái khác nhân quả, liền chờ hắn sau khi sinh, chính mình đi giải quyết đi. Không cách nào cứu vớt sở các chủ cùng bích thủy các chấp niệm cùng bi thống, liền từ Tống Thư Hàng đến giải quyết. Cái khác nhân quả, 10 tháng sau lại nói. Sở các chủ vuốt vuốt huyệt thái dương, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem hắn sinh ra. Đến lúc đó ngươi để chúng ta làm sao đối mặt với ngươi. Ngươi còn không bằng để hắn đi Tống mụ mụ con đường. Bản thể của ta muốn bắt đầu tiếp xúc đạo khí, bên này muốn đi vào treo máy hình thức. Sở tiền bối, nói chuyện sau. Sắt thép phân thân đối sở các chủ khoát tay áo, sau đó chủ động đem chính mình nguồn điện cho cắt đứt. Sở các chủ như là mỹ nhân ngư lui về sau một khoảng cách, nhàn nhã bắt đầu thổ nổi bóng ngâm. Một bên khác, tại thiên đạo thời gian bí cảnh bên trong. Bạch tiền bối đùi, tam nhãn tiền bối, cầu đàn cha chờ một đám thành viên. Đã sơ bộ mân mê ra lợi dụng đạo khí đến hoàn thiện Tống Thư Hàng Á bất hủ hóa phương án. Á bất hủ hóa quá trình bày ở cái kia, lần này phương án chủ yếu là làm được không tổn thương đạo khí, cho nên tiến triển rất nhanh. Trước mắt, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất thực nghiệm. Trước dùng cửu tu phượng hoàng đao, vẫn là mọc ra mắt tinh cầu. Tống Thư Hàng bản thể lần nữa từ luận đạo bên trong thay thế ra, trở lại phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm. Cầu đàn cha đáp, trước dùng mọc ra mắt tinh cầu đi, cửu tu phượng hoàng đao kỳ thật có điểm đặc thù. Nó không chỉ là đạo khí, càng là thiên đạo long thoát thân phương án. Cho nên, trước thu thập một chút mọc ra mắt tinh cầu thực nghiệm số liệu đi. Tam nhãn tiền bối thấy thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Thỏa, ta bên này không có ý kiến. Tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Bạch tiền bối kim đại thối nói, cái kia muốn chuyển di thực nghiệm địa điểm A. Ta nhớ được, viên kia mọc ra mắt tinh cầu thể tích 10 phần to lớn. Lúc ấy, hắn đã từng nhìn chúng qua mọc ra mắt tinh cầu, còn muốn đưa nó bắt giữ. Lên đường đi, bạch tiền bối đưa tay đẩy ra cổng không gian, thẳng tới mọc ra mắt tinh cầu vị trí. Lúc này, đạo khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão, chính nơm nớp lo sợ xung làm tu lưu hệ thống hộ khách đoan đao lốt khí. Trước mắt còn không biết lúc nào mới có thể có đến giải thoát. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng rất tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn chính là, nhà nó cửu u chúa tể nhị lão ra, cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, rõ ràng tại thiên vị cái kia bá tống. Bá tống có cái gì tốt, con mắt có nó manh sao? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên mọc ra mắt tinh cầu đại lão cảm ứng được túc địch khí tức là cửu tu phượng hoàng đao. Nó vô ý thức liền nghĩ bạo khởi, đối một đợt cửu tu phượng hoàng đao. Nhưng sau một khắc, nó lại cảm ứng được cửu u chúa tể nhị lão ra cũng vượt không ở giữa đến. Phối hợp bá tống, tam nhãn thiếu niên tiền bối ra lệnh. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão manh manh nháy nháy mắt. Túc địch trên người nó nhảy đát, nó lại bất lực. Còn phải phối hợp khác một cái túc địch bá tống hành động. Cái này bá tống đến cùng dùng thủ đoạn gì, mê hoặc nhà nó nhị lão ra. Có lẽ mượn cơ hội lần này, nó phải thật tốt bí mật quan sát bên dưới bá tống mới được. Như vậy, lần thứ nhất thực nghiệm bắt đầu, người nào chịu trách ghi chép quá trình thí nghiệm, cầu đàn cha thanh âm vang lên. Thiên đế tử nhấc tay nói, ta tới đi, ở đây cũng liền ta tương đối phù hợp đát. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, hai tay đặt tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân, nói, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng sẽ có xâm nhập hợp tác một ngày. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Tống Thư Hàng duy trì ngồi xổm tư thế, hắn lưu ly hai con ngươi. Trên chán thứ ba thần nhãn, phảng long lạc hệ thống bên trong thánh nhãn kim đan, từng khỏa sáng lên.
Đồng thời, hai tay của hắn lặng lẽ tỏa sáng. Mặc dù rất chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cái này vài đôi con mắt, rất xinh đẹp. Nhìn thấy cái này vài đôi xinh đẹp con mắt về sau, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối Bá Tống ác cảm thoáng thấp xuống một chút. Thậm chí, còn đối Bá Tống sinh ra một chút xíu hảo cảm. Ta cái này nhất định là xem ở con mắt đẹp mặt mũi. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão thầm nghĩ trong lòng. Rất tốt, trước mắt đến xem, dùng Bá Tống tiền bối tà thuật bắt đầu, đề cao đồng bộ suất là lựa chọn chính xác. Thiên đế tử nhẹ gật đầu, đem điểm ấy ghi chép lại. Bất quá, cửu tu phượng hoàng đao cùng Bá Tống ở giữa đồng bộ suất bản thân cũng rất cao, đến lúc đó để cử tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái. Cậu đàn cha thanh âm vang lên. Tiếp tục, tam nhãn thiếu niên tiền bối tổng kết nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn Bá Tống chi thủ tiếp tục cực nhanh tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân lấp lóe. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Cả viên to lớn mọc ra mắt tinh cầu cũng bắt đầu tỏa sáng, nguyên bản âm lãnh thánh quang đều có loại muốn chuyển hóa thành ấm áp thánh quang dấu hiệu, kém chút phải hóa thành mặt trời nhỏ. Bây giờ Bá Tống, xưa đâu bằng nay. Mỗi một phát tà thuật, hiệu quả đều có thể trải rộng cả viên tinh cầu, dòng dã nửa giờ xuống tới. Cho dù là đạo khí cũng sẽ sinh ra phản ứng. Huống chi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão còn tại tam nhãn tiền bối mệnh lệnh dưới, đang chủ động buông lỏng, phối hợp Tống Thư Hàng. Thực nghiệm bước đầu tiên, tiến hành hoàn mỹ. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Thân thể biến thật kỳ quái. Không sai biệt lắm, bạch tiền bối ngươi thấy thế nào? Thiên đế tử tính ra nói. Bên cạnh bạch tiền bối cao cao quăng lên một viên tiền xu. Tiền xu rơi vào MU bàn tay. Là chính diện. Bạch tiền bối hài lòng nhẹ gật đầu, chính diện. Cái kia Tống tiền bối, chúng ta có thể tiến vào kế tiếp khâu đát. Thiên đế tử đối Tống Thư Hàng nói. Chỉ có cùng bạch tiền bối trở thành bằng hữu về sau, mới có thể thể nghiệm đến bạch tiền bối dùng tốt. Mặt khác, cùng Bá Tống, tiên bạch đồng thời trở thành hảo hữu về sau, thể nghiệm cảm giác càng có ưu thế. Hồ Tống Thư Hàng hít sâu. Sau đó đối mọc ra mắt tinh cầu sử dụng nho ra thánh nhân năng lực thiên phú. Mọc ra mắt tinh cầu đột nhiên cảm ứng được một loại nguy cơ to lớn. Nó thân hình chấn động, liền muốn đem Bá Tống cho chấn xuống dưới. Đừng nhúc nhích, tam nhãn thiếu niên tiền bối ra lệnh. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão đành phải ủy khuất ba ba dừng lại. Siêu! Nho ra thánh nhân năng lực thiên phú tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân chạy, cũng từ trên người nó cắt đứt một khối tồn tại. Mang về đến Tống Thư Hàng trên thân. Bước tiếp theo, mới là trọng yếu nhất. Năng lực thiên phú trở về sau, Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp hấp thu khối này tồn tại, chỉ là để bộ phận này tồn tại năng lượng của mình hệ thống bên trong đi một cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó, lại đem bộ phận này tồn tại của về chủ cũ, trả lại trở về. Cảm giác được chính mình mất đi một bộ phận tồn tại trở về sau, mọc ra mắt tinh cầu đại lão triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trên người nó, Tống Thư Hàng nhắm mắt ngưng thần, thể nội tiên năng chảy xiết vận chuyển. Cảm giác như thế nào? Bạch tiền bối đùi đặt câu hỏi. Một lát sau, Tống Thư Hàng mở to mắt, gật đầu nói, có thể thực hiện, nhưng hiệu suất không phải quá cao. Hiệu suất này, vẫn còn so sánh không lên hắn cùng bạch tiền bối đối đen nhánh mặt trời liên thủ thi triển hợp kích lúc tiến độ. Cái kia thử lại lần nữa phương án 2, tiến vào đồng bộ hình thức. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Trước đó soát nhiều như vậy phát dưỡng đao thuật, chính là vì hiện tại. Tống Thư Hàng điều chỉnh thần trí của mình, bắt đầu cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão tiến hành nhân khí cộng minh. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Ngươi lại còn muốn cùng ta tiến hành nhân khí hợp nhất trạng thái. Quả thực vọng tưởng. Nhân khí hợp nhất trạng thái, như thế nào nói tiến liền có thể tiến. Ta mặc dù đáp ứng cửu u nhị lão ra muốn toàn lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi cùng ta tương tính không hợp, căn bản không có nhân khí hợp nhất khả năng. Đang lúc mọc ra mắt tinh cầu đại lão như vậy suy tư thời điểm, đột nhiên. Nó phát hiện chính mình đã mất đi đối thân thể quyền khống chế. Là tam nhãn thiếu niên tiền bối, trực tiếp lợi dụng quyền hạn, tiếp quản mọc ra mắt tinh cầu, sau đó hắn tự thân lên ngựa, phối hợp Tống Thư Hàng. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Quá khó khăn. Có một cái cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nhị lão ra, quá khó khăn. Mấy tức về sau. Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối kinh nghiệm phong phú dẫn đạo bên dưới, Tống Thư Hàng thành công cùng mọc ra mắt tinh cầu tiến vào cộng minh hình thức.
đón lấy, phi kình kim đan trốn vào đến mọc ra mắt tinh cầu thể nội, chống lên một tầng bất hủ phòng ngự. Tống Thư Hàng bản thể lần nữa đối mọc ra mắt tinh cầu ra sức xoát lên thánh nhân thiên phú. Cái này trên cơ bản là phục chế lúc trước nhằm vào đen nhánh mặt trời đại lão hình thức. Hiệu quả thế nào? Bạch Tiền Bối hỏi. Đơn độc một lần hiệu quả, so với phương án một còn muốn chênh lệch chút. Bất quá, thắng ở quá trình đơn giản hóa, không cần đem tồn tại nuốt đến, lại trả trở về. Nói cách khác, phương án 2 có thể nhanh chóng soát kinh nghiệm. Chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, chỉnh thể hiệu quả muốn hơn xa tại phương án 1. Tống Thư Hàng tính toán một lần, trả lời. Vậy liền dùng phương án 2. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, cần ta phối hợp ngươi thi triển hợp kích không? Thử một chút, nhưng Bạch Tiền Bối tại thi pháp quá trình bên trong, không cần kích hoạt bất hủ thuộc tính. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cho nên, quen thuộc một màn lần nữa triển khai. Treo máy, đốn ngộ, lĩnh ngộ á bất hủ hóa. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão giữ yên lặng. Nó yên lặng đánh giá bất hủ phì kình kim đan. Bá Tống thậm chí ngay cả loại vật này đều mân mê ra rồi. Nói cách khác, hiện tại nếu như nó cùng Bá Tống chính diện đối lên, nói không chừng nó sẽ bị Bá Tống đối bạo. Rõ ràng mấy tháng trước đó, cách mấy cái vị diện thế giới, nó một đạo cách không công kích đến đi, liền có thể đem Bá Tống đánh nổ. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, chính diện đối nó đều có thể có bị bạo. Đây chính là vô tình thời gian. Vài giờ sau, xong rồi, Tống Thư Hàng đình chỉ đốn ngộ. Hắn mở to mắt. Lần này, cặp mắt của hắn, thứ ba thần nhãn, thánh nhãn kim đan. Phàm là trên người hắn cùng con mắt có liên quan đồ vật, cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Tại tất cả con mắt hoàn thành á bất hủ hóa thuế biến sát na, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất thấy được một chút hình tượng. Lấy hiện tại hắn cùng cửu U Tống U U vì thiết điểm. Lấy tất cả á bất hủ hóa con mắt cùng mọc ra mắt tinh cầu vì công cụ. Tống Thư Hàng mơ mơ hồ hồ thấy được thời gian trường hà. Cùng nhận biết bên trong cái kia từ quá khứ, hiện tại, tương lai tạo thành thời gian trường hà khác biệt. Lần này, hắn nhìn thấy chính là lấy chính mình cùng Tống U U vì thiết điểm, như là con nhím cầu đồng dạng khuếch tán ra tới thời gian trường hà. Cái đồ chơi này là thời gian trường hà, mà không phải thời gian nhím biển. Chính Tống Thư Hàng nội tâm cũng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc này, chính là có thể rõ ràng minh bạch, cái này con nhím, nhím biển hình cầu đồ chơi, chính là thời gian trường hà. Minh bạch chính là minh bạch, liền cái vì cái gì minh bạch lý do đều không có. Chỉ là, quá mơ hồ. Cho dù hắn ra sức mở ra tất cả á bất hủ hóa trong mắt, vẫn như cũ giống như vụ lý khán hoa, lại giống là độ cao cận thị. Có lẽ, ta cần một cái thấu kính. Tỉ như giống tam nhãn tiền bối loại kia đơn phiến kính mắt, kẹt tại trên trán, nhìn liền rất có ý tứ. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên lại chưa từ bỏ ý định thử mấy lần. Nhưng mặc kệ hắn thế nào đi vận hành, á bất hủ hóa con mắt có thể nhìn thấy cực hạn, cũng chỉ có như thế nhiều. Chỉ là như vậy, căn bản không có ý nghĩa. Vụ lý khán hoa đồ vật, nghĩ hoàn thiện chỉ có thể dựa vào chính mình não bổ, hoặc là một trận mù mờ, quả thực liền cùng cấp thấp quái toán đồng dạng không đáng tin cậy. Đem chính mình cần cỗi thủ đoạn đều thi triển một lần về sau, Tống Thư Hàng rốt cục từ bỏ. Trước mắt xem ra, có thể nhìn thấy gạch men bản nhím biển hình cầu thời gian trường hà, chính là chính mình thân là phàm nhân cực hạn. Muốn xem càng nhiều càng xa, liền nhất định phải lại tăng cái cấp, hoặc là mượn nhờ cái khác ngoại lực. Mượn ngoại lực loại chuyện này, kỳ thật cũng không mất mặt. Tựa như là người học được sử dụng các loại công cụ về sau, rốt cục đứng ở đỉnh chuỗi thực vật đồng dạng, ngoại lực có thể khiến người ta càng cường đại. Ở phương diện này, Bá Tống suy nghĩ đặc biệt thông suốt. Phảng phất là cảm ứng được hắn ý nghĩ này. Bên hông, cửu tu phượng hoàng đao khẽ chấn động. Mặc dù cùng là đạo khí, nhưng cửu tu phượng hoàng đao cùng mọc ra mắt tinh cầu khác biệt, nó cần dựa vào một đời lại một đời số lượng tu tiến hành tế luyện, trải qua cửu truyền, mới có thể hóa thành hoàn mỹ hình thái. Mà lại, nó vẫn là thiên đạo ban văn long thoát thân phương án, đời thứ ba thiên đạo chính là mượn nó, từ thiên đạo chi vị bên trên thuận lợi thoát thân. Lần này, cửu tu phượng hoàng đao chủ động chấn minh, thúc giục Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động. Hắn đưa tay đè trên cửu tu phượng hoàng đao, tay trượt đi, chính là 1000 phát dưỡng đao thuật rơi xuống tiện thể,
hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, một cái tay khác cho Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng tới 1000 phát. Làm người, không thể quên cũ. Không thể có mới đao quên cũ đao. Sau một khắc, ba cái liền thuần thục tiến vào nhân đao hợp nhất vô thượng đao đạo hình thức. Đao chính là ta, ta tức là đao, đao vẫn là ta. Xích Tiêu kiếm. Làm gì đâu, làm gì lại muốn nhấc lên nó. Không thấy được hôm nay nó đều rất trầm mặc sao. Hôm nay một đường phát sinh sự tình, đều là cấp cao cục. Nó thân là trường sinh giả thần binh lại cảm giác chính mình không có nhúng tay chỗ trống. Cho nên, khó được hôm nay nó đều giữ yên lặng, liền Thư Hàng tâm đều không đi đâm. Kết quả đến thời điểm then chốt, Thư Hàng lại không buông tha nó, cùng cửu tu phượng hoàng đao nhân đao hợp nhất lúc, còn muốn mang lên nó. Hiện tại, bá tống một người đồng thời cùng hai thanh vũ khí nhân đao hợp nhất, quả thực cặn bã không được. Xích Tiêu kiếm tiền bối đừng hoảng, trực giác của ta nói cho ta, cửu tu phượng hoàng đao lúc này cần ngươi hiệp trợ. Tống Thư Hàng suy nghĩ truyền tới. Nhân đao hợp nhất trạng thái, ý niệm cùng tâm thần đều ở vào hợp nhất hình thức. Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tâm nhả rãnh cũng sẽ phản hồi cho Tống Thư Hàng. Cửu tu phượng hoàng đao, trước mắt vẫn chưa hoàn thành sau cùng tế luyện, cho nên mở ra một ít công năng lúc, cũng cần ngoại lực hiệp trợ. Mà lúc này Tống Thư Hàng trên thân, có thể nhất trợ giúp cho cửu tu phượng hoàng đao, chỉ có cùng là đao Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ong 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 cửu tu phượng hoàng đao nhảy nhót. Tựa hồ tại đồng ý bá tống thuyết pháp. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tốt a, xem ở vừa rồi cái kia sảng khoái 1000 phát dưỡng đao thuật trên mặt mũi, một hồi có cần nó xuất thủ hiệp trợ địa phương, nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, bước tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không biết, Tống Thư Hàng dứt khoát trả lời. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Không biết. Vậy ngươi làm cái chùy? Nhưng cửu tu phượng hoàng đao hẳn phải biết làm thế nào. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Ong 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 cửu tu phượng hoàng đao tiếp tục nhảy nhót. Nhưng nó còn không có Xích Tiêu kiếm như thế biết nói chuyện công năng, cho dù là nhân đao hợp nhất hình thức, Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm cũng không hiểu nó đến cùng nghĩ nói cái gì. Đang lúc này, cậu đản cha cho ra một cái nhắc nhở, người cái kia không có linh hồn dưỡng đao thuật tiếp tục. Mặc dù chớ phải linh hồn. Nhưng bá tống dưỡng đao thuật hiệu quả là thực sự. Tại bồi dưỡng pháp khí phương diện, có phi thường xuất sắc hiệu quả. Đạt được cậu đản cha nhắc nhở về sau, Tống Thư Hàng không chút do dự đưa tay, ấn tại cửu tu phượng hoàng đao cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối trên thân, trên hai tay quang huy không ngừng lấp lóe. Tần số cao chớp động, để yếu ớt dưỡng đao thuật quang huy, đều biến chói mắt. Mà lại, bởi vì Tống Thư Hàng toàn thân á bất hủ hóa nguyên nhân. Hắn thi triển mỗi một phát dưỡng đao thuật đều bổ sung lấy yếu ớt bất hủ tin tức. Xích Tiêu kiếm liền rõ ràng cảm giác đưa ra bên trong khác biệt biến hóa nó cảm giác nguyên bản đã ở vào thần binh cực hạn chính mình, tựa hồ lại muốn một lần đột phá cực hạn. Loại này cực hạn đột phá, đã từng nó cảm ứng qua một lần chính là nó từ bình thường kiếm hình trạng thái tiến hóa, hóa ra một viên thiếu nữ đầu cộng cự kiếm hình thái lúc lần kia đột phá. Mà lần này, cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt. Nó cảm giác chính mình phảng phất muốn đột phá đao kiếm hạn chế, muốn đột phá thân là vũ khí giàn khung, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Còn tiếp tục như vậy, ta đến cùng lại biến thành cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tâm tức có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Cách xa mấy cái vị diện thế giới bên trong. Xích Tiêu tử đạo trưởng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhịn không được đứng dậy. Xích Tiêu kiếm là hắn bản mệnh pháp khí, bất kỳ cái gì một cái biến hóa. Đều sẽ gây nên Xích Tiêu tử đạo trưởng cảm ứng. Xích Tiêu kiếm, tại tiến hóa. Xích Tiêu tử đạo trưởng thấp giọng nói. Ở vào trường sinh giả thần binh cực hạn Xích Tiêu kiếm, ấn lý thuyết đã không có tiến hóa chỗ trống bởi vì nghĩ cao hơn một bước, đó chính là đạo khí. Nhưng đạo khí, không phải thiên đạo không thể đúc. Xích Tiêu tử đạo trưởng bấm tay suy tính. Rất nhanh, hắn cho ra một cái kết quả. Xích Tiêu kiếm loại biến hóa này. Cũng không phải là hướng đạo khí phương diện đi tiến hóa, mà là khác loại tiến hóa. Ta muốn bắt đầu tiến hóa, Xích Tiêu kiếm đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ta cũng cảm ứng được. Ta sẽ tiến hóa thành cái gì? Xích Tiêu kiếm có chút chờ mong, lại có chút lo lắng hỏi. Tống Thư Hàng trầm mặc thật lâu, nói, có lẽ sẽ tiến hóa thành đao nương.
hắn nhớ rõ mình dưỡng đao thuật được từ vị kia cự hào tổ sư, vị kia cự hào đại lão mục tiêu cuối cùng, chính là đem đao dưỡng thành đao nương. Xích tiêu kiếm tiền bối. Cửu tu phượng hoàng đao, ong ong ong. Tống Thư Hàng lặng lẽ, nhưng hắn thi triển dưỡng đao thuật tần suất, rõ ràng lại tăng nhanh một cái cấp bậc. Đao lang được hay không? Nửa ngày về sau, xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên hỏi. Nó cũng không hỏi kiếm lang được hay không, đều nguyện ý đổi thành đao, đây là nó to lớn nhượng bộ. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút nói, đao lang có thể sẽ xâm phạm bản quyền. Xích tiêu kiếm tiền bối. Nếu như nó thật biến thành đao nương, quay đầu sợ rằng sẽ bị xích tiêu tử cười chết. Tiến hóa quá trình, không thể nghịch chuyển sao? Xích tiêu kiếm tiền bối chưa từ bỏ ý định hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ sau nói, thật có lỗi tiền bối, cái này dưỡng đao thuật cũng không phải là ta bản gốc. Nếu không, chúng ta đình chỉ tiến hóa, như vậy dừng lại. Mặc dù rất muốn nhìn đến xích tiêu kiếm tiền bối biến thành đao nương bộ dáng, nhưng loại chuyện này, quả nhiên vẫn là muốn nhìn xích tiêu kiếm tiền bối ý nguyện của mình. Dù sao, xích tiêu kiếm tiền bối cho tới nay rất chiếu cố hắn. Tiến hóa đi, xích tiêu kiếm tiền bối làm ra cuối cùng lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm hoặc cái khác trường sinh giả thần binh, có thể chống cự loại này đột phá cực hạn tiến hóa dụ hoặc. Đặc biệt là giống xích tiêu kiếm loại này ở vào trường sinh giả thần binh cực hạn kiếm khí. Cùng người tu luyện khốn tại một cái cực hạn cảnh giới không cách nào đột phá cảm giác đồng dạng, xích tiêu kiếm đang bị nhốt tại một cảnh giới không cách nào tiến thêm về sau, cũng sẽ rất khó chịu. Đã như vậy, tiền bối đắc tội, Tống Thư Hàng lập tức bộc phát toàn bộ tốc độ tay. Lấy hắn lúc này cảnh giới cùng á bất hủ cường hóa, một khi tốc độ tay uy lực toàn bộ triển khai, chỉ là dựa vào vuốt ve động tác này, đều đủ để trong nháy mắt, đem đệ nhất thế giới cao phong bản thành đất bằng. Đối với thực lực không đủ người tu luyện đến nói, đỉnh cấp đại lão vuốt ve, đều là chí mạng. Lúc này, xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao bên trên, trống rỗng bốc cháy lên hỏa diễm tới. Kia là Tống Thư Hàng quá nhanh tốc độ tay bạo phát đi ra hỏa trùng. Phát rồ, tam nhãn thiếu niên tiền bối bình luận. Kỳ thật, ta rất muốn thử xem loại này khoa trương tốc độ dưỡng đao thuật. Thiên đế tử đột nhiên nói. Cẩu đản cha. Từ thiên đế tử trong lời nói tới nghe, nó trước kia thụ qua dưỡng đao thuật. Tống cẩu đản, người đối đát đát đản làm cái gì? Biến hóa bắt đầu, bạch tiền bối nhẹ nhàng đem ngo ngoe muốn động lưu tinh kiếm đè về bên hông, lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, xích tiêu kiếm ngọn lửa trên người cùng dưỡng đao thuật quang huy nối thành một mảnh, hóa thành to lớn vầng sáng, đem xích tiêu kiếm cùng Tống Thư Hàng bàn tay bao phủ. Trong vầng sáng. Xích tiêu kiếm thân hình tựa hồ tại kéo dài, hóa hình. Đây quả thật là phải hóa thành hình người sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhịn không được chừng lớn thứ ba thần nhãn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dưỡng đao thuật sẽ có loại hiệu quả này. Cẩu đản cha chậm rãi nói. Trong vầng sáng, xích tiêu kiếm thân ảnh đã kéo ra khỏi một cái hình người hình dáng. Nếu như, pháp khí cuối cùng thật có thể bị dưỡng thành người. Cái kia thứ tám thiên đạo cầu thiên đạo có thể hay không cũng là một cái pháp khí, bị bồi dưỡng thành tài. Thiên đế tử nhìn không được suy đoán nói. Thành, ta thật xong rồi. Xích tiêu kiếm thanh âm mừng rỡ vang lên. Nó có thể cảm giác được, chính mình cực hạn bị đánh vỡ, không còn bị trường sinh giả thần binh cực hạn trói buộc. Sau đó, nó có thể biến càng mạnh một chút xíu. Một chút xíu cũng là càng mạnh. Mà phảng phất là bị xích tiêu kiếm biến hóa kích thích đến. Vừa bên trên cửu tu phượng hoàng đao cũng không cam chịu yếu thế, trên thân nổ lên vầng sáng tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ đối cẩu đản cha nói, người đạo khí cũng muốn thay đổi. Chuyện trong dự liệu, cẩu đản cha bình tĩnh trả lời, người cho rằng ta sẽ lo lắng sao? Không, ta không những sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ rất chờ mong. Nếu như bá tống thành công, ta liền có thể nhiều một cái cửu tu phượng hoàng cẩu đản. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn đã không thể nào hiểu được cẩu đản cha nàng não mạch kín. Thiên đế tử. Nó rất xác định, cẩu đản cha đã tẩu hỏa nhập ma. Ông cửu tu phượng hoàng đao trên người vầng sáng nổ lên về sau, nó trên thân đao đạo văn bắt đầu tiến hành đệ cửu chuyển diễn biến. Mà tại cái này diễn biến quá trình bên trong, đạo khí thể nội thuộc về thiên đạo bất hủ tin tức, bị liên tục không ngừng đồng bộ đến đao chủ Tống Thư Hàng thể nội. Không cần chấp hành các loại phương án. Nhân đao hợp nhất trạng thái,
cửu tu Phượng Hoàng Đao chủ động vì Tống Thư Hàng cung cấp Á Bất Hủ hóa thăng cấp cần có nguyên tố. Đồng thời, cửu tu Phượng Hoàng Đao bên trong ẩn chứa thiên đạo bất hủ tin tức, lực lượng vô cùng dồi dào. Lúc trước thiên đạo Ban Văn Long đang mượn đao thoát thân trước đó, tựa hồ đem chính mình một bộ phận bất hủ chi lực, lưu tại cửu tu Phượng Hoàng Đao chỗ sâu nhất. Cuối cùng nhất chuyển cửu tu Phượng Hoàng Đao, có thể đem những lực lượng này, kích hoạt ra. Cái này một bộ phận đến từ thiên đạo Ban Văn Long phong phú quà tặng, để Tống Thư Hàng Á Bất Hủ hóa hoàn thành sau cùng ghép hình. Trừ bá tống bì, bá tống xương, bá tống mắt bên ngoài, còn lại toàn bộ bá tống linh kiện vào lúc này, đều tiến vào Á Bất Hủ hóa tiến hóa. Từ trong tới ngoài, toàn thân Á Bất Hủ, lại không tì vết. Lúc này Tống Thư Hàng, tập tam nhãn tiền bối, Ban Văn Long tiền bối, đen nhánh mặt trời, công đức đạo nhân, bạch tiền bối, béo cầu chờ lịch đại thiên đạo bất hủ tin tức làm một thể. Mà theo cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành, tăng thêm cửu tu Phượng Hoàng Đao lực lượng nhúng tay, Tống Thư Hàng trước mắt nhím biển cầu thời gian trường hà hình tượng, lần nữa bị mở ra. Lần này, nhiều cửu tu Phượng Hoàng Đao bài kính mắt về sau, nguyên bản vụ lý khán hoa hình tượng, rốt cục biến rõ ràng. Tống Thư Hàng ánh mắt, thuận nhím biển cầu một cây gai, hướng thời gian phần cuối nhìn lại. Đồng thời, trong cơ thể hắn đầu kia vẫn chưa hoàn thiện tu lưu trường sinh đạo bị xúc động quan sát thời gian trường hà cử động, đối hoàn thiện tu lưu trường sinh đạo tựa hồ cũng là một cái vô cùng trọng yếu khâu trình tự. Lần đầu tiên, Tống Thư Hàng thấy được một cái bình thường Thư Hàng. Kia là một cái tản ra người bình thường khí tức, không có tu luyện qua, chưa có tiếp xúc qua tu chân phổ thông Tống Thư Hàng. Lúc này, cái này bình thường Tống Thư Hàng cõng trọng thương phụ thân, tại một đầu cùng loại trong thông đạo dưới lòng đất chạy nhanh. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Một cái không có thêm Hoàng Sơn mụ mụ làm hảo hữu Tống Thư Hàng. Mà một màn trước mắt, là ở thế giới tại gặp phải tai nạn. Tà vọng tai nạn, cửu u xâm lấn. Đã lưu lạc làm nguyên liệu nấu ăn tà vọng, lúc này lại thành diệt thế tai nạn. Tà vọng cái đồ chơi này lại còn thật có thể diệt thế. Đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói, loại cảm giác phi diệu này, tựa như là phổ thông heo, trâu, dê, gà, ngư các loại đột nhiên, hủy diệt thế giới. Nói chung bên trên chính là như thế một loại cảm giác. Mặt khác, đây là cùng hiện tại ta đối ứng thời gian sao? Tống Thư Hàng lại chú ý tới một điểm. Cái này cõng phụ thân phi nước đại Tống Thư Hàng, ở vào cùng hắn đối ứng thời gian tuổi tác. Thời gian tiết điểm bên trên nhất trí. Đây chính là giờ này khác một cái hắn. Một cái phổ phổ thông thông sinh viên. Thậm chí từ hắn phù phiếm bộ pháp đến xem, nói không chừng đã mất đi đồng tử chi thân. Cũng không biết hắn có hay không giao bạn gái. Nếu như không có giao lời nói cảm giác có điểm lỗ vốn. Trong lúc suy tư, trên đỉnh đầu mặt đất, truyền đến một trận kịch liệt oanh tạc âm thanh, thông đạo dưới lòng đất phối hợp với chấn động. Cõng phụ thân Tống Thư Hàng, ngã nhào trên đất. Nhỏ yếu hắn nhìn qua là nhỏ yếu như vậy, lại bất lực. Một màn này, nếu như bị chư thiên vạn giới đại lão nhóm nhìn thấy, không biết đại lão nhóm sẽ là phản ứng gì. Không có tiếp xúc cửu châu nhất hào quần, liền không cách nào tiếp xúc đến tu hành, cũng vô pháp gặp gỡ quần bên trong tiền bối, không cách nào tiếp bạch tiền bối xuất quan. Cho nên, liền không cách nào đối mặt tà vọng. Người nếu không cố gắng, tự liền nguyên liệu nấu ăn đều không đối phó được. Tống Thư Hàng chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn tiếp. Sau đó, hắn ý thức liền bị dẫn dắt, trở lại nhím biển cầu trung tâm. Một mực dẫn dắt lấy hắn, là Tống U U. À, chẳng lẽ đây chính là cửu U chúa tể đạo tiêu công năng sao? Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, tiếp xúc đến cái này nhím biển hình cầu thời gian trường hà lúc, chính là lấy hắn tự thân cùng Tống U U làm trung tâm, khuếch tán ra tới. Có Tống U U tại, vô luận tại ở vào thời gian vị trí nào, hắn đều không cần lo lắng mất phương hướng, tùy thời có thể trở về. Đây chính là cửu U chúa tể đạo tiêu công năng một trong. Mặt khác, nhím biển gai bên trên, cùng cái thời gian điểm phổ thông Tống Thư Hàng, là chân thật tồn tại. Tống Thư Hàng tỉnh táo suy tư. Lại hoặc là, đây chỉ là thời gian trường hà lực lượng, trải qua một loại nào đó thôi diễn, cuối cùng hiện ra ở trước mặt hắn một loại diễn toán kết quả. Điểm ấy, trừ phi là tự mình giáng lâm quá khứ, thể nghiệm một thanh. Nếu không, Tống Thư Hàng không cách nào trực tiếp bên dưới phán đoán. Hơi suy nghĩ một chút về sau,
Tống Thư Hàng ý thức lại lâm vào đến chính mình tu lưu trường sinh đạo bên trong, quan trắc trường sinh đạo tiến độ. Từ khi toàn thân hoàn thành á bất hủ trạng thái về sau, toàn bộ tu lưu trường sinh đạo liền tiếp cận hoàn thành, nếu như dùng số liệu đi hình dung, chí ít đã hoàn thành 96% trở lên. Tống Thư Hàng á bất hủ có thể là hội tụ từ xưa đến nay cơ hồ toàn bộ thiên đạo bất hủ tin tức mảnh vỡ, chênh lệch cũng chính là thần bí nhất đệ nhất thiên đạo, cùng trước mắt chưa có tiếp xúc qua thứ năm thiên đạo. Tại như thế nhiều khác biệt bất hủ tin tức phản hồi bên dưới, tu lưu trường sinh đạo tiến độ cơ hồ trực tiếp kéo căng. Hiện tại, coi như Tống Thư Hàng cái gì đều không làm, quang nằm cá ướp muối. Tại á bất hủ cùng bất hủ tin tức chậm rãi tác dụng dưới, tu lưu trường sinh đạo cũng có thể tự động bù đắp. Nói cách khác, còn sót lại 4% tiến độ, bất quá là một chút xíu mài nước công phu mà thôi. Nhưng hắn Tống Mỗ Nhân từ tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, trải qua các loại sóng to gió lớn, cơ hồ cái gì đều trải qua, chính là không có đi mài nước qua bất kỳ một cái nào cảnh giới. 4% tiến độ có thể mài nước, nhưng cũng có thể đi đường tắt tăng tốc hiệu suất. Tỷ như hiện tại, khi hắn thông qua nhím biển cầu thời gian trường hà quan sát thời gian lúc, tu lưu trường sinh đạo thanh tiến độ, liền bắt đầu tăng tốc tăng trưởng. Có hiệu quả, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có hiệu quả là được. Cho nên, ánh mắt của hắn tiếp tục rơi vào một căn khác nhím biển gai bên trên. Lần này hắn tiến vào thời gian trường hà thị giác, là từ lớn đến nhỏ từng bước tới gần. Đầu tiên là toàn bộ thế giới, lại tới gần đến hoa hạ, tiến thêm một bước thu nhỏ. Từ đại cục nhìn lại, lần này nhím biển gai thời gian, đồng dạng là một cái không có so trước đó tốt bao nhiêu thế giới. Giữa thiên địa linh khí hỗn loạn, trộn lẫn lấy tà vọng mùi thơm. Bất quá, lần này nhím biển gai bên trên Tống Thư Hàng, vị trí hoàn cảnh coi như không tệ. Chỗ hắn tại Thiên Hà Tô Thị tộc địa bên trong. Tống Thư Hàng từng tại Thiên Hà Tô Thị làm qua mấy lần khách, cho nên có thể thông qua bố cục của nơi này, nhận ra nơi này. Ngoại giới hẳn là vẫn như cũ ở vào tà vọng tai nạn trạng thái. Mà ta lại ở tại Thiên Hà Tô Thị, nhận bảo hộ. Chân tướng chỉ có một cái. Ta ở rể rồi. Tống Thư Hàng cơ trí suy đoán. Rất nhanh, hình tượng thu nhỏ đến hư hư thực thực ở rể Tống trên thân. Sau đó Tống Thư Hàng liền thấy một cái bị đánh gãy chân, ngồi tại trên xe lăn, tinh thần uể oải chính mình. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, đây là thế nào? Có như vậy một sát na, Tống Thư Hàng trong đầu hiện ra một chút tình tiết máu chó nam chính vượt qua giới hạn, bị nữ chính đánh gãy chân, cả một đời tại trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại loại hình kịch bản. Xe lăn về sau, Tô Thị A Thất thân ảnh cao lớn xuất hiện, ôn nhu đẩy lên xe lăn, hướng Thiên Hà Tô Thị tộc địa chỗ sâu bước đi. Tống Thư Hàng. Tại sao là A Thất tiền bối? A Thất tiền bối không thể nào là đánh gãy ta chân nữ chính. A Thập Lục không ở đây sao? Từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không thấy được A Thập Lục thân ảnh. Trong lúc đang suy tư, Tô Thị A Thất đẩy hắn, tiến vào một chỗ thiếu nữ khuê phòng bên trong. Là Tô Thị A Thập Lục khuê phòng. Gian phòng bên trong trên giường lớn, Tô Thị A Thập Lục ở vào trạng thái hôn mê, một hít một thở ở giữa đều mang nóng bỏng yên hỏa khí tức là thiên kiếp sư tổn thương. A Thập Lục thương thế không có khép lại, nó thiên hà thí luyện thất bại rồi. Không đúng, thí luyện nếu là thất bại, liền sẽ trực tiếp tử vong. Nói cách khác, A Thập Lục hiện tại vẫn như cũ ở vào thiên hà thí luyện quá trình bên trong. Tô Thị A Thất đem Tống Thư Hàng đẩy lên A Thập Lục bên người. Trong hôn mê A Thập Lục bàn tay có chút động đậy. A Thất đến ngập cả lưng, đem Tống Thư Hàng để tay đến A Thập Lục trong lòng bàn tay. Sau đó hắn thở dài, lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Hiển nhiên, nơi này ta tiếp xúc đến Cửu Châu Nhất Hào quần, tiếp xúc đến quần bên trong tiền bối. Nhưng là, không có bạch tiền bối tung tích, mà lại ta trên thân tu luyện vết tích rất nhẹ. Cơ hồ là vừa tiếp xúc trăm ngày trúc cơ. Nói cách khác, tại tu luyện không lâu, liền bị người đánh thành trọng thương, thương tổn tới căn cơ. Tại cái kia thời gian điểm, sẽ đối với hắn ra tay độc ác. Là công tử hải tổ ba người sao? Bởi vì Tô Thị A Thập Lục nguyên nhân, mình bị công tử hải tổ ba người đánh thành phế nhân. Cho nên, liền không có đi đón bạch tiền bối xuất quan kịch bản. Phía sau thần bí đảo chi hành khẳng định cũng mất. Có thể để cho A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ gặp nhau đạo cụ Long cốt khô đằng cũng mất rơi vào. Lấy Thiên Hà Tô Thị thủ đoạn, có lẽ có thể thay A Thập Lục tìm tới cái khác Long cốt khô đằng,
nhưng cái khác long cốt khô đằng bên trong nhưng không có Bạch Long tỷ tỷ. Không có Bạch Long tỷ tỷ âm thầm tương trợ, Tô Thị A thập lục thiên hà thí luyện liền sẽ không nhanh như vậy hoàn thành, cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ ở vào thí luyện bên trong. Cho nên, không hổ là ta cả đời chi địch công tử hải sao. Vậy mà tại cái nào đó thời gian điểm, đem ta ngăn ở tân thủ thôn trực tiếp đánh cho tàn phế. Đại khái cân nhắc ra căn này nhím biển gai bên trên quá khứ phát triển về sau, Tống Thư Hàng lại lấy người đứng xem góc độ, quan sát đến chính mình cùng Tô Thị A thập lục. Nếu không quay đầu lại đánh một trận công tử hải. Bất quá, ngẫm lại vẫn là quên đi. Hiện tại hắn thoáng động bên dưới ngón tay, công tử hải liền sẽ bị nghiền nát, chớ nói chi là xuất thủ đi đánh. Đúng, Bạch Tiền Bối tại đây. Cái này thời gian điểm, Bạch Tiền Bối khẳng định xuất quan. Nếu như A Thất Tiền Bối hướng Bạch Tiền Bối xin giúp đỡ, có lẽ có cơ hội cứu chữa trọng thương ta, hoặc là cho A Thập Lục thêm điểm phụ trợ. Là Tô Thị A Thất Tiền Bối không có làm như thế, hoặc là Bạch Tiền Bối không tại. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới trước đó cái kia phổ thông Tống Thư Hàng thế giới. Nơi đó, cũng không có Bạch Tiền Bối xuất hiện vết tích. Mặc dù lúc ấy hắn thị giác, chỉ có thể nhìn thấy thông đạo dưới lòng đất bên trong phi nước đại phổ thông Tống cùng Tống Ba. Nhưng, nếu có Bạch Tiền Bối tại, ta vọng loại vật này, hẳn là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa mới đúng. Trừ phi, hai cái này thời gian điểm, đều không có Bạch Tiền Bối. Hoặc là Bạch Tiền Bối đều bởi vì một ít nguyên nhân, rời đi không tại địa cầu. Hao tổn tâm trí. Quay đầu đem chính mình nhìn thấy, cùng chính mình suy đoán phát cho các vị tiền bối, một người ý nghĩ luôn luôn phiến diệt, một đám người ý nghĩ liền sẽ tương đối toàn diện. Đoàn kết chính là lực lượng. Cho nên, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu rời khỏi đầu này nhím biển gai thời gian đầu trường hà. Tại rời khỏi thời điểm, hắn đối thời gian lĩnh ngộ sâu hơn một chút. Thô sơ giản lược tính ra, hắn tu liêu trường sinh chi đạo thanh tiến độ, trong thời gian ngắn chí ít lại chứng không. 5% tiến độ. Trở về, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng. Hắn ý thức thông qua Tống UU thành đạo tiêu, bắt đầu từ thời gian trường hà bên trong trở lại thuộc về mình thiết điểm kia. Ý thức từ cây kia nhím biển gai bên trên trượt về. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn phát hiện, tại thời gian trường hà thông đạo bên trong dạo bước, cũng có thể mang cho hắn rất khác biệt lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ đồng dạng có thể kích thích tu liêu trường sinh đạo. Cho nên, Tống Thư Hàng tận lực chậm lại trở về tốc độ. Có Tống UU tại, hắn không cần lo lắng chính mình sẽ lạc đường. Vạn nhất xảy ra bất chắc, Tống UU cái này đạo tiêu còn có thể sinh ra về hút lực lượng, dẫn dắt hắn cưỡng chế trả lại. Hắn có thể thả chậm bộ pháp, lãnh hội thời gian trường hà phong quang. Nhưng nói thật, thời gian trường hà trên đường, cũng không có gì tốt nhìn. Có thời gian một mảnh trắng xóa, có thời gian đen nhánh không gặp năm ngón tay, có thời gian lại là ngũ thải ban lan các loại lấp lánh. Không thích ứng người, lâu về sau sẽ muốn ói. Nhưng tu luyện, vốn chính là kiện rất khô khan sự tình. Không thể chịu đựng được khô khan người, không xứng đáng là người tu luyện. Tống Thư Hàng cảm giác, chính mình khả năng không phải cái quá hợp cách người tu luyện. Bởi vì, nhẫn nại sau một thời gian ngắn, trước mắt hắn liền xuất hiện huyễn tượng. Tại thời gian trường hà thông đạo cái nào đó chỗ rẽ, hắn thấy được một đôi chân dài. Đặc biệt dễ thấy cái chủng loại kia. Thậm chí ngay cả đôi chân dài loại ảo giác này đều xuất hiện, vậy kế tiếp có thể hay không xuất hiện hồng phấn khô lâu loại hình ảo giác. Tiến thêm một bước xuống dưới, nói không chừng liền có thể ngưng tụ ra mới tâm ma đến. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện. Hắn hiện tại tâm ma biết chế tác tâm ma món ăn máy móc tiểu thủ, quá biết điều. Nhu thuận đến Tống Thư Hàng đều không đành lòng xuống tay với nó. Nếu như có thể mân mê ra một cái có thể nhanh chóng sinh trưởng tâm ma, hẳn là rất không tệ. Một cái phụ trách cung cấp nguyên liệu nấu ăn, một cái phụ trách chế tác tâm ma món ăn, ông trời tác hợp cho. Trong lúc đang suy tư, chỗ góc của cặp kia đôi chân dài hướng về phía trước bước một bước, lộ ra chân dài chủ nhân thân hình. A, Tống Thư Hàng sững sờ. Cái này một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, con người sáng ngời, nụ cười ngọt ngào. Là Vũ Nhu Tử. Chẳng trách mình cảm giác cặp kia đôi chân dài phi thường siêu quy cách còn có chút nhìn quen mắt. Chờ chút, nếu như đây là hồng phấn khô lâu giai đoạn, Vũ Nhu Tử xuất hiện, cái này có điểm một lời khó nói hết. Tống Thư Hàng nói khẽ.
Đối diện, Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hàng, cũng là sững sờ, kém chút cho là mình hoa mắt. Nó mới từ say rượu Vũ Nhu Tử trên thân lặng yên thối lui, đang từ thời gian Trường Hà bên trong trở về. Lúc này, trong lòng nàng còn tại bệnh lấy hạch tâm thế giới bên trong Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối thân hình. Kết quả ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Tống tiền bối một mặt mê mang tại thời gian Trường Hà bên trong tung bay. Tống tiền bối lúc nào có như vậy thủ đoạn rồi. Một lát sau, đối diện Vũ Nhu Tử thử thăm dò phát ra tiếng, Tống tiền bối. À, là ta, Tống Thư Hàng gật đầu nói, Vũ Nhu Tử. Là ta, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Không phải ảo giác, hoặc là tâm ma loại hình, Tống Thư Hàng lại hỏi. Vũ Nhu Tử lắc đầu, ta cảm thấy, không có cái thứ hai tâm ma dám ở Tống tiền bối trên thân sinh ra. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ, à, là tương lai tử. Vũ Nhu Tử. Cho tới nay, Tống tiền bối đều có lấy ngoại hiệu quỷ tài. Đát đát tử, da đen tử, béo cầu đại lão, bạch tiền bối, u bạch, sở ngốc mao. Vân vân một hệ liệt về sau đều bị người xem như quen thuộc danh hiệu, kỳ thật ngay từ đầu đều là Tống tiền bối thuận miệng kêu ngoại hiệu. Nếu như Tống tiền bối phải thêm lấy phân chia, tương lai tử xưng hô thế này, cũng không sai. Đối diện, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Ngươi lại đã tới rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Một lần cuối cùng, đi xem bên dưới các tiền bối. Về sau, ta hẳn là sẽ không lại đi qua. Vũ Nhu Tử nói khẽ. Cũng không qua được. Lại tiếp sau đó, Tống tiền bối vị trí thời gian điểm, chính là thiên đạo luân hồi kỳ ở giữa. Nghĩ tới đây lúc, Vũ Nhu Tử đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nó ngẩng đầu hỏi, Tống tiền bối, ngươi chứng đạo sao? Không, còn không có. Tống Thư Hàng khoát tay áo, chỉ là hoàn thành toàn thân á bất hủ hóa trạng thái. Tương lai tử tồn tại, phải chăng đại biểu cho thời gian Trường Hà mỗi một cây gai bên trên chân thực tính? Vũ Nhu Tử nghe được toàn thân hoàn thành á bất hủ hóa tin tức về sau, thân sắc đều dễ dàng thật nhiều, trong tươi cười cũng nhiều một điểm hoạt bát cảm giác. Chỉnh thể bên trên khí chất, phảng phất lập tức thanh xuân mấy tuổi. Tống tiền bối, ta phải đi. Vũ Nhu Tử khoát tay áo, xin. Vũ Nhu Tử nói, thân hình liền làm nhạt, biến mất tại thời gian Trường Hà bên trong. Mời chứng đạo bất hủ, lại hoặc là, siêu thoát, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua Vũ Nhu Tử biến mất chỗ. Tương lai tử lần lượt đi vào hắn thời đại này, còn nhắc qua chính mình bế quan ngàn năm sự tích, cùng nó tự thân biến hóa cực lớn. Cảm giác phát sinh rất lớn biến động. Không đi đi xem một chút. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hiện lên ở Tống Thư Hàng trong lòng. Vũ Nhu Tử biến mất chỗ, có lẽ chính là nàng đại biểu cây kia nhím biển gai thời gian Trường Hà. Mặc dù hắn không nhìn thấy tương lai, nhưng từ cây gai kia bên trên hiện tại Tống Thư Hàng tin tức, cũng có thể suy đoán ra điểm nội dung. Cơ hội, vừa vặn cũng còn lại một lần tả hữu. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thời gian Trường Hà, nhưng không có nghĩa là hắn có năng lực đi hiểu thấu đáo mỗi một đầu. Hợp chính hắn, mọc ra mắt tinh cầu, cửu tu phượng hoàng đao lực lượng. Hẳn là còn đầy đủ hắn lại tiếp xúc một đầu thời gian Trường Hà. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Hy vọng tương lai tử biến mất địa phương, là nàng sở tại thời gian Trường Hà. Bằng không mà nói, nếu là bỏ qua, lần sau lại muốn tiếp xúc thời gian Trường Hà, không biết muốn ngày tháng năm nào. Tống Thư Hàng cũng không có chuyên tu thời gian trường sinh đại đạo, lần sau, khả năng liền phải chờ hắn chứng đạo bất hủ thậm chí là siêu thoát về sau, mới có cơ hội tiếp xúc thời gian Trường Hà. Trong lòng hạ quyết định về sau, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, trước dọc theo Tống U đạo tiêu, trở về thuộc về tự thân thời gian tiết điểm. Hiện thế bên trong hắn mở to mắt. Sau đó hắn phát hiện Xích Tiêu kiếm tiền bối vẫn như cũ bị vầng sáng bao phủ, còn tại hưng phấn mà kêu to lấy. Cửu tu phượng hoàng đao cũng vẫn còn cửu chuyển khâu bên trong. Nói cách khác, hắn vừa rồi tiếp xúc đến nhím biển gai thời gian Trường Hà thời gian, đối với hiện thế mà nói. Chỉ là thoáng qua ở giữa sự. Thời gian loại vật này, thật sự là kỳ diệu. Tống Thư Hàng không khỏi cảm thán nói. Bên cạnh thiên đế tử nghe đến đó lúc, mỉm cười, Tống tiền bối ngươi tại lĩnh ngộ thời gian chi đạo sao? Thời gian chi đạo, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu đát. Không có lĩnh ngộ, chỉ là mượn đại gia lực lượng, tiếp xúc ngắn ngủi đến thời gian Trường Hà. Tống Thư Hàng dứt lời, nhìn về phía bên cạnh một mặt trầm tư hình dáng bạch tiền bối. Bạch tiền bối, hắn rất nghiêm túc kêu lên.
hừm, đi thôi, Bạch Tiền Bối gật đầu trả lời không cần Tống Thư Hàng nói thêm cái gì, Bạch Tiền Bối này lúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa có tâm hữu linh tê nhất điểm thông hiệu quả. Vậy ta đi, Tống Thư Hàng dứt lời, lần nữa nhắm mắt lại. Sở Các Chủ ngốc mao. Cẩu đàn cha. Bia đá đạo hữu nhịn không được hỏi, Bạch Chủ, người cùng bá Tống tại đánh cái gì bí hiểm? Hừm, Thư Hàng vừa rồi hướng ta xin giúp đỡ, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của ta, dẫn hắn tiến vào chính xác thời gian Trường Hà, mà ta cũng cảm giác rất có ý tứ. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Sở Các Chủ ngốc mao. Tống Thư Hàng vừa rồi một tiếng này Bạch Tiền Bối bên trong cứ nhiên ẩn chứa số lượng lớn như vậy tin tức. Luôn cảm giác một màn này, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Là tạo hóa tiên tử ngốc ngốc ngữ tiến hóa bản sao. Bia đá đạo hữu bừng tỉnh đại ngộ nói. Sư muội ta ngữ hệ quả nhiên thâm ảo. Đạo tử một sợi ý chí thể gật đầu nói nếu không phải hắn cũng vô pháp lý giải sư muội ngữ hệ. Hắn nhất định phải đem sư muội ngữ hệ cho mở rộng ra, để chư thiên vạn giới đều giảng ngốc ngốc ngữ. Đạo tử tiên sinh đừng làm loạn. Một bên tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn thấy đạo tử một mặt trầm tư bộ dáng, lấy hắn phong phú nhân sinh kinh nghiệm, lập tức suy đoán ra một chút khả năng, vội vàng lên tiếng chặn lại nói. Tưởng tượng một chút, nếu là chư thiên vạn giới mỗi người chạm mặt, gật đầu ngốc ngốc, trả lời ngây ngốc, công tác lúc ngốc ngốc ngây ngốc ngây ngốc kêu dạng này thế giới, sẽ làm cho người phát điên. Mà đổi thành một bên, Tống Thư Hàng ý thức mượn cửu tu phượng hoàng đao cùng mọc ra mắt tinh cầu hai kiện đạo khí lực lượng, một lần cuối cùng tiến vào thời gian Trường Hà bên trong. Tương lai tử biến mất vị trí, là căn này nhím biển gai không sai. Tống Thư Hàng ý thức, hướng về thời gian Trường Hà chỗ bơi đi. Bang! Lần này tiến vào căn này nhím biển gai thời gian Trường Hà cùng trước đó mấy cây hơi có khác biệt. Trước đó mấy lần, chỉ muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy tiện liền có thể đi vào. Nhưng lần này thời gian Trường Hà, tiến vào thời điểm muốn phí sức rất nhiều. Cảm giác tiến vào trước đó thời gian Trường Hà, tựa như là tiến vào chân thực huyễn tượng bên trong, mà lần này thời gian Trường Hà, lại giống chân chính chân thực. Tống Thư Hàng dùng bản thân nghèo khó tu chân từ ngữ, tiến hành một lần khái quát. Càng chân thật, sở dĩ tiến vào cần có tiêu hao cũng lớn hơn một số. Bang lần thứ hai va chạm vang vọng về sau, Tống Thư Hàng mới rốt cục chen người đến cái này thời gian Trường Hà bên trong. Tiết điểm thời gian đồng bộ. Lần này, Tống Thư Hàng tầm nhìn là từ nhỏ đến lớn. Hắn đầu tiên là thấy được một cái tế bào. Ẩn chứa rất vi lượng bất hủ tin tức tế bào là ngụy bất hủ xương mù chi thân tế bào. Ân, đây là chính ta, không sai được. Tống Thư Hàng lập tức xác định. Tầm nhìn bắt đầu mở rộng, màn ảnh rút ngắn. Rất nhanh, một cái chính nhắm mắt tu luyện, một mặt nghiêm túc bá Tống xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Trong cơ thể hắn, cũng có phì kình kim đan tồn tại. Chỉ là phì kình kim đan vẫn chưa hoàn thành bất hủ hóa. Nhìn thấy cái này bá Tống về sau, Tống Thư Hàng xoa cằm, lâm vào trầm mặc. Rõ ràng đây chính là bản thân, nhưng lại có loại đột ngột lạ lẫm cảm giác cùng quỷ dị cảm giác quen thuộc, tức lạ lẫm lại quen thuộc. Kỳ quái, cho dù là trước đó phàm nhân Tống Thư Hàng, bị đánh gãy chân uể oải Tống Thư Hàng, cũng sẽ không mang cho Tống Thư Hàng loại này lạ lẫm cự ly cảm giác. Là cái này bá Tống quá nghiêm túc nguyên nhân. Trong lúc đang suy tư, bá Tống mở to mắt, nhìn về phía cửa cung điện bên ngoài hắn sở bế quan vị trí, là hạch tâm thế giới tòa nào đó cung điện. Cửa điện bị đẩy ra, Bạch Long tỉ tỉ ôm sách thật dày bay tiến đến. Nguyên bản một mặt nghiêm túc bá Tống, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười ấm áp, tại nghiêm túc cùng ôn nhu ở giữa không có khe hở hoán đổi. Bạch Long tỉ tỉ, thời gian lên lớp tới rồi sao? Bá Tống cười, cho người ta một loại an toàn đáng tin, ôn nhu nhân tâm cảm giác. Phảng phất chỉ cần có hắn tại, dù là trời sập xuống, đều không cần sợ hãi. Loại này chói mắt tiếu dung, không sai được là Tống Thư Hàng bản thân tha thiết ước mơ đại tiền bối họa phong. Đã từng Tống Thư Hàng, nằm mơ đều muốn có họa phong, tự cùng trước mắt cái này bá Tống giống như đúc. Khó trách sẽ có một loại cự ly cảm giác. Bởi vì đây là hắn muốn, lại không có được họa phong. Bạch Long tỉ tỉ mắt liếc bá Tống, thở dài nói, hôm nay muốn học cái gì? Tiếp tục học tập viễn cổ ngôn ngữ đi, ta nghĩ tranh thủ hôm nay đem còn lại viễn cổ ngôn ngữ học xong. Không có viễn cổ ngôn ngữ làm cơ sở, muốn hoàn thiện trường sinh chi đạo, tựa như là không có công cụ tay không đào giếng,
hiệu suất quá thấp. Ôn Nhu Bá Tống khẩn thỉnh nói, mời Bạch Long tỷ tỷ dạy ta. Không có viễn cổ ngôn ngữ làm cơ sở, muốn hoàn thiện trường sinh chi đạo sẽ rất khó khăn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chẳng lẽ, ta ngay từ đầu, đều tại tay không đào giếng. Ta chỉ có buổi sáng thời gian có thể dạy bảo ngươi, buổi chiều là Sở Tô Hung cho ngươi đi học. Bạch Long tỷ tỷ đem sách thật dày buông xuống. Cái kia, hay dùng một buổi sáng thời gian, nắm giữ còn lại viễn cổ ngôn ngữ. Ôn Nhu Bá Tống chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm đưa thay sờ sờ phần bụng một cái ấn ký. Cái kia vốn là một cái nằm liền có thể học tập học bá hệ thống, từ Bạch Tiền Bối tự tay mân mê. Nhưng này lúc, cái này học bá hệ thống lại đã mất đi hiệu quả. Một buổi sáng, đầy đủ, Ôn Nhu Bá Tống ngẩng đầu, lần nữa khẳng định nói. Công đức xà mỹ nhân từ phía sau hắn hiển hiện, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ lấy hắn huyệt thái dương, vì hắn xoa bóp sọ não. Cảm ơn ngươi, tiên tử, Ôn Nhu Bá Tống tự tin kêu sau lưng công đức tiên tử danh tự. Đâm, công đức xà mỹ nhân ngón tay oán hận đâm tại Bá Tống trên huyệt thái dương. Nhưng đến cuối cùng, nhưng lại hóa thành Ôn Nhu, nhẹ nhàng đè xuống. Gọi sai tên nha, là tiên tử, không phải. Mặt khác, cái này công đức xà mỹ nhân nhất định là giả. Chân chính công đức xà mỹ nhân tại hắn gọi sai nàng danh tự thời điểm, khẳng định là ngón tay hung hăng đâm tiến hắn trong huyệt thái dương, đem hắn óc đều quấy đục. Trước mắt cái này công đức xà mỹ nhân lại còn toàn bộ hành trình duy trì Ôn Nhu xoa bóp động tác, đơn giản không phải Tống Thư Hàng nhận biết nàng. Một buổi sáng thời gian, rất nhanh vượt qua. Bạch Long tỷ tỷ giảng thật nhanh, dạy học quá trình bên trong, thanh âm của nàng tựa như là phim tăng thêm 15 bội tốc độ, có đôi khi mấy cái âm tiết đều bởi vì quá nhanh, nghe có loại nối thành một mảnh cảm giác. Ôn Nhu Bá Tống toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc học tập, một bên học tập một bên nhanh chóng ghi chép bút ký, đồng thời còn có thể đi theo Bạch Long tỷ tỷ, phát ra tiêu chuẩn viễn cổ ngôn ngữ phát âm. Bên cạnh Tống Thư Hàng đều thấy choáng. Ta thật sự có cường đại như vậy viễn cổ ngôn ngữ học tập thiên phú. Cái này thật là ta. Cái này ta thật không có bị cải tạo qua. Loại kia lạ lẫm cảm giác càng ngày càng mạnh, trước mắt cái này Ôn Nhu Bá Tống đơn giản tựa như là xa không thể chạm mộng. Đã đến giờ, Bạch Long tỷ tỷ khép sách lại tịch, ta muốn giảng, cũng tất cả đều giảng xong. Bạch Long tỷ tỷ khổ cực, Bá Tống trực tiếp dùng viễn cổ ngôn ngữ trả lời. Đầu lưỡi của hắn biến vô cùng linh hoạt, những cái kia vặn vẹo viễn cổ ngôn ngữ âm tiết, lại bị hắn dễ như trở bàn tay phát âm đi ra. Thật mạnh! Ngươi hảo hảo ôn tập một hồi đi. Bạch Long tỷ tỷ thu hồi thư tịch, quay người hướng cung điện bên ngoài bay đi. Bay đến cửa cung điện thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lại xoay đầu lại nói, Thư Hàng, có một số việc, cũng không phải là ngươi sai. Ngươi hoàn toàn không chắc chắn tất cả áp lực đều kháng trên người mình. Yên tâm đi, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi nhìn ta hiện tại, không phải cũng còn tại dựa vào các ngươi sao? Mà lại, ta cũng không có đem áp lực toàn chống đỡ, nếu không hiện tại ta, khẳng định đều ra tâm ma. Bá Tống lộ ra thoải mái tiếu dung. Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào Bá Tống mặt nhìn một hồi, lại thở dài, nhưng bây giờ, chúng ta liền ngươi trên mặt biểu lộ ý tứ đều đọc không ra. Bá Tống thoải mái tiếu dung có chút cứng đờ. Đọc mặt thuật mất đi hiệu lực. Này làm sao làm được, đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng lại là sững sờ. Ôn Nhu Bá Tống cách hắn trong lý tưởng đại tiền bối hình tượng lại đến gần rồi một bước. Yên tâm đi, Bạch Long tỷ tỷ, nam nhân kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, ta chỉ là không có đã từng như vậy. Ân, khả ái mà thôi, mà lại, kỳ thật hiện tại ta, mới là đã từng ta tha thiết ước mơ bộ dáng. Ôn Nhu Bá Tống đối Bạch Long tỷ tỷ giơ ngón tay cái lên. Đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng. Hận không thể đập đầu vô tường, ngươi như thế tự hào xưng hô đã từng bản thân khả ái là cái gì tâm tính. Đại lão gia, dùng khả ái cái từ này, không thẹn sao. Bạch Long tỷ tỷ dở khóc dở cười. Nàng đối Bá Tống lắc lắc móng vuốt, đứng dậy bay ra cung điện. Hiện tại Tống Thư Hàng, nói thật cũng là nàng tương đối muốn xem đến trưởng thành bộ dáng. Nàng vẫn cảm thấy, nam nhân vẫn là thành thục một số, sẽ khá tốt. Nhưng là... thành thục cần phải có một cái quá trình, một chút xíu biến thành thục, là tốt nhất. Tống Thư Hàng thành thục, giá quá lớn. Kể từ đó, luôn cảm giác Tống Thư Hàng vẫn là trở lại năm ngoái bộ dáng sẽ tốt hơn. Thật sự là mâu thuẫn, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ.
Bạch Long tỷ tỷ bay xa về sau, ôn nhu bá tống nâng lên bút trong tay nhớ, rèn sắt khi còn nóng, đối bản bút ký bên trên viễn cổ ngôn ngữ nội dung tiến hành ôn tập. Công đức xà Mỹ nhân giữ yên lặng, chỉ là tại bá tống cau mày thời điểm, nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp. Lại ôn tập một lần về sau, bá tống để cây viết trong tay xuống nhớ, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiên tử, người nói lúc ấy, chúng ta cố gắng như vậy tìm kiếm bạch tiền bối cố hương manh mối, có phải hay không sai rồi? Công đức xà Mỹ nhân trong miệng phát ra một câu phim lời kịch, người hối hận không? Mặc dù có chút tự tư, nhưng bây giờ, có thể có chút hối hận rồi. Nếu như bạch tiền bối ở đây, có rất nhiều sự tình, có lẽ liền sẽ có biến hóa. Bá Tống nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó lại cười ha ha nói, ai, lại không nhịn được muốn dựa vào các vị tiền bối càng nhiều càng nhiều. Công đức xà Mỹ nhân méo một chút đầu, không có trả lời. Ở chỗ này, bạch tiền bối rời đi, mà lại, là ta cùng mọi người cùng nhau cố gắng tìm kiếm bạch tiền bối cố hương manh mối, cuối cùng, đem bạch tiền bối đưa tiễn. Đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng suy đoán nói. Hắn hồi tưởng xuống kinh nghiệm của mình. Năm ngoái, hắn kỳ thật cũng là như thế. Cùng bạch tiền bối cùng một chỗ tiến về thú tu giới Thánh Sơn bí cảnh, vì muốn tìm bạch tiền bối cố hương tin tức. Bia đá đạo hữu chính là hắn tại cái kia quá trình ở bên trong lấy được. Đồng thời ở nơi đó, cũng đã nhận được bạch tiền bối cố hương một số tin tức. Nếu như lúc ấy, bọn hắn tiếp tục chỗ sâu điều tra, cuối cùng tìm tới bạch tiền bối cố hương lời nói, vậy mình sẽ khuyên bạch tiền bối trở về không? Có thể sẽ. Bạch tiền bối đối với hắn cố hương của mình hiển nhiên là có chấp niệm, hắn tự thân liền có ý thức đang tìm kiếm cố hương manh mối. Nhưng ta hiện tại, có thể đứng ở lại cao hơn góc độ, đi đối đãi vấn đề này. Nếu như có vấn đề gì không cách nào giải quyết, vậy liền siêu thoát bất hủ. Bạch tiền bối nếu như bỏ qua về bản thân cố hương cơ hội, không cách nào lại trở về. Vậy liền siêu thoát bất hủ, siêu thoát hết thảy hạn chế. Đương hết thảy hạn chế không ở, bạch tiền bối liền có thể tại cố hương của mình cùng hiện thế vừa đi vừa về nhảy vọt. Sở các chủ bích thủy các, liền bất hủ thiên đạo cũng vô pháp hoàn nguyên. Vậy liền siêu thoát bất hủ. Sau đó vượt qua thời không hạn chế. Kém cỏi nhất, cũng có thể đem bích thủy các thành viên hồn phách đều khóa chặt mang đến, để bọn hắn hoàn thành chuyển sinh, khôi phục ký ức, quay về bích thủy các. Đen kịt cự lão cùng đen kịt mặt trời giấu ở phía sau màn, liền thiên đạo cũng vô pháp triệt để xóa đi bọn chúng. Vậy liền siêu thoát bất hủ, dù là đến lúc đó vẫn như cũ không cách nào đem đen kịt cự lão triệt để hủy diệt, nhưng siêu việt vĩ độ, thời gian, không gian về sau. Khẳng định cũng có thủ đoạn, đem hắn ném đến không cách nào ảnh hưởng đến hiện thế vĩ độ, để nó lẻ loi trơ trọi một cá nhân ngốc lấy hóng mát. Vô luận sự tình gì, chỉ muốn không cách nào giải quyết, vậy liền siêu thoát. Hoàn mỹ vạn năng phương án giải quyết thủ đoạn. Ngoại trừ, tuyệt dục. Siêu thoát bất hủ về sau, không biết còn có thể hay không lại sinh hài tử. Mà lại, dựa vào các tiền bối, cũng không phải chuyện gì xấu. Tống Thư Hàng nhìn qua thời gian này điểm bá tống, nói khẽ. Quá trình cũng không trọng yếu là kết quả. Tu Liêu Trường Sinh Pháp, vốn chính là đem giữa người và người liên lạc với cùng nhau Trường Sinh Pháp, không phải dựa vào cá nhân lực lượng Trường Sinh Pháp. Sức mạnh của một người, chung quy là có hạn. Chỉ cần có thể đạt tới kết quả mình mong muốn, ta mượn nhờ các vị tiền bối, đại lão lực lượng, cũng không thể. Ta tại dựa vào các tiền bối đồng thời. Các tiền bối cũng sẽ dựa vào lực lượng của ta. Đây là một loại hỗ động quan hệ. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Thư Hàng đối Tu Liêu Trường Sinh chi đạo lý giải, lại sâu sắc mấy phần. Mà cái này mấy phần làm sâu sắc lý giải, tựa như là mở ra cuối cùng đại môn chìa khóa, để Tống Thư Hàng không ngừng ngộ ra Tu Liêu Trường Sinh đạo cuối cùng bộ phận đại đạo chân lý. Một lát sau, Tống Thư Hàng mở to mắt, lần này lĩnh ngộ là chân chính đốn ngộ, tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Một cái dừng lại thời gian bên trong, Tống Thư Hàng liền kết thúc lần này ngộ đạo. Đồng thời, hắn đối Tu Liêu Trường Sinh đạo lý giải, cũng đạt tới một cái cực hạn. Đoán chừng đã ở vào 99% tả hữu tiến trình càng là hiểu rõ Tu Liêu Trường Sinh đạo, hắn đối với mình tính ra hẳn là liền càng tinh chuẩn. Mà còn lại cái kia 1% tiến trình, cũng không cần lại dựa vào mài nước công phu đi hoàn thành. Bởi vì tiếp xuống, đạo tử tiền bối đã vì hắn chuẩn bị xong một phần đại lễ. Tại đạo tử tiền bối lui nhậm sát na,
liền sẽ đem một cái thiên đạo hạch toán phai nén thông qua béo cầu đại lão bài trừ phế vật con đường, chuyển giao cho hắn. Chỉ chờ cái kia thiên đạo hạch toán ngoại quải tăng thêm, tu Liêu Trường Sinh đạo thiếu thốn cái cuối cùng 1% liền có thể nháy mắt bổ xong. Trên thực tế, cái này thiếu khuyết cuối cùng 1%, không phải Tống Thư Hàng đối tu Liêu Trường Sinh đạo lý giải không đủ, mà là hắn tự thân hạch toán năng lực không đủ. Cuối cùng hình thái tu Liêu Trường Sinh pháp, cần vô cùng to lớn khả năng tính toán, để mà gánh chịu chư thiên vạn giới cấp bậc tin tức tính toán. Liền xem như cửu u chúa tể, tại tiếp tục tiếp thu loại này quy mô tin tức tính toán, cũng sẽ sọ não nóng lên, cuối cùng đứng máy. Nếu là chỉ dựa vào chính Tống Thư Hàng, muốn đem tự thân tính toán năng lực tăng cường đến cùng tu Liêu Trường Sinh đạo tướng xứng đôi trình độ, khả năng cần mấy ngàn năm thời gian chịu khổ. Mà đạo tử tiền bối ngay tại cổ đảo thiên đạo hạch toán ngoại quải, vừa vặn có thể bổ đủ hắn phần cứng bên trên thiếu thốn, hoàn thành nguyên bộ. Có lẽ, ta vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành đáng tin đại tiền bối, từ tu luyện tới hiện tại, ta một mực tại dựa vào các vị tiền bối hỗ trợ. Dù là Trường Sinh đạo cuối cùng khâu, đều cần đạo tử tiền bối vì ta trợ lực. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Nhưng là, hắn hưởng thụ quá trình này. Đáng tin đại tiền bối. Chờ hắn chứng đạo bất hủ, thậm chí là siêu thoát bất hủ về sau, lại chậm chậm mưu toan, đến lúc đó, hắn có vô hạn thời gian có thể đi học tập các loại tu chân hệ tri thức, viễn cổ ngôn ngữ, thái cổ ngôn ngữ. Thậm chí không chỉ có là tu chân hệ, cái khác tỉ như vu sư hệ, ma pháp hệ, thánh quang hệ, thú tu hệ, sắt thép tu luyện hệ, tinh thần hệ, tử vong hệ các loại chư thiên vạn giới cái khác tu luyện pháp, hắn đều có thể đem tri thức bổ đủ, trở thành chân chính kho số liệu. Ta đem ta đáng tin đại tiền bối mộng tưởng, cực tại tương lai. Tống Thư Hàng nói, đem một ít chuyện đẩy lên tương lai đi hoàn thành, có thể có chút trốn tránh ý tứ. Kéo dài chứng những người bệnh thường thường có vô hạn tương lai, dùng để kéo dài trong tay nan đề. Phía dưới, bá Tống sau lưng, công đức xà mỹ nhân thu hồi xoa bóp bàn tay, nó lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía bá Tống cái bóng chỗ. Cái bóng bên trong. Da đen tử thân ảnh hiển hiện. Hiện thân về sau, nó ưu nhã đối công đức xà mỹ nhân hành lễ, tạ ơn tỷ tỷ. Da đen tử đều là tâm ma chi thể, mặc dù dần dần thích ứng công đức xà mỹ nhân tồn tại, nhưng tâm ma lực lượng cùng công đức lực lượng luôn luôn tương xung. Công đức xà mỹ nhân có chút lui ra phía sau khoảng cách, là một loại tinh tế ôn nhu, thoải mái im ắng. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, đã xảy ra chuyện gì sao? Bá Tống mỉm cười nói. Tống tiền bối, xin gọi ta Da Đen Tử, tên thật quá dài, nghe là lạ. Da Đen Tử nghiêm túc nói. Hư không bên trong, Tống Thư Hàng. Bản thể có một phong thư, để ta giao cho Tống tiền bối. Da Đen Tử đưa tay lấy ra một phong thư kiện. Vũ Nhu Tử không trực tiếp liên hệ ta. Bá Tống hơi nghi hoặc một chút, đưa tay tiếp nhận Da Đen Tử thủ bên trên thư tín. Lúc này... Eo âm bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng nói, bá Tống đạo hữu, nữ hài tử có mấy lời, ở trước mặt là giảng không ra được, cho nên mới sẽ dùng viết thư phương thức truyền đạt cho ngươi, ngươi phải cẩn thận trải nghiệm mới là. Bá Tống tiếp lấy thư tín tay có chút cứng đờ. Sau đó hắn đưa tay đập một cái, đem bia đá đạo hữu nhét vào túi, đem túi khóa kéo kéo lên. Sau đó, mới đưa Vũ Nhu Tử giao cho hắn thư tín mở ra. Hư không bên trong. Tống Thư Hàng ánh mắt đồng dạng rơi vào Vũ Nhu Tử trên thư. Tống tiền bối. Thất tu tiền bối thương thế đã ổn định, hiện tại có cha ta cùng dược sư tiền bối chiếu cố hắn, tính mệnh không lo, mặc dù nguyên thần có chút bị hao tổn, nhưng chỉ cần thời gian đi điều trị, liền có thể dần dần khôi phục. Cho nên, Tống tiền bối ngươi có thể yên tâm đi. Lục tu tiên tử để ta chuyển cáo ngươi, mục tiêu của đối phương là cửu tu Phượng Hoàng Đao. Có thể là nghĩ thừa dịp cửu tu Phượng Hoàng Đao không có cửu chuyển trước đó, đạt được nó. Cho nên Tống tiền bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp, để thông nương mau chóng hoàn thành cửu tu Phượng Hoàng Đao đệ bát chuyển. Bá Tống nhìn đến đây lúc, nhẹ nhàng thở ra, thất tu tiền bối thương thế ổn định liền tốt. Hư không bên trong Tống Thư Hàng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve thất tu tiền bối bị đánh lén, kẻ tập kích mục tiêu cùng cửu tu Phượng Hoàng Đao có quan hệ. Thất tu tiền bối nguyên thần bị hao tổn, đối phương khả năng từ thất tu tiền bối trên thân mang đi cửu tu Phượng Hoàng Đao tương quan lực lượng. Quay đầu, hắn liền lặng lẽ tại thất tu tiền bối trên thân lưu cái ấn ký. Ai dám đối thất tu tiền bối động thủ,
nhìn hắn không đem đối phương đầu chó chửi bạo. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể mượn dùng đạo tử tiền bối thiên đạo hạch toán năng lực quái toán bên trên một quẻ, nhìn xem cái này chư thiên vạn giới bên trong, có ai đang đánh cửu tu phượng hoàng đao cùng thất tu tiền bối chủ ý. Lớn nhất khả năng, hẳn là đen nhánh mặt trời cùng phía sau màn đen nhánh cự lão cái này miệng nồi lớn, bởi vì lúc trước công đức đạo nhân tại kiến tạo đại mộ lúc, mượn dùng qua cửu tu phượng hoàng đao lực lượng. Đen nhánh mặt trời cùng đen nhánh cự lão bắt đầu gây sự về sau, khẳng định sẽ tra một chút công đức đạo nhân chuẩn bị ở sau, thuận tuyến tác tra được cửu tu phượng hoàng đao trên thân, liền thuận lý thành chương. Trừ cái đó ra, còn có một chút gây nên Tống Thư Hàng chú ý ôn nhu bá tống bên người, thông nương còn tại. Cửu tu phượng hoàng đao còn chưa hoàn thành bát chuyển. Phía dưới, bá tống đột nhiên lại hỏi, thất tu tiền bối thương thế khôi phục sau. Đối với hắn tương lai cảnh giới sẽ có ảnh hưởng sao? Có thể sẽ có điểm. Gia đen tử chi tiết đáp. Bá tống trầm mặc một lát, đối gia đen tử ôn nhu cười một tiếng, không sao, thương thế lực ảnh hưởng. Tương lai nhất định có thể đạt được phương án giải quyết. Hắn đáy mắt thần sắc càng thêm kiên định. Giới này thiên đạo tranh đoạt chiến, thiên đạo chi vị, hắn nhất định phải đoạt được tới tay. Cho nên, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, bước ra một đầu cường lực trường sinh chi đạo. Thời gian ngắn, cường lực, đây là hai cái trọng yếu nhân tố. Cho nên, tu liêu trường sinh đại đạo, chỉ có thể trước bị bài trừ. Tu liêu trường sinh đạo, quá mênh mông, quá thâm ảo, đã vượt qua phàm nhân cùng trường sinh giả có thể tiếp xúc cực hạn. Kể từ đó, hắn muốn bước ra, chính là trên người khác một đầu trường sinh pháp, cùng sinh tử tương quan trường sinh đạo.